chương 6, tử kiếp. Ngọc Nhi trở về rồi nghiệt súc trong phòng bái thần đâu. Bà ngoại cũng là chanh chua. Tiểu Di thanh thanh thúy thúy, út một tiếng, mấy giây sau, cửa phòng ngủ, bang, thô bạo đẩy ra. Miêu vương am ly lập tức đình chỉ, mỹ mỹ mỹ, ca tùng. Nằm thẳng trên giường trương nguyên thanh nghiêng đầu, nhìn về phía cổng, trông thấy xa cách nhiều ngày tiểu di, tỉ mỹ quản lý mái tóc, mang theo điểm xỏa tung cảm giác rối tung, cuối mang quyển làm nổi bật lên viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặt màu vàng nhạt cao eo quần thường, màu trắng in hoa bảy phần tay áo nữ khoảng áo thun, Đấy bằng giày xăng đăng. Trên bờ vai treo một con màu đen nhỏ nhắn túi sách. Mặc dù là 25 tuổi cao tuổi, nhưng ngạnh xinh xinh để nàng xuyên ra nhà bên thiếu nữ cảm giác. Tiểu Di đứng tại cửa ra vào tường tận xem xét mấy giây, lật một cái liếc mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói, không khiết người. Cái gì? trương nguyên thanh không có kịp phản ứng tiểu di vứt bỏ túi sách hai ba bước lao tới bên giường bày ra phim truyền hình đi học võ công chiêu thức công chân không lưng hướng cháu trai đầu bổ ra cổ tay chặt tức giận nói không khiết người trương nguyên thanh nghe hiểu nàng tại ghét bỏ chính mình giao đến nữ bằng hữu chuyện này không khiết người không khiết người tiểu di duy trì không bước tư thế thu đau thùng thùng chặt xuống ngươi mẹ nó trương nguyên thanh chịu hảo đau giận tím mặt eo một khẩu, mở ra hai chân kẹp lấy tiểu di eo nhỏ, lại xoay tròn thân, liền đem nàng, huyển, tại trên giường. Trương Nguyên Thanh xoay người ngồi dậy, cái mông hướng Giang Ngọc Nhĩ mông tròn trầm xuống, làm võ tòng đánh hổ hình, nói, Giang Ngọc Nhĩ, đã ngươi hùng hổ dọa người, cũng đừng trách cháu trai ta lấy hạ khắc thượng. Giang Ngọc Nhĩ bị áp chế trên giường vòng eo rất a rất, chính là vén không ngã cháu trai, cũng may nàng có một đôi đôi chân dài. Ra sức đập hai chân, gót chân ba 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 công kích cháu trai trương nguyên thanh bất đắc dĩ nói ta ba ngày này ra ngoài làm nhiệm vụ nữ bằng hữu cái gì đều là lừa gạt bà ngoại giang ngọc nhĩ nghe xong quả nhiên đình chỉ công kích nhãn tình sáng lên làm nhiệm vụ nhiệm vụ gì mau cùng ta nói một chút trương nguyên thanh đương nhiên không có khả năng nói cho nàng hừ hừ nói ngươi một giới phạm phu tục tử há có thể biết quốc gia đại sự chớ có hỏi nhiều tiểu di nghe xong về sau đá chân lại lạch cạch lạch cạch triển khai công kích chính nháo cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét các ngươi bao lớn còn cả ngày hộ nháo bà ngoại chống nạnh đứng tại cửa ra vào cầm tức nhìn nữ nhi cùng ngoại tôn trương nguyên thanh lập tức theo tiểu di trên lưng lật xuống tới giang ngọc nhĩ cũng bắn người lên mà lên cấp tốc tách ra hai người trăm miệng một lời giang ngọc nhĩ trương nguyên thanh động thủ trước Bà ngoại lạnh lùng nhìn một chút nữ nhi, quát lớn, lăn xuống tới. Tiểu Di liền rất là vui vẻ xuống giường. Bà ngoại xoay người nhặt lên bên chân túi sách, sách trong tay một cái tay khác nắm nữ nhi lỗ tai, đem nàng bắt ra ngoài. Hư hư, bà ngoại còn là rất rõ xem xét từng ly từng tí trương nguyên thanh đánh trận thắng trận. Lẩm bẩm xuống giường, ngồi tại trước bàn sách, bật máy tính lên, quan phương cơ sở dữ liệu, chuẩn bị thẩm tra liền ba tháng người như vậy lấy quyền hạn của hắn, chúa tể phía dưới, chỉ cần là tại quan phương lập hồ sơ, đều có thể tra được. Tư tư, miêu vương âm ly khôi phục sức sống, lại bắt đầu kiên trì không ngừng phát ra, ngươi đẹp như vậy, ngươi đẹp như vậy, có thể thấy được tam đạo sơn nương nương đối với nó tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, đến bây giờ còn không có thông thả lại sức. Trương Nguyên Thanh một bên đưa vào liền ba tháng, vừa hướng miêu vương âm ly nói đẹp đến đẹp đi. Cứ như vậy một bài, có thể hay không đổi điểm tươi mới miêu vương âm ly biết nghe lời phải một trận tư tư dòng điện về sau âm nhạc bay lên gà giá quá đẹp a à bội bội gà ngươi quá đẹp a à bội bội trương nguyên thanh nắm lên miêu vương âm ly liền ném đến gầm giường đồng thời nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính hắn nhìn thấy thẩm tra kết quả biểu hiện từng cái không có tìm thấy được ngài muốn thẩm tra mục tiêu không có người này hắn nhíu mày binh ca người quen biết hơn phân nữa sẽ không là quan phương đối với đạo cụ nghiên cứu đăng phong tạo cực ta nhớ được học sĩ đến chúa tể cấp mới có được đại lượng chế tạo đạo cụ năng lực từ trên tổng hợp lại vị này liền ba tháng cấp bậc là chúa tể rất có thể là hoang dại tán tu lại không có tại quan phương đăng ký suy tư mấy giây hắn bấm nhân sinh đạo sư điện thoại đối phương kết nối về sau gọn gàng dứt khoát mà hỏi linh quân a có nghe nói hay không qua liền ba tháng cái này đồng người liền ba tháng hắn cùng phong hỏa là quan hệ như thế nào trương nguyên thanh trong lòng tự nhủ ngươi làm sao cùng ma quân chơi ngành quả nhiên đều là hải vương liền ác thú vị đều giống nhau ngươi cũng chưa nghe nói qua tốt ta rõ ràng trương nguyên thanh tại cúp máy trước bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nói linh quân a à nếu như ngày nào ngươi phát hiện ta nói không nên nói đồ vật khả năng ân khả năng dính đến người nhà của ngươi ngươi cần phải tha thứ ta a à? linh quân nghe vậy bật cười nếu như là ta ngựa giống lão tử cùng đám kia huynh đệ tỷ muội hoan nghênh liên quan đến tốt nhất để bọn hắn thân bại danh liệt ngươi đối với mình phụ thân cùng huynh đệ tỷ muội lại mang phức tạp như vậy tình cảm trương nguyên thanh không có nhiều lời cúp điện thoại đưa di động thả tại mặt bàn trong lòng có phán đoán linh quân vị này hoa hoa công tử mặc dù là phó thanh dương khâm điểm trác rưởi không có thành tựu nhưng cũng là thành danh đã lâu kiến thức rộng rãi cùng hắn loại này luyện tập lúc dài hai nguyệt nửa tiểu manh mới không giống linh quân cũng không biết người này như vậy thân phận của liền ba tháng liền có thể xác nhận chú tể cấp tán tu chưa từng tại quan phương lập hồ sơ học sĩ cái nghề nghiệp này cùng những nghề nghiệp khác khác biệt rất giảng cứu học thuật thảo luận đoàn đội hợp tác một người làm nghiên cứu cất bước khó khăn vì kia liền ba tháng coi như không phải người của quan phương cũng khẳng định cùng học sĩ cái quần thể này có vãng lai có thời gian tìm học sĩ ba nhà tìm hiểu tìm hiểu ngạch ta vì cái gì không cần tin bàn thôi diễn hắn vỗ đầu một cái nhớ tới cái này mới được đến đạo cụ hoàn toàn có thể lợi dụng tin bàn thôi diễn năng lực thu hoạch được gợi ý không cần tân tân khổ khổ tìm người ta hiện tại là tinh quang, không còn là dạ du thần, phải nhanh đem tâm tính điều chỉnh xong Trương Nguyên Thanh đứng dậy, đem cửa phòng ngủ đóng lại, khóa lại. Trở về trước bàn sách, đem máy tính, chén nước chờ tạp vật đẩy hướng một bên. Lấy tay hướng nắm vào trong hư không một cái. Cầm ra một gương mặt bạn mâm tròn, tinh bạn lấy hát thiết trèn đúc, nặng nề, toàn thân đen nhánh, bạn mặt khắc họa chu thiên tinh đấu, điểm lên ngân sơn như là trong màn đêm ống ánh khắp nơi ngân hà. Trương Nguyên Thanh một tay đè lại bàn mặt, chậm rãi độ nhập tinh thần chi lực, rực rỡ tinh mảnh tia sáng như là nước chảy, dọc theo bàn mặt dòng nước chảy, thắp sáng khắc vào trên đó chu thiên tinh đấu. Một giây sau, bắt đầu tinh, tử vi tinh, 24 tinh tú chờ một chút, từng cái tinh tướng thoát ly tinh bàn, như là hình chiếu ba d ngừng ở giữa không trung. Chợt, chu thiên tinh đấu nhanh chóng xoay tròn, chế tạo ra hoa mỹ tinh thần vòng xoáy. Mười mấy giây sau, chiếm hết nửa cái gian phòng tinh thần đại hải, hóa thành lưu quan phóng tới Trương Nguyên Thanh mi tâm, tiến vào thức hải của hắn. Trương Nguyên Thanh trong đầu, đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Kia là một mảnh rất có nếp xưa vận vị gian nam trấn nhỏ, tường trắng ngói đen bạn đá xanh đường, ngõ hẹp bên trong, một cái dung mạo tuấn tú người trẻ tuổi, lưng tự vách tường, miệng lớn thở dốc, tự hồ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến mà tại người trẻ tuổi bên người, là mặt không có chút máu nhỏ người gậy ăn ngó sen, cùng bưng súng trường nhắm chuẩn phía trước. Bờ môi nhếch lên lạnh lẽo đường nét quan nhã. Người trẻ tuổi này hắn nhận biết từng cái lý thuần phong. Là âm dương trấn phó bản. Một giây sau hình tượng vỡ vụn, Trương Nguyên Thanh đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thôi diễn cho ra gợi ý, là Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong nhận biết liền ba tháng. Đúng, hắn cũng là học sĩ, hơn nữa còn là tán tu. Liền ba tháng vô cùng có khả năng cũng là tán tu, cả hai tồn tại liên hệ liền không kỳ quái. Thậm chí, Lý Thuần Phong rất có thể chính là liền ba tháng thuộc hạ, tự như tiểu viên, khấu bắt nguyệt là không giấu vết đại thúc, thuộc hạ. Một vị chúa tể cảnh tán tu, bồi dưỡng mình đoàn đội là tất nhiên. May mắn ta lưu lại Lý Thuần Phong phương thức liên lạc, chờ Phó Thanh Dương theo sát lục phó bản đi ra, chờ xử lý tốt bên người việt vặt ta liền liên hệ hắn mặt trời lặng lặng về tây tà dương như máu cơm tối trên bàn ăn một nhà năm miệng hưởng dụng bữa tối thiếu niên lão thành biểu ca bưng bát nhìn về phía biểu đệ nói nghe nãy nãy nói ngươi giao nữ bằng hữu rồi ưm ưm trương nguyên thanh mập mờ suy đoán lên tiếng trần nguyên quân khẽ vuốt cầm, kẹp một ngụm măng tây nếu như chỗ cũng không tệ lắm Ngươi có thể cân nhắc ở chung. Mang nữ bằng hữu về nhà mình ở, dù sao đại cô bộ kia đại bình tần, trống không cũng là trống không. Nếu như ta thật đuổi tới quan nhã lời nói, xác thực có thể cân nhắc trương nguyên thanh qua loa nói, rồi nói sau. Đối với biểu ca, bà ngoại nói ngươi mấy ngày nay tăng ca tra án, lại xảy ra chuyện gì rồi? Trần nguyên quân nuốt xuống đồ ăn, nhíu mày, chữ xuyên văn nổi bật gần nhất tùng hải các khu cục an ninh tiếp vào nhiều lên nhân khẩu mất tích vụ án, sống không thấy người chết không thấy xác, người mất tích đều là trẻ tuổi mỹ mạo cô nương. Bởi vì hồi trước đồng tước lâu bản án. Cấp trên đối với cái này thời gian rất mẫn cảm. Trị An Tổng Thư Triệu tập chúng ta họp thảo luận. Lại có tuổi trẻ nữ nhân mất tích. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày, mặt ngoài không chút biến sắc mà hỏi, có đầu mối gì sao? Trần Nguyên quân mày nhíu lại càng thêm khắc sâu, thân sắc cổ quái, nói, chúng ta đều lấy tất cả người mất tích cuối cùng xuất hiện giám sát, phát hiện các nàng trước khi mất tích, là chính mình chủ động tránh đi giám sát thăm dò, thăm viếng điều tra về sau, cũng không có tra được những cô bé này có bị uy hiếp tình huống. Trước mắt các nơi cục an ninh tập hợp tuổi trẻ nữ tử mất tích vụ án. Đã nhiều đến 30 vụ, không bài trừ còn có không báo án. Hắn kẹp một đũa cơm, nói, bất quá chúng ta khóa chặt một vị nhân vật khả nghi, hắn tại ba vị nữ tính trước khi mất tích giám sát bên trong, đều có xuất hiện. Trước mắt ngay tại loại bỏ người này. Nghe rất quỷ dị, không quá giống là bình thường mất tích án, nếu như dính đến, chuyện này ta liền phải quản quản, giống biểu ca dạng này người bình thường tham dự trong đó, rất nguy hiểm nghĩ tới đây, trương nguyên thanh rủ xuống ánh mắt, âm thầm mở ra tin tướng thuật. Trong mắt của hắn lặng yên hiện hiện ống ánh khắp nơi tinh hà. Lóe lên một cái rồi biến mất lại ngẩng đầu, nhìn chăm chú, tan thương, biểu ca. Chỉ thấy Trần Nguyên Quân hai mắt ở giữa, ngưng một tầng nồng đậm huyết quan, cái này biểu thị, hắn gần đây sẽ có họa sát thân, mà căn cứ huyết quan cường thịnh trình độ đây là tử kiếp. Chương 7, Hội Chúc Mừng Nhìn chăm chú huyết quan nhìn mấy giây, Trương Nguyên Thanh trong đầu thu hoạch được gợi ý, huyết quan nguồn gốc từ đao binh biểu ca gần đây sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, nguyên nhân cái chết là lưỡi dao đâm trúng yếu hại. Nguy hiểm đầu nguồn không rõ ràng, nhưng có thể là nhân khẩu mất tích án trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức mất đi ăn dục vọng, không hiểu may mắn chính mình hỏi nhiều đầy miệng, lại tâm huyết dân trào, quan sát biểu ca tướng mạo. Nếu như hắn không có nhìn nhiều cái nhìn này, rất có thể, rất có thể biểu ca liền tráng niên mất sớm. Trương Nguyên Thanh trong lòng một trận hoảng sợ đã thành tinh quang liền nên thật tốt lợi dụng phần này năng lực từ hôm nay trở đi mỗi ngày nhìn một chút người nhà tướng mạo kịp thời nắm chắc bọn hắn gần đây vận thế hắn yên lặng ở trong lòng lập một quy củ hắn nghĩ đến tâm sự tùy ý dùng đũa chọn chọn lựa lựa trong mâm thịt gà hỏi vậy các ngươi dự định lúc nào hành động thu lưới vừa nói xong ông ngoại một đũa gõ tới nhíu mày răng dậy ăn cơm thật ngon ta dậy thế nào ngươi quy củ Trương Nguyên Thanh yên lặng thu hồi đũa, nhìn về phía Trần Nguyên Quân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Gần đây có thể sẽ thu lưới. Trần Nguyên Quân mập mờ trả lời, cái này thuộc về hành động cơ mật, ngươi đừng hỏi. Trương Nguyên Thanh túc một tiếng, vụng trộm triệu hồi ra tiểu đầu bỉ, thao túng hắn bò hướng biểu ca. Tiểu đầu bỉ tay chân lanh lẹ bắt lấy biểu ca ống quần, dọc theo quần một đường đi lên trên, một mực leo đến đỉnh đầu hắn, hai đầu ngắn mập bắp chân cuốn lấy trận nguyên quân cổ, tay nhỏ bắt hắn lại tóc. Gần đây vẫn thế, rất có thể là ngày mai, cũng có thể là là hậu thiên, nhưng sẽ không vượt qua 7 ngày, biểu ca ở trong 7 ngày, tuyệt đối sẽ tao ngộ hòa sát thân. Trương Nguyên Thanh dự định để tiểu đậu bỉ trong coi biểu ca. Một phương diện sung làm giám sát, tùy thời phản hồi tình huống, một phương diện khác, lấy tiểu đậu bỉ thực lực trước mắt, trao đổi siêu phàm cảnh hành giả năng lực, còn là rất nhẹ nhàng thánh giả cảnh lại không được, bất quá, lấy thánh giả thư thất cùng địa vị, khả năng không lớn nhằm vào biểu ca dạng này người bình thường. Trần Nguyên quân hung hăng rùng mình một cái, nhìn về phía phòng ăn trung ương điều hòa không khí sắp xếp đầu gió, cao mày nói, nãy nãy, ngươi điều hòa không khí có phải là mở quá thấp rồi? Nghe vậy, bà ngoại quay đầu nhìn về phía trên tường điều hòa không khí chốt mở. Nói, có sao? 20 độ còn lạnh. Nguyên tử, Ngọc Nhi, các ngươi lạnh không? Tạ cảm thấy hơi nóng. Tiểu di gặm đùi gà, không tim không phổi mà nói. Có thể là biểu ca gần nhất tăng ca quá nhiều, thân thể hư đi, bà ngoại, ngày mai cho hắn hầm ăn lót dạ canh. Trương Nguyên Thanh Phụ Họa nói. Bà ngoại nghe xong, liền lo lắng nói, Nguyên Quân A, à, công việc không muốn liều mạng như vậy, ngươi còn không có cưới vợ đâu, nếu là đem thân thể mệt mỏi đổ, liền lưu không được nàng dâu. Trần Nguyên Quân một mặt hoang mang, vừa chà cánh tay, một bên hoài nghi chính mình có phải là thật hay không tăng ca đem thân thể thêm đổ. Bà ngoại ngược lại nhìn về phía ngoại tôn, nói, ghi nhớ a, à, hậu thiên đem ngươi nữ bằng hữu mang về ăn cơm. 8 giờ tối Mặt màu lam giao hàng chế phục khấu bắt nguyệt, ngồi ở trong quán bán hàng, một tay bưng bia, một tay cầm sâu nướng, trước mặt còn có một nồi bò hầm. Hắn tự hồ đang chờ người, ăn không nhanh không chậm. Rất nhanh, một cỗ xe máy điện nhẹ nhàng lái tới, tại ven đường dừng lại, cũng là một người mặc màu lam mũ giáp, màu lam chế phục nhân viên giao hàng. Bắc Nguyệt Người kia lấy nón an toàn xuống, lộ ra một tấm mặt em bé, treo đầy nụ cười, phấn chấn nói, ngươi thế mà thật đi ra. Con mẹ nó, toàn người đều gãy ở bên trong, ngươi thế mà đi ra. Chính là nhân huyết màng thầu. Khấu bắt Nguyệt nụ cười trên mặt vừa có nổi lên, vội vàng nhìn xuống, tặng hắn một cái, ra vẻ uy nghiêm chỉ chỉ bàn đối diện, nói, ngồi. Bữa này ta mời, chúc mừng ta tấn thăng thánh giả. Hắn hiện tại là thánh giả, không thể lại hướng trước kia cả lơ phất phơ. Nhân huyết màn thầu vội vàng ngồi xuống, nắm lên hai cây xiên thịt bò, miệng lớn nhai lấy, nuốt xuống đồ ăn về sau, hắn hạ giọng, nghe nói lần này sát lục phó bản, cũng chỉ có ngươi cùng lương thần chọn chủ mà thí sống sót rồi. Hai ngươi làm sao làm được? khấu bắt nguyệt dựa theo tiểu viên cho hồi phục trầm giọng nói may mắn mà thôi sát lục phó bản trước đó không nói ta tìm ngươi là muốn dò xét một chút gần nhất bên ngoài có tin tức gì nhân huyết màn thầu buông xuống xiên thịt bò sắc mặt nghiêm túc bên ngoài tin tức đều vỡ tổ a à nhất bọn hắn chết hết ở trong sát lục phó bản đây đối với chúng ta nghề tự do trung đê tầng tạo thành đã kích cực lớn ta hậu cần công ty đã tìm không thấy người tụ hội tùng hải bên kia Nghe nói rất nhiều chợ đen đều lâm thời quan, đều sợ. Phương Bắc ngược lại là còn nói, nhân huyết màn thầu trên mặt em bé, lộ ra biểu lộ cực kỳ phức tạp. Có sợ hãi, có lo lắng, có phiền não, nói, Bắc Nguyệt A, à, Tùng Hải ra một vị nguyên thủy thiên tôn, đối với chúng ta thật sự mà nói quá tệ. Nhớ ngày đó Phó Thanh Dương đến Tùng Hải, nằm khu phân hội các thánh giả, một cái bị hù hoảng loạn, lúc ấy còn là siêu phàm không cảm giác được các tiền bối sợ hãi hiện tại ta hiểu ngươi nói nếu là nguyên thủy thiên tôn thành thánh giả về sau săn giết tùng hải phụ cận nghề tự do cái này nhưng làm sao làm khoảng thời gian này chúng ta khiêm tốn một chút đi trong tay ta còn đè ép mấy cái cho ta đánh giá tội người sử dụng đâu tha cho bọn họ sống lâu một đoạn thời gian ngươi đối với đánh giá tội người sử dụng là mạnh bao nhiêu oán niệm khấu bắt nguyệt kém chút bị đầu ở thánh giả giá đỡ trong lòng chửi bậy một câu. Thật mẹ nó phế vật, nhiều cao thủ như vậy, thế mà còn cho nguyên thủy thiên tôn đoàn diệt, chúng ta nghề tự do thế nhưng là mạnh hơn thủ tự một đoạn A, nhân huyết màn thầu chỉ tiết trèn sắt không thành thép mắng liệt liệt. Khấu Bắc Nguyệt yên lặng nghe xong hắn phàn nàn, hỏi, còn gì nữa không? Nhân huyết màn thầu uống một hơi cạn sạch bia, nói, nguyên thủy thiên tôn tiến vào nhân bản, xếp hạng thứ 9, tiền thưởng cao tới một cái mục tiêu nhỏ thêm ba kiện thánh giả phẩm chất đạo cụ. Ở trong quan phương bản truy nã, siêu phàm cảnh chỉ có một cái bản danh sách, thánh giả cảnh cùng chúa tể cảnh đều có ba cái bản danh sách, theo thứ tự là thiên địa nhân ba bản. Nhân bản đại biểu cho cấp 4, địa bản đối ứng cấp 5, thiên bản thì là cấp 6. Chúa tể cũng là như thế. Tà ác tổ chức bắt chước quan phương, chế định giống nhau như đúc treo thưởng hình thức, cũng chia thiên địa nhân ba bản. Bình thường đến nói, mỗi một cái bản danh sách chỗ đối ứng cấp bậc là cực kỳ nghiêm ngặt, cấp 4 liền nhất định phải tại nhân bản, cực ít có tiếng vào địa bản khả năng. Dù sao, cấp 4 sơ kỳ cùng cấp 4 hậu kỳ chênh lệch cực lớn, huống chi cấp 5. Nhưng tà ác tổ chức còn là đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ở địa bản, một mặt là thừa nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải phổ thông cấp 4 thánh giả, một phương diện khác thì là cổ vũ cấp 5 thánh giả đi săn giết hắn nguyên thủy thiên tôn giá trị 100 triệu. Nếu là xử lý hắn, tiểu viên nhà khách liền có thể biến thành cấp 5 sao khách sạn. Khấu Bắc Nguyệt ý nghĩ kỳ quái một chút, liền nghe nhân huyết màn thầu nói, còn có một cái tin đồn, nhưng không biết thật giả, vừa vặn ngươi tìm ta, ta đến hướng ngươi chứng thực một chút. Chuyện gì? Khấu Bắc Nguyệt bày ra lắng nghe tư thái. Tùng Hải bên kia, chúng ta phân hội có người tìm hiểu đến một tin tức, Nói lương thần chọn chủ mà thí Ở trong sát lục phó bản đầu nhập nguyên thủy thiên tôn Nội ứng ngoại hợp Này mới khiến chúng ta tự do trận doanh đoàn diệt Nhân huyết màn thầu phẫn quốc nói Ta cho ngươi biết Chuyện này cực có thể là thật Bởi vì tin tức vừa ra tới Hội trưởng liền vận dụng quan hệ Tra một chút bản truy nã Ngươi đoán làm gì quan phương hủy bỏ đối với tiểu mập mạp truy nã. À cái này khấu bắt nguyệt cái này chân thực gián điệp nghe lớn thụ rung động, trong lòng tự nhủ các ngươi tìm hiểu tình báo thành viên có phải là nghe lầm danh tự rồi. Cái kia, cái kia nội ứng ngoại hợp người, có khả năng hay không gọi khấu bắt nguyệt. Nhân huyết màn thầu trầm giọng nói, ngươi ở trong sát lục phó bản. Ngươi nói, có phải như vậy hay không? Cái này khấu bắt nguyệt trầm ngâm trầm ngâm, nói, ta kỳ thật không có tham dự bọn hắn tranh đấu mặc dù ta rất mạnh nhưng ta không phải là người không có đầu óc tiến vào sát lục phó bản về sau ta trong lúc vô tình được đến một số lớn điểm tích lũy sau đó vẫn ở trong phó bản ẩn núp xem như để may mắn để ta kiếm về một cái mạng đi à không xem như các tự do trận doanh không may nếu như ta lúc ấy tại hiện trường ngươi biết nhân huyết màn thầu trong lòng tự nhủ biết biết ngươi nếu là tại hiện trường ta hiện tại chính là một chén kính ánh trăng một chén kính ngươi Khấu bắt nguyệt lời nói xoay chuyển Bất quá, tất cả mọi người chết Cái kia tiểu mập mạp còn sống Xác thực không hợp lý Hắn có lẽ, ân, thật khả năng bán nghề tự do Nhân huyết màn thầu hừ lạnh nói Vậy hắn xong Ác liệt như vậy sự kiện Coi như hắn hiện tại trở thành thánh giả Cũng đừng hồng sống yên ổn Tự do trận doanh không có hắn chỗ dung thân Dù cho có hư vô giáo phái che chở Khấu bắt nguyệt đổi chủ đề Bưng chén rượu lên cùng nhân huyết màng thầu đụng đụng, nói, không nói hắn, uống rượu uống rượu, màng thầu, chúng ta bây giờ đều là thánh giả. Hẳn là suy tính một chút về sau phát triển, ta cảm thấy, dương danh lập vạn thời cơ đến. Lúc này, hai người triển vọng tương lai, sướng hưởng sự nghiệp hoành độ, ngươi một câu ta một câu bệnh ra huy hoàng bao la hùng vĩ nhân sinh, đang thoải mái vui sướng bầu không khí bên trong, ăn xong mặt bàn đồ ăn, cũng ước định ngày mai cùng một chỗ đưa giao hàng, khấu bắt nguyệt vui vẻ đáp ứng đưa mắt nhìn nhân huyết màn thầu cưỡi điện con lừa rời đi, khấu bắt nguyệt kết hết nợ, chạy chậm đến tiến vào quán bán hàng bên ngoài chiếc thứ nhất màu trắng xe con. Vị trí lái, ngồi một vị xinh đẹp khí quyển thuộc nữ. Tiểu viên, hắn giống như không biết ta là nguyên thủy thiên tôn người, vô ngân đại sư không phải nói. Sát lục phó bản ngoài có tà ác trận doanh các đại lão nhìn chầm chầm à. Khấu bắt Nguyệt thấp giọng nói. Hắn đêm nay ước nhân huyết màn thầu đi ra, là muốn dò xét chính mình có hay không bị tà ác tổ chức truy nã. Nếu như hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hợp mưu sự tình đã lộ ra ánh sáng, cái kia tất nhiên bản danh sách nổi danh, nhân huyết màn thầu liền sẽ không không có chút nào phòng bị thấy hắn. Tiểu viên suy nghĩ mấy giây, nói, điều này nói rõ tà ác chức nghiệp cao tầng cũng không có đem ngươi để vào mắt. Đây là chuyện tốt. Hoặc là, bọn hắn còn ở trong sát lục phó bản không có đi ra, thánh giả cảnh sát lục phó bản đến sang năm mới có thể kết thúc đương nhiên liền ta đối với tà ác tổ chức hiểu rõ đám kia các chúa tể rất có thể đã đem ngươi quên trừ phi là nguyên thủy thiên tôn triệu thành hoàng nhân vật như vậy người bình thường rất khó bị bọn hắn ghi nhớ khấu bắt nguyệt trong lúc nhất thời không biết nên sinh khí còn là may mắn đúng ta tìm hiểu đến một cái tình báo liền đem lương thần chọn chủ mà thí sự tình cáo tri tiểu viên thật là kỳ quái làm sao đột nhiên liền nói hắn là phản đồ. Mà ta lại một chút việc đều không có. Hắn nói. Tiểu viên nhíu mày, mấy giây sau, tự hồ nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú giãn ra, khóe miệng mang theo một vòng ý cười, ta rõ ràng, hẳn là nguyên thủy thiên tôn dở trò quỷ, trừ hắn, không ai sẽ làm loại sự tình này, cũng không ai có phần này quyền nói chuyện, hủy bỏ truy nã. Sát lục phó bản bên trong, ngươi không phải thay cái kia huyễn thuật sư cầu tình sao? thấy khấu bắc nguyệt cau mày không có ngay lập tức lĩnh hội tiểu viên trong lòng thở dài một tiếng nhắc nhở nói hắn đáp ứng qua vô ngân đại sư hỗ trợ tụ tập đồng loại của chúng ta khấu bắc nguyệt mới chợt hiểu ra vừa mừng vừa sợ nếu như có thể đem tiểu mập mạp lôi kéo tới hắn tại trong đoàn đội cũng không phải là tầng dưới chót nhất hắn là có tiểu đệ lão đại vô ngân đại sư giống như cũng có ý nghĩ này chúng ta bây giờ liền đi nói cho hắn tiểu viên khẽ lắc đầu làm không chu đáo, lại quan sát một chút. Ngươi bây giờ là thánh giả, làm việc tận lực ổn thỏa, không muốn nôn nôn nóng nóng. Khấu Bắc Nguyệt không nhịn được nói, ngươi lại tới, mẹ ta đều không có như thế quyết lắm điều. Trên mặt tràn ngập ghét bỏ, nhưng trong lòng lại đối với loại này quản giáo vô cùng ý lại. Tại tỷ tỷ sau khi chết trong hai năm, tiểu viên trình độ nhất định sung làm mẫu thân cùng tỷ tỷ nhân vật, chính là bởi vì có nàng tại, Khấu Bắc Nguyệt mới không có trầm luân tại giết chóc, chiến đấu trong vực sâu, từ đầu tới cuối duy trì bản tâm. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh cổng túi đeo hai vai, ăn sáng xong, đón xe tiến về Khang Dương khu cục an ninh. Tối hôm qua Lý Đông Trạch thông báo hắn, hôm nay hai đội muốn cho hắn cùng quan nhã, khương tinh vệ, tổ chức một trận thịnh đại chúc mừng, nhất thiết phải có mặt. Trương Nguyên Thanh dù sao muốn thời gian thực giám sát biểu ca tình huống, lại thêm bà ngoại ba khiến năm thân để hắn mang nữ bằng hữu về nhà hắn nhìn thấy thấy quan nhã liền không chút do dự đáp ứng đáng nhắc tới lão ban tử cùng quỷ tân nương trắng đêm chưa về không biết chạy cái kia lêu lỏng đi trương nguyên thanh rất lo lắng các nàng lạc đường bất quá cân nhắc đến kim thủy công viên trò chơi linh cảnh giới thiệu hắn cảm thấy hai con quỷ cả đêm không về thuần túy là chơi này từng cái lão ban tử kích động thể nghiệm rất nhiều công viên trò chơi hạng mục vị này sơn thần nương nương là cái thích chơi không bao lâu hắn cưỡi xe taxi đến cục an ninh đi tới cục an ninh cao ốc về sau hai tầng pha lê lâu pha lê lâu trước cổng chính tán lạc một chỗ lá vàng mảnh vỡ giống như là vừa tiến hành một phen long trọng chúc mừng trương nguyên thanh bên hông treo bảng tên hậu bao bên trong chứa miêu vương am ly đeo lên mũ trùng cùng khẩu trang đi vào pha lê lâu từng cái hắn vốn là dự định mang miêu vương am ly nhưng vừa ra cửa, miêu vương âm ly ngay tại trong gian phòng phát ra tiếng kêu thảm, bất hiếu tử tôn, bất hiếu tử tôn trương nguyên thanh liền biết nó sợ, sợ hãi lão ban tử trở về, không nghĩ một người ở trong nhà. Đẩy ra cách âm cửa thủy tinh, ồn ào tiếng cười vui, nháy mắt xông vào màn nhĩ. Lầu một khu sinh hoạt, bày đầy bánh ga tô. Hoa quả, rượu loại và mỹ thực, tiểu tỷ tỷ đại tỷ tỷ tiểu thiếu phụ nhóm, hoặc hưởng dụng mỹ thực, hoặc phóng khoáng uống rượu, không kiên nể gì cả đàm tiếu quan nhã hoàn toàn như trước đây bộ váy thêm áo sơ mi trắng tư thái đầy đặn khuôn mặt tinh xảo vẻ mặt tươi cười cùng các nữ đồng sự nói chuyện đột nhiên thoáng nhìn hắn tiến đến quan nhã nụ cười vừa thu lại cũng đem ánh mắt xê dịch về một bên yên lặng ngồi đến trong nơi hẻo lánh lão ti cơ xấu hổ thời điểm không phải cũng cùng nữ nhân bình thường trương nguyên thanh trong lòng tự nhủ a à, thượng đế chúng ta đơn vị đẹp nhất đến. Chính là xuyên không đủ ưu nhã. Lý Đông Trạch bưng chén rượu, hai phía ria mép tinh thần phấn chấn nhất lên, nhanh chân nghênh đón. Chương 8, Phó Thanh Dương trở về. À, ta thân ái thập trưởng, có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá đẹp mắt, ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, ba ngày này ta là tại sao tới đây ta rất nhớ ngươi tự như muốn niệm bà ngoại làm quả táo để bánh ta nói đều là nói thật thượng đế sẽ vì ta làm chứng trương nguyên thanh nhiệt tình tiến lên cùng lý đông trạch nóng bỏng ông lúc này một vị trẻ tuổi nhân viên nữ ân cần đưa tới một chén rượu đỏ lý đông trạch ưu nhã giơ tay lên ngăn cản chân thành nói à không xin đem nó đổi thành coca cola lạnh thế là trương nguyên thanh bưng coca cola lạnh dịch bước đến ghế sofa một bên phân biệt cùng Vương Thái, đằng viễn lên tiếng chào. Ngươi rất nhanh liền sẽ rời đi hai đội đi, hoặc là, trở thành hai đội người lãnh đạo trực tiếp. Vương Thái trong tay bưng lấy một phần bánh gato, tô, hài lòng hưởng dụng, động vật bơ làm, mùi vị không tệ, loại này bơ chỗ tốt là ăn không ngán, không giống thực vật bơ, giá rẻ mà ngán, bọn chúng thành phần là khác biệt không, ta đối bọn chúng chia không có hứng thú. Trương Nguyên Thanh vội vàng đánh gãy, không biết vì cái gì, chó dài đến không có tìm ta nói chuyện ta gọi điện thoại liên lạc hắn không người kết nối cái này rất kỳ quái các ngươi cảm thấy thế nào đằng viễn vương thái cùng lý đông trạch không cách nào trả lời quan nhã thì ngồi ở trong góc làm bộ cùng một vị nữ nhân viên chuyện trò vui vẻ trương nguyên thanh nhìn về phía ăn uống thả cửa khương tinh vệ nói tinh vệ ngươi biết không khương tinh vệ đắm chìm tại mỹ thực bên trong hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ tinh vệ tinh vệ trương nguyên thanh một cái cổ tay chặt chém vào thiếu nữ phần gáy tinh vệ khương tinh vệ điệp một ngụm phun ra thịt nướng cùng miếng dăm bông vừa tức vừa đau lòng nói làm gì a ngươi trương nguyên thanh đem vấn đề lặp lại một lần úc khương tinh vệ bừng tỉnh đại ngộ không bỏ nhìn xem đằng viễn đem nàng phun ra thịt quét vào thùng rác nói đại khái còn tại nhìn sát lục phó bản đi thấy các đồng nghiệp không hiểu nàng giải thích nói hàng năm sát lục phó bản minh chủ đều sẽ mang một bộ phận trưởng lão đi quan chiến, chính là ở bên ngoài phó bản nhìn. Phó bản bên ngoài thấy thế nào? Ta không hiểu rõ lắm, cha ta nói người đẳng cấp quá thấp vào không được, chờ ta đến chúa tể cảnh, hắn liền mang ta đi chơi đùa. Minh chủ có thể mang các trưởng lão đi vào quan sát. Hai đội thành viên lớn thụ rung động, lần đầu nghe nói loại sự tình này. Trương Nguyên Thanh cũng lớn thụ rung động, đồng thời còn rất kinh kinh bởi vì ở trong sát luật phó bản hắn bại lộ quá nhiều đồ vật mà quân truyền tống ngọc phù mà quân dịch dung giới chỉ mặc dù cái này hai kiện đạo cụ khẳng định không phải ma quân bản hiệu đạo cụ nhưng nếu như bên ngoài đại lão gặp qua cái kia tất nhiên sẽ dẫn tới hoài nghi một hai kiện đạo cụ đều không phải dạ du thần nghề nghiệp nói trên lý luận đến nói hắn là rất không có khả năng trùng hợp như vậy được đến mặt khác hắn tự nhiên mà vậy liên tưởng đến nhiệm vụ kết toán lúc ẩn tàng tại thể nhân vật bên trong màu đen trăng tròn đột nhiên hiển hóa cũng đem chính mình hóa thành nguyệt nha hiện tượng đây là thể nhân vật tại ẩn giấu chính mình ẩn tàng hắn ma quân truyền nhân thân phận thì ra là thế trương nguyên thanh thấp giọng thì thào sắc mặt rất khó coi bởi vì hắn ý thức được thể nhân vật là có được bản thân ý thức nếu như nói hổ phù lần kia màu đen trăng tròn là thu được quy tắc loại đạo của kích thích chủ động hiện thân thuộc về bị động. Như vậy lần này đâu? Phó bản bên ngoài đại lão nhưng không có đối với hắn thực hiện ảnh hưởng, thể nhân vật lại tự động che đậy trăng tròn. Đủ để chứng minh. Nó là có được bản thân ý thức, nó biết bên ngoài có đại lão đang nhìn, nó biết không thể bại lộ ma quân truyền nhân thân phận, nó đến cùng là ai. Thể nhân vật là không thể nào có được bản thân ý thức, nếu có, đó nhất định là những vật khác. Phát hiện này để Trương Nguyên Thành có chút đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên. Hắn có thể thản nhiên tiếp nhận ma quân thể nhân vật, dù sao đây chỉ là một đối tượng, nhưng nếu như cái này đối tượng bên trong, ẩn giấu đi người khác bản thân ý thức, chính là một kiện làm cho không người nào có thể ngủ yên sự tình. Chỗ tốt duy nhất là Về sau không cần lo lắng ma quân truyền nhân thân phận lộ ra ánh sáng hắn khổ bên trong làm vui nghĩ. Nếu như nó là có ý thức, như vậy thạch miếu bên trong, Mao Sơn Thuật Sĩ thăm dò, liền chú định sẽ không thành công. Câu trả lời của hắn khẳng định là Ma Quân Truyền Nhân Tam Liên, ta không phải. Ngươi nói vậy, đừng oan uổng ta. Chờ một chút, nếu là các trưởng lão vây xem sát lục phó bản trải qua, vậy, vậy ta nói cho Viên Đình những sự tình kia. Trương Nguyên Thanh tâm tình bỗng nhiên nặng nề, cảm thấy tương lai tràn ngập thấp thỏm. Lúc này, Đằng Viễn nói, Thánh giả cảnh sát lục phó bản hẳn là vào ngày mai kết thúc đi. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, siêu phạm cảnh sát lục phó bản, chủ tuyến là 3 ngày, thánh giả là 5 ngày, buổi sáng ngày mai khoảng 7 giờ đi. Đằng Viễn dẫn đầu, rất chờ mong kết quả. Nói xong, hắn lại một bộ ngàn năm cá mặn, mặc ủ mây châu ăn lên đồ ăn. Hai đội văn chức cùng các hành giả, ăn ăn uống uống đến giữa trưa 11 giờ mới tán đi, lưu lại mấy tên nhân viên văn phòng thu thập tàn cuộc. Chương Nguyên Thanh thừa dịp đi nhà xí, cho Khấu Bắc Nguyệt phát cái tin tức, ta thăm dò được một tin tức, thủ tự trận doanh cao tận có quan sát sát lục phó bản quen thuộc, ta ác trận doanh cực khả năng cũng có. Ngươi cẩn thận chút. Khấu Bắc Nguyệt rất mau trở lại phục, ta, à, ta đã sớm biết, tiểu viên nói, đại nhân vật chưa hẳn nhớ kỹ ta, bất quá lý do an toàn, ta gần nhất sẽ điều thấp một chút, chờ đám người kia trở về hiện thực, tiểu viên sẽ thay ta tìm hiểu tình báo nhìn ta có hay không bị truy nã. Vậy là tốt rồi. Trương Nguyên Thanh thở phào. Khấu Bắc Nguyệt lại phát cái tin tức, ngươi có phải hay không tại làm tiểu đệ của ta? Tin tức rất linh thông mà Trương Nguyên Thanh về một cái ân, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng ta cho rằng hy vọng không lớn, đám kia đại lão không phải toàn bộ hành trình quan chiến sao. Bọn hắn tất nhiên biết được tình huống, chờ theo sát lục phó bản trở về, liền sẽ thay ta tiểu đệ thư xác nhận khấu bắt nguyệt phát tới tin tức. Trừ hư vô giáo phái nam phái, những tổ chức khác làm sao có thể thay lương thần chọn chủ mà thí thư xác nhận, bọn hắn ước gì tiểu mập mạp bị người giết chết. Trương Nguyên Thanh không chút nào hoảng. Khấu Bắc Nguyệt còn là tuổi còn rất trẻ, trong đầu chỉ có không phải đen tức là trắng khái niệm, cùng trong tổ chức còn có người chết ta sống chống lại đâu, tam đại tà ác trận doanh như thế nào một lòng. Có cơ hội hố chết đối phương trong tổ chức thiên tài tà ác tổ chức tuyệt đối so thủ tự trận doanh càng tích cực. Những này ngươi không cần cân nhắc, qua mấy ngày liên lạc một chút lương thần chọn chủ mà thí là được. Trương Nguyên Thanh phát ra cái tin này, hồi lâu không được đến đáp lại. Chờ hắn thăm dò điện thoại di động tốt, đi ra nhà vệ sinh, khấu bắt nguyệt tin nhắn khoan thai tới chậm, con mẹ nó đại gia ngươi, liền vì về ngươi tin tức, lão tử vừa rồi đụng giải cây xanh bên trong, trong rương giao hàng toàn rượu xuống, ngươi cho ta bồi thường tiền. Trương Nguyên Thanh yên lặng phát một cái năm lông hồng bao, sau đó tắt máy. Hắn theo khu sinh hoạt quầy ba. Cầm một chùm văn chức thu nạp cùng một chỗ, chuẩn bị vứt bỏ hoa hồng, giấu ở phía sau, dọc theo thép chế thang lầu, đi tới lầu 2. Lầu 2 khu làm việc, chỉ có quan nhã cùng vương thái. Khương tinh vệ bởi vì muốn lên học, bị mẫu thân phái tới quản gia tiếp đi, đằng viễn càng không khả năng lưu ở đơn vị công việc, khu làm việc chỉ có vương thái cùng quan nhã cái trước ăn uống. No đủ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đắm chìm ở trong thế giới của mình. Quan Nhã Chính mang theo tai nghe nhìn tống nghệ chương trình, bắt được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn đến, không chút biến sắc trụ xuống ánh mắt. Chuyện phát sinh ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt, nàng tạm thời còn không cách nào theo hạm giới, ngượng ngùng, xả chết bên trong tránh ra vừa thấy được nguyên thủy, trong đầu liền sẽ hiển hiện ước nhẹp ga giường cùng quần lót. Cái này khiến nàng hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Quan nhã tỷ đưa ngươi một đóa hoa hồng. Trương Nguyên thanh dân lên kiều diễm hoa hồng. Lão ti cơ meo một chút, vừa bực mình vừa buồn cười, sẵn giọng, mượn hoa hiến Phật không hề có thành ý. Trương Nguyên thanh tự hồ biết nàng sẽ nói như vậy, liền nói ngay, kia liền đổi một cái có thành ý. Quan nhã tỷ bà ngoại ta nghĩ mời ngươi ăn cơm, liền trời tối ngày mai. Không đi. Quan nhã một bộ nghiêm túc nhìn chương trình tư thái. Lúc này nhất định phải chết dây dưa, muốn làm lưu manh. Trương Nguyên Thanh nhớ kỹ nhân sinh đạo sư đề nghị, cười đùa tí tưởng nói, ngươi nếu không đến, ta liền mang theo cả nhà đi ngươi chỗ ở ăn cơm. Quan nhã tự hồ không nghĩ tới hắn như thế lưu manh. Ngước mắt, trừng mắt, cả giận, ta dựa vào cái gì đi nhà ngươi ăn cơm, chúng ta quan hệ thế nào? cái này cùng nàng nghĩ không giống trong ý nghĩ của nàng là tận lực làm nhạc chuyện phát sinh ngày hôm qua qua một thời gian ngắn hạm giới cảm xúc qua tất cả mọi người ăn ý không đề cập tới nàng liền có thể cùng nguyên thủy nói tiếp nói đùa cười đây là nàng cảm thấy hợp lý nhất kết quả tốt nhất mà lấy nàng đối với nguyên thủy hiểu rõ tiểu tử thúi mặc dù ngoài miệng miệng ba hoa nhưng đối với chuyện giữa nam nữ khiếm khuyết kinh nghiệm dựa theo hắn am hiểu giao tiếp phong cách thấy mình tương đối mẫn cảm hàm giới, hẳn là chủ động bắt chuyện, nói một chút lời nói thô tục, hóa giải nàng hàm giới mới đúng. nào có thể đoán được, hắn không những không chủ động làm dịu giữa hai người xấu hổ, lại còn thừa thắng sông lên, mời chính mình đi nhà hắn ăn cơm. Mọi người quan hệ thế nào a? À? liền liền mời được trong nhà ăn cơm. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút nơi xa Vương Thái, sau đó kéo tới một cái ghế, ngồi ở bên người quan nhã. Đối nàng ống ánh nhỏ nhắn lỗ tai thổi hơi, ngữ khí thấp giọng ám muội, ngươi cảm thấy chúng ta là quan hệ thế nào? Hai người dán rất gần, hắn lại cao hơn quan nhã, ánh mắt vừa rơi xuống. Liền có thể trông thấy cởi ra hai cái cúc áo áo sơ mi trắng trong cổ áo, trắng nõn dính phong cảnh. Nàng một mực là loại kia có thể đem áo sơ mi chống đỡ rất căng thẳng nữ eo nhỏ ngực lớn áo sơ mi trắng, vĩnh viễn là đồ đồng phục hấp dẫn bên trong đứng hàng đầu tồn tại quan nhã thân thể trở nên cứng, màn tài nháy mắt đỏ, sụ mặt, quan hệ đồng nghiệp. Quả nhiên như Linh Câu nói tới, nàng khai thác né tránh tư thái, muốn làm rắn chim, muốn đem chuyện ngày hôm qua không chút biến sắc dẫn đi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh, sau đó tiếp tục cùng ta bảo trì như gần như xa ấm vị quan hệ. Thật là một cái cặn bã nữ A Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng. Quan nhã rắn chim tâm tính, kỳ thật bắt nguồn từ gia tộc phương diện áp lực nàng khát vọng yêu đương, nhưng lại kiên kỵ gia tộc thái độ, đối với tương lai tràn ngập quệ oải cùng bi quan tâm lý, phi thường mâu thuẫn. Lúc này, liền cần ngươi thừa thắng xông lên, chủ động khống chế quan hệ của hai người, trông cậy vào nàng chủ động là không thể nào. Nhân sinh lời của đạo sư, trong đầu hiện lên. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, một ngùng ngậm lấy ống ánh sáng long lanh vành tai, lành lạnh, lộ ra một cổ thấm người mùi thơm ngát không biết là mùi thơm cơ thể còn là nước hoa. Rất dễ chịu. Quan nhã vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mềm mại điện giật như một đột ngột, nháy mắt kéo căng. Mang tay nóng hổi, trắng trẻo cái cổ cấp tốc nhiễm lên say lòng người đỏ ửng, nhô lên tinh tế nổi da gà. Nàng ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, tự hồ không nghĩ tới tiểu tử này lớn mật như thế, trong phòng làm việc nhẹ Phật ám mùi liền thôi, trả, còn ăn nàng đậu hũ. Trương Nguyên Thanh thấy tốt thì lấy, nhìn xem mặt tần phím hồng quan nhã, nói, lần trước biểu ca ta thăng quan sự tình nhờ có ngươi, bà ngoại ta sớm nghĩ mời ngươi ăn cơm. Trời tối ngày mai, ta đi đón ngươi. Quan nhã vội vàng đứng dậy, nắm lên trên bàn túi sách, sụ mặt, ta có việc, muốn trước tan tầm. Nguyên Thủy, ta trời tối ngày mai không rảnh. Yêu túi sách, dẫm lên giày cao gót, lạch cạch lạch cạch đi, nhất định phải tới A. À? Trương Nguyên Thanh sông nàng bóng lưng hô. Chờ quan nhã chạy trối chết tiếng bước chân biến mất, Vương thái ngẩng đầu lên, mắt cá chết nhìn chầm chầm Trương Nguyên Thanh, tên của hài tử nghĩ kỹ sao. Nếu như không có, ta có thể giúp một tay lấy một cái, tin tưởng ta, học sĩ là chuyên nghiệp. Trương Nguyên Thanh nhún nhún vai, miễn phí sao, miễn phí tìm ngươi. Tâm tình của hắn không sai lấy điện thoại cầm tay ra, cho phó thanh dương thỏ nữ lan gọi điện thoại, để nàng đem máu xúc vi đưa về. Ngày đó theo quan nhã trong nhà rời đi, hắn lần nữa đem máu thiện vi đưa về phó gia vịnh. Hiện tại đến tiếp trở về, nếu là quan nhã quyết tâm cự tuyệt, hắn cũng không tốt cưỡng cầu, cần một cái lốc xe dự phòng ứng phó bà ngoại. 4 giờ rưỡi chiều Trương Nguyên Thanh dẫn máu thiện vi, vùng trộm về đến nhà. Phòng khách yên tĩnh, thời gian này điểm, ông ngoại thích tìm ông bạn già nói chuyện phím, uống trà đánh cờ, bà ngoại thì sẽ đi chợ bán thức ăn mua thức ăn. Biết rõ người nhà hoạt động quy luật hắn, tận lực chọn thời gian này về nhà. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng ngủ, đem máu thiện vi trốn vào tủ quần áo, nhìn lướt qua gian phòng cảnh vật. Lão liễu tử một lần giáng lâm hiện thực, chỉ có thể duy trì hai ngày thời gian, đến ngày mai buổi sáng hẳn là sẽ trở về. Phó Thanh Dương ngày mai liền trở về, ân, hắn hẳn là sẽ không trách ta, dù sao, hẳn là không ai lại bởi vì hắn rác rưởi luận cùng hắn không qua được, nói cũng liền nói, ngược lại là cậu trưởng lão khẳng định sẽ chỉ trích ta, biểu ca còn không có đối với mục tiêu áp dụng bắt. Suy nghĩ chập trùng ở giữa, Trương Nguyên Thanh lấy ra phục ma sử, bỏ vào bàn đọc sách rút khuất. Phó Gia Vịnh Rộng rãi xa hoa phòng ngủ chính, một bóng người đột nhiên hiện ra, rõ ràng là Phó Thanh Dương. Hắn lúc này, ngắn đuôi ngựa sống vai rối tung, trên thân áo giáp che kín vết đao vết kiếm, cùng hung khói lửa cháy vết tích. Dưới áo giáp là mơ hồ lộ ra vết máu. Cứ việc bộ dáng chật vật, nhiễm chiến tranh về sau vết bẩn cùng dòng máu, nhưng phó công tử đao khắc gương mặt, vẫn như cũ anh tuấn không thể nhìn gần. Cao lãnh khí chất chẳng những không có nội liễm, hai đầu lông mày ngược lại lộ ra một cổ lúc trước không có uy nghiêm. Như cùng trẻ tuổi thiên tử, như là chấp chưởng tam quân thống soái. Khụ khụ. Phó Thanh Dương bụng bờ môi, dùng sức ho khang, khóe miệng thấm ra máu tươi. Hắn ở trong sát lục phó bản bị thương không nhẹ, cứ việc tại tấn thăng chúa tể nháy mắt, sinh mệnh cấp độ được đến thăng hoa, bị động trị liệu bộ phận thương thế, nhưng tình trạng cơ thể vẫn như cũ rất kém cỏi. Phó Thanh Dương đi đến bên giường, đè xuống kêu gọi nút bấm, khoảng khắc, hai vị tư thái cao gầy thỏ nữ lan nhận gọi đến, đẩy ra phòng ngủ chính cửa, xuyên qua ngoại thất, đi tới Phó Thanh Dương trước mặt thiếu gia. Ngài tỉnh rồi. Thỏ nữ lan nở rộ tươi đẹp lúng đồng tiền, mừng rỡ không thôi. Toàn bộ đừng giả thỏ nữ lan, đều tại vì thiếu gia trở về mà chuẩn bị, lo lắng đến, cầu nguyện. Phó Thanh Dương hơi gật đầu, chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị sạch sẽ quần áo, phân phó xong, hắn lại nói, đem siêu phạm cảnh sát lục phó bản bản điểm số điều tra tới. Hắn đã làm được chính mình hứa hẹn thành tích, nên nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn biểu hiện. Chương 9, to gan lớn mật phó thanh dương. Vâng, thiếu gia. Một tên thỏ nữ lan tiến vào phòng tắm, khoảng khắc, rầm rầm tiếng nước từ bên trong truyền đến. Mà đổi thành một tên thỏ nữ lan thì rời đi phòng ngủ chính, tiến về thư phòng lấy laptop. Phó thanh dương nhìn xem bóng lưng của các nàng, trầm mặt mấy giây, im ắng nhẹ nhàng thở ra, mặt mày nhẹ nhõm giải trừ giáp ngực, mảnh che tay, tàn tạ hộ tâm kính. Thân là trinh sát, hắn thông qua vừa rồi tra hỏi, theo hai cái thỏ nữ lan vẽ mặt, nhìn rõ ra nguyên thủy đã từ trong sát lục phó bản đi ra. Thánh giả cảnh sát lục phó bản là một trận ác chiến. Khổ chiến là hắn trở thành đến nay, gian nàng nhất chiến đấu một trong. Nhưng, còn nói không lên đại nguy cơ. Rõ ràng, tà ác tổ chức đem chỉ tiêu định ở trên người Nguyên Thủy. Nguyên Thủy có thế từ trong sát lục phó bản đi ra, thì nói rõ hắn thất bại tà ác tổ chức bố trí sát cục, Phó Thanh Dương rất chờ mong siêu phạm cảnh sát lục phó bản trải qua. Lấy năng lực của hắn, điểm tích lũy hẳn là có thể sánh vai Nguyên soái cùng ma quân Phó Thanh Dương giải trừ tàn phế áo giáp, trần trụi nửa người đứng ở trong phòng, dáng người cân xứng thẳng tắp, từng khối nhô ra cơ bắp hiển thị rõ Dương Cương vẻ đẹp phần eo đường nét trôi chảy, cơ bụng đường nét như khắc, thể son thấp đến kinh người. Như thế thẳng tắp ngạo nhân dáng người, phối hợp tấm kia dương cương khuôn mặt anh Tuấn, chỉ từ nhục thể dụ hoặc đến nói, tiền công tử mới là quan phương tứ đại công tử bên trong hấp dẫn nhất nữ nhân. Năm phó thanh dương cúi đầu nhìn một chút phần bụng xuyên qua tổn thương, cùng trước ngực chém ra huyết nhục, chặt đứt xương cốt thương thế, không quá để ý đi đến đầu giường, kéo ra tủ đầu giường rút tỉ, lấy ra nửa chiều dài cánh tay kim loại hộp lạch cạch hắn mở hộp ra phòng quản bọt biển bên trong khảm ba ống thuốc tim trong ống tim là màu sắc nồng đậm chất lỏng màu vàng ống không phải pha loãng phó thanh dương lấy trong đó một chi rót vào phần cổ tĩnh mạch mấy giây sau tế bào bắt đầu phân tách sinh sôi gãy xương một lần nữa tiếp tục đáng sợ thương thế chậm chạp khép lại hai quá trình này tiếp tục hai ba phút mới kết thúc đạt tới chúa tể cảnh về sau sinh mệnh nguyên dịch chữa trị năng lực rõ ràng yếu bớt bất quá chúa tể sinh mệnh lực cường hãn bình thường vết thương trí mạng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được chúa tể tính mệnh phó thanh dương sở dĩ giá trị sử dụng kiền kim sinh mệnh nguyên dịch thuần túy là không thích thân thể mang thương đối với người khác đến nói một chi khó cầu đồ vật với hắn mà nói cũng chính là thứ này thật đắt chỉ thế thôi thỏ nữ lan đi ra toilet thấy thiếu gia ở trần liền quay người đi đến tủ quần áo trước, lấy ra mượt mà áo ngủ vì thiếu nữ phủ thêm. Lúc này, một vị khác thỏ nữ lang vừa vặn đụng laptop, trở về phòng ngủ chính. Phó Thanh Dương tiếp nhận máy tính, tại một mình ghế sofa nhập tọa, tịch bên trong cách cách đưa vào tài khoản mật mã, quan phương diễn đàn. Chế định tiêu đỏ thông báo, siêu phàm cảnh sát lục phó bản, tà ác trận doanh đoàn diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm tích lũy phá lịch sử cao nhất bên cạnh hai tên thỏ nữ lang, trông thấy thiếu gia chiếu đến màn hình huỳnh quang mặt, sửng sốt một chút. Chợt, hắn thu liễm biểu lộ, ngón tay tại chạm đến trên bảng di động, ấn mở thiếp mời. Một giây sau, các thỏ nữ lang nhìn thấy thiếu gia cao lãnh biểu lộ, lâm vào ngốc trệ, ánh mắt hơi có thất thần nhìn xem màn hình, tốt nửa ngày đều không lộ vẻ gì, không có động tác. Phó Thanh Dương sải bước đi hướng bàn đọc sách, nói, cái kia con chuột tới. Thỏ nữ lang tìm đến con chuột, liên tiếp đến máy tính. Phó Thanh Dương nâng cao cái eo. Ngồi ở cạnh bàn đọc sách, không kịp chờ đợi nắm lên con chuột một trận soạt. Hắn khi thì dịch chuyển khỏi con chuột, ấn mở thiếp mời, quan bế thiếp mời, khi thì ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn chầm chầm cái nào đó thiếp mời nhìn thật lâu. Phó Thanh Dương nhìn trọn vẹn nửa giờ, trong lúc đó, thỏ nữ lang không thể không đi phòng tắm tăng thêm nước nóng. Rốt cục, quét xong trong diễn đàn thiếp mời, hiểu rõ sát lục phó bản trải qua về sau, phó thanh dương im ắng phun ra, khẩu khí. Để ngươi đỉnh phong gặp nhau, không có để ngươi bật hắc a. phó thanh dương hỏi, nguyên thủy còn ở trong biệt thự sao? Rời đi phó bản cùng ngày liền trở về. Thỏ nữ lan nói. Một vị khác thỏ nữ lan cười nói, thiếu gia, nguyên thủy thiên tôn tiên sinh nhất chiến thành danh, mấy ngày nay quan phương các đại phân bộ cũng đang thảo luận hắn. Phó Thanh Dương chậm rãi gật đầu, thành tích còn có thể. Chợt nói bổ sung, so với cái kia rác rưởi mạnh hơn. Thiếu gia, ngài là muốn đi phòng ăn dùng cơm, còn là trong phòng? Đi phòng ăn. Phó Thanh Dương vốn định tại gian phòng dùng cơm, ăn rồi ngủ một giấc, hắn quá mỏi mệt. Nhưng xem hết diễn đàn nội dung, không hiểu tinh thần rung lên. Lúc này, thả ở trên bàn sách điện thoại liền vang, điện báo người, cậu trưởng lão phó thanh dương kết nối điện thoại nói trưởng lão chúc mừng tấn thăng chúa tể cậu trưởng lão cười ha hả nói vui tiếp lấy thanh âm trầm xuống thanh dương nguyên soái có lệnh để ngươi ra phó bản về sau lập tức đi một chuyến kinh thành phó thanh dương nhướng mày hiện tại nàng chỉ nói ra phó bản về sau lập tức đi gặp nàng cậu trưởng lão nói phó thanh dương khóa gấp lông mày hắn vừa tự trong sát lục phó bản đi ra, nhục thân bên trên thương thế đã khôi phục, nhưng phương diện tinh thần mệt ý, cần tu dưỡng. Nếu như là chúc mừng, phát một phần tin nhắn là được. Nếu như là chức vị phương diện điều chỉnh, càng không nhất thời vội vã. Hắn thực tế không nghĩ ra nguyên soái có lý do gì, như thế bức thiết muốn gặp hắn. Phó Thanh Dương lãnh đạm cự tuyệt, ta sẽ không vì nạn tùy hứng trả tiền. Cậu trưởng lão thấp giọng nói, còn là đi một chuyến đi, đi kinh thành bị đánh, dù sao cũng so nàng chạy tùng hải đến đánh ngươi, muốn thể diện chút. Phó Thanh Dương trong lòng lúc ấy liền một lạc trừng, có ý tứ gì? Cậu trưởng lão tăng hắn một cái, nói, ngươi có phải hay không cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cái gì không nên nói lời nói, tỉ như, Nguyên soái là cái rác rưởi ngươi biết, nàng từ trước đến nay là cái người lòng già hẹp hòi. Phó Thanh Dương Ta biết, phó thanh dương tâm tình nặng nề cúp điện thoại nguyên thủy cái rác rưởi này ngày kế tiếp sáng sớm trương nguyên thanh phong trần mệt mỏi về đến trong nhà bà ngoại đang bưng một lồng bánh bao từ phòng bếp đi tới nhìn thấy trở về ngoại tôn ngẩn người nguyên tử dậy sớm như thế không phải dậy sớm mà là một đêm không ngủ trương nguyên thanh thuận miệng qua loa nói ra ngoài chạy bộ ngươi ở đâu ra chạy bộ quen thuộc bà ngoại lớn tuổi liền thích thích quản nhàn sự. Có nữ bằng hữu chẳng phải có sao. Trương Nguyên Thanh nói hắn nhưng thật ra là đi ra ngoài ngắm sao. Hôm trước sử dụng đại la tinh bàn về sau, liên tiếp hai ngày trong đêm đều sinh ra mãnh liệt xem sao xúc động, tiểu ô phiến cùng chơi đùa đều không thể ách chế loại kia xúc động. Tối hôm qua rốt cục nhìn không được, liền đón xe đi tùng hải vùng ngoại thành ngắm sao, kết quả vùng ngoại thành cũng không có ngôi sao, liền hoa 1.500 nguyên, bao xe taxi sư phó một đêm, chạy đến 200 cây số bên ngoài tỉnh Giang Nam, rốt cục tại một chỗ vùng ngoại thành, nhìn thấy khắp trời đầy sao. Hắn ngẩng lên đầu đêm xem sao trời, đến 3 giờ sáng mới qua đủ đủ nghiện, lái xe trở về. Trên đường đi xe taxi sư phó ánh mắt là lạ, lạ. Nhìn tại tiền trên mặt mũi mới không cho hắn đưa bệnh viện tâm thần. Thánh giả cảnh đạo cụ, đại giới cường độ chi cao, hơn xa siêu phàm. Trương Nguyên Thanh đều nghĩ dời xa Tùng Hải, cái này phá thành thành phố không khí ô nhiễm nghiêm trọng không nói, trong đêm ô nhiễm ánh sáng càng đáng sợ, căn bản không nhìn thấy ngôi sao, cuộc sống sau này làm sao sống. Có nữ bằng hữu chẳng phải có bà ngoại nghĩ nghĩ, lại không phản bác được, được thôi. Trương Nguyên Thanh tiến vào phòng ngủ. Mấy phút đồng hồ sau, cửa chống trọng lần nữa mở ra, đi vào là mặc đồ thể thao, toàn thân mồ. hôi đầm đi trần nguyên quân. Nãy nãy, cho ta đến bát băng sữa đậu nành, chết khác. Trần nguyên quân tại cạnh bạn ăn ngồi xuống. Ngươi làm gì đi rồi? Bà ngoại dò xét cháu trai. Chạy bộ. Trần nguyên quân trả lời. Ngươi cũng có nữ bằng hữu rồi. Bà ngoại cảm thấy ngoài ý muốn Trần Nguyên Quân, Trần Nguyên Quân vận động nguyên nhân rất đơn giản, từ hôm qua bắt đầu, hắn đã cảm thấy tráng lạnh lẽo, nửa đêm eo đầu gối bụng rủng, đông lạnh tỉnh nhiều lần, người đến 30, eo đầu gối bụng rủng khả năng chỉ có một loại từng cái thận hư. Lúc này mới nghĩ đến chạy bộ sáng sớm kiện thân. Cùng nữ băng hữu có quan hệ gì? Ăn sáng xong về sau, Trương Nguyên Thanh thiêm thiếp một lát, 9 giờ rưỡi lúc, bị tiểu di lóc bóp thao túng tay cầm thanh âm đánh thức. Sáng sớm có thể hay không để người ngủ ngon giấc. Trương Nguyên Thanh nắm lên gối đầu vải ra. Tiểu Di tai nha một tiếng, cả giận, a à chết rồi. Đều tại ngươi, hừ, nghiệt súc. Ngay sau đó, gối đầu bị ném trở về. Trương Nguyên Thanh tiếp được gối đầu, đứng dậy nhìn lại, Tiểu Di mặt nhỏ quần ngắn, đai đeo áo, ngồi xếp bằng tại trước máy truyền hình, chính chơi lấy một cái máu tanh giết chóc trò chơi. Trương Nguyên Thanh cái góc độ này. Vừa hay nhìn thấy nửa cái sung mãn có giảng mật đào, bởi vì tư thế ngồi sập tròn vo tròn vo, cùng đai đeo áo xuống lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn vòng eo ở trên đầu của nàng nằm sấp một cái vòng tròn nhuận đáng yêu hài nhi ngắn mập bắp chân ông lấy tiểu di cổ cái đầu nhỏ thả ở đỉnh đầu của nàng nhìn nàng không chớp mắt chơi đùa cái này nghiệt tử lệnh của lão tử còn bù không được trò chơi dụ hoặc nếu không phải hôm nay cuối tuần biểu ca nghỉ ngơi nhìn ta không tiếp chết ngươi trương nguyên thanh hung hăng trừng một chút tiểu đậu bỉ ta điểm tích lũy lập tức liền phá kỷ lục công thua thiệt một lò xo ngươi có phải hay không đố kỵ ta phá ngươi ghi chép giang ngọc nhì thao tác tay cầm lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi là một cái tự do dân chủ thành thị nơi đó bộc phát đáng sợ virus tất cả mọi người biến thành zombie trương nguyên thanh dựa vào tại đầu giường nhìn xem tiểu di thao tác nhân vật trôi chảy tẩu vị hoán đổi đau thương thu hoạch từng cái đánh tới zombie lẩm bẩm liền ngươi còn phá ta ghi chép nằm mơ đâu giang ngọc nhị cũng lẩm bẩm nói ngươi đắc ý cái gì cái kình cái này điểm tích lũy rõ ràng là ngươi lên lưới tìm công lược học phía trên thể bút phương pháp mới có cao như vậy thật đúng là tưởng rằng thực lực của chính ngươi rồi cho điểm liền mở phường nhùm cho điểm ánh nắng liền sáng lạn cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng lười nhác cùng ngươi nói trương nguyên thanh mở ra điện thoại quan phương diễn đàn thánh giả cảnh sát luật phó bản hẳn là kết thúc nhìn xem kết quả như thế nào Diễn đàn, tiêu đỏ đưa đỉnh thiếp mời, biến thành thánh giả cảnh sát lục phó bản kết quả công bố siêu phàm cảnh vậy thì thông báo, khuất tại thứ hai. Trương Nguyên Thanh ngón tay chỉ mở thiếp mời, xem xét nội dung. Giữa năm sát lục phó bản, thành công tấn thăng chúa tể danh sách như sau, phó thanh dương, trinh sát. Ngũ hành minh. Hai ngân nguyệt thần tướng, mê hoặc chi yêu, binh chủ giáo. Ngạc đô quỷ vương, dạ du thần, thái nhất môn. Siêu phàm tấn thăng thánh giả, danh ngạch có 24, thánh giả tấn thăng chúa tể, danh ngạch chỉ có ba cái. Không hổ là tài năng xuất chúng nhân vật, quả nhiên cầm tới một cái danh ngạch, về sau không thể để cho bách phu trưởng, muốn gọi trưởng lão Trương Nguyên Thanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc phó thanh dương tấn thăng thánh giả, nằm trong dự đoán của hắn. Giữa năm sát lục phó bản, chiến tử danh sách như sau, khác uống máu người, vu cổ sư, linh năng hội nam khu phân hội huyễn tiên nhân, huyễn thuật sư, hư vô giáo phái bắc phái. Cùng đồ trương tam, vu cổ sư, linh năng hội tây khu phân hội. Chiến tranh trung động, mê hoặc chi yêu, tán tu. Kẻ thủ hộ đại địa, thổ quái, ngũ hành minh. U minh chúa tể, dạ du thần, thái nhất môn. Bách hoa tiên tử, mộc yêu, ngũ hành minh. Chiến tử thánh giả cảnh cường giả tối đỉnh, tổng cộng 12 tên, từng cái đều là uy chấn một phương đại nhân vật. Mỗi lần sát lục phó bản mở ra, đều là đối với hiện thế một lần lớn tẩy bài. Thành danh đã lâu cao thủ hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là ngã xuống, mới thiên tài cuộc khởi. Bổ sung trống chỗ. Tàn khốc mà hiện thực. Trương Nguyên Thanh đứng dậy xuống giường, rời phòng, chạy tới ban công cho phó Thanh Dương gọi điện thoại, kết quả giọng nói nhắc nhở tắt máy. Nghỉ ngơi rồi. Hắn nghĩ nghĩ, vốn định biên tập tin nhắn chúc mừng, nhưng cảm giác được văn tự sẽ ảnh hưởng chính mình chân thành tha thiết tình cảm, liền từ bỏ gửi tin tức ý nghĩ. Kinh thành sân bay Phó Thanh Dương cưỡi máy bay tư nhân rơi xuống đất, một thân trắng noãn công tử ca, tại hai tên trợ lý cùng đi, theo lối đi vip rời đi, đến sân bay dưới mặt đất bãi đổ xe. Chiếc xe sang tọa giá sớm đã chờ đợi đã lâu. Phó Thanh Dương tiến vào thùng xe, hai tên trợ thủ một cái ngồi ghế cạnh tài xế vị, một cái ngồi ở bên cạnh hắn, số lượng mở ra xe tại tủ lạnh, rót liệt tửu, điểm lên xì gà. Cổ xe chậm rãi khởi động, mau lẹ thoát ra, phó thanh dương trong tay rượu, nhưng không có mảy may sóng dạng. Xe sang lái rời sân bay về sau, không có tiếng về trung tâm thành phố, mà là hướng về vùng ngoại thành phi nhanh. Sau 40 phút, tại một tòa biệt thự cổng bỏ neo. Cùng hắn nói là biệt thự, ngược lại càng giống là trang viên nơi này có chiếm diện tích vài mẫu vườn hoa, có ánh nắng phòng, có hồ bơi lớn, có đài phun nước. Cùng cổ bảo chủ đề kiến trúc. Âu Phục dạy da bảo an nhân viên, mang theo tai nghe, phân phối súng ngắn, hoặc đứng cương vị hoặc tuần tra. Cổng chỗ đậu xe bên trên, thả neo mấy chiếc đưa đò xe. Phó Thanh Dương mới từ xa hoa tọa giá xuống tới, canh giữ ở biệt thự cổng bảo an nhân viên, liền chủ động quét ra các cổng, không người mời phó thiếu gia đi vào. Phó Thanh Dương cưỡi đưa đò xe, đến cổ bảo chủ đề kiến trúc, bị trong phòng nữ hầu dẫn tới một gian phòng tiếp khách, thiếu gia, ngày sau đó. Nữ hầu thanh âm nhu hòa, nhỏ giọng thì thầm, nói, tiểu thư sau 5 phút thấy ngài. Phó Thanh Dương hơi gật đầu. Thuần thủ công ghế salon bằng da thật ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi. Sau 5 phút, hãng bên tai truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở, đinh, linh cảnh bản đồ đang trong quá trình mở ra, Mười giây sau tiến vào linh cảnh, ngài lần này tiến vào linh cảnh vì nguyên soái thư phòng, số hiệu 7606 của độ khó đẳng cấp, SSS loại hình, nhiều người, không phải tử vong hình, nhiệm vụ chính tuyến, đánh bại nguyên soái. Ghi chú, không phải linh cảnh vật phẩm không thể đưa vào. Nữ nhân này nghe bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở, phó thanh dương lạnh lùng khuôn mặt, hung hăng run rẩy một chút. Một giây sau, trước mắt cảnh vật mơ hồ, Tiếp theo rõ ràng. Hắn xuất hiện tại một mảnh tràn ngập thế giới màu trắng, bầu trời là màu trắng, dưới đất là màu trắng, phóng tầm mắt nhìn tới, màu trắng vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ giới. Mà ở phía trước hắn mười mấy mét chỗ, có một loạt kệ sách cao lớn, bày đầy đủ loại thư tịch. Trước kệ sách có một tấm rộng lớn bàn đọc sách, trên bàn sách bày biện trà sữa, cà phê đồ uống, mấy bàn sô-cô-la đường, bánh gato chờ đồ ngọt. Bàn đọc sách nơi hẻo lánh chất đống tìm tòi truyện tranh, người sai A à mèo lục lạc tứ đại dân công manga lộn xộn chất đống. Trước bàn sách, ngồi một nữ nhân, nàng không có chút nào dáng vẻ đem hai đầu xuyên quần bò đôi chân dài khoác lên trên bàn, lười biến đem nửa người trên trọng lượng giao cho thành ghế. Nàng chính dựng thẳng một phần văn kiện tại nhìn, ngăn lại mặt, chỉ lộ ra một đầu thuận hoạt lông trắng. Phó Thanh Dương định thần nhìn lại, cái kia phần văn kiện trang bìa, viết nguyên thủy thiên tôn tài liệu sáu chữ to tới rồi văn kiện hậu truyện đến thanh lãnh âm sắc thanh âm cự kỳ dễ nghe phó thanh dương đang muốn nói chuyện thanh âm kia đột nhiên lạnh phó thanh dương ngươi thật là lớn gan chó lại dám bao che ma quân truyền nhân chương mười ô long nghe nguyên soái vạn hỏi Phó Thanh Dương ánh mắt nhắm lại, lại tại chớp mắt bình phục. Nguyên soái lời ấy ý gì? Nguyên Thủy cũng không phải là ma quân truyền nhân, hắn thông qua hổ phù kiểm nghiệm. Dù cho đối mặt bạch hổ binh chúng cao nhất lãnh tụ, Phó Thanh Dương vẫn là cao lãnh tư thái. Quy tắc loại đạo cụ cũng không phải là vạn năng, phàm là quy tắc đều có lỗ thủng. Nữ nguyên soái duy trì dựng thẳng lên văn kiện tư thế, nhẹ nhàng lay động hai lần khoác lên mặt bàn nữ sĩ ống dài uống chiến, nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là cái nhân tài không tệ, rất có thiên phú, rất am hiểu công lực phó bản. Nhưng so với Ma Quân, hắn còn kém một chút, so với ta cũng giống như thế, nhưng tại siêu phàm cảnh đủ loại chiến tích, so ta cùng Ma Quân càng sáng chói. Bằng vào điểm này, hắn tại ta chỗ này liền điểm đáng ngờ trung điệp. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, ngươi cái gọi là kém một chút là ngươi chủ quan ước đoán, mà ta cảm thấy Thành tích mới là bình phán hết thảy tiêu chuẩn. Đối mặt phó công tử không lưu tình chút nào phản bác, nữ nguyên soái không có chút nào tức giận, khẽ cười một tiếng, đúng là chủ quan ước đoán, nhưng thiên tài ở giữa là có cảm ứng. Cũng tỷ như quan nhã, ta sẽ cảm thấy nàng rất không tệ. Nhưng khoảng cách thiên tài đứng đầu có không nhỏ chênh lệch. Lại tỷ như ngươi, ta cảm thấy ngươi rất bình thường, sự thật chứng minh, thiên phú của ngươi xác thực rất tồi tệ mà ma quân mặc dù ta đối với hắn phẩm hạnh rất chán ghét nhưng ta đến thừa nhận hắn là trong cùng thế hệ duy nhất có thể lấy tấn thăng bán thần nhân vật hắn thiếu chính là thời gian rất tiếc nuối ngươi xem trọng nguyên thủy thiên tôn cũng không có cho ta loại cảm giác này cho nên ta chủ quan ước đoán chiến tích của hắn bên trong có lượng nước nói đến đây nữ nguyên soái để văn kiện xuống lộ ra dung mạo trừ một đầu nhu thuận lông trắng lông mi của nàng cũng là trắng, nồng đậm quyển vĩnh, giống hai thanh tiểu bạch soát, trong mắt của nàng là màu xanh nhạt, không phải người da trắng loại kia mắt xanh lục, càng giống là xuất hiện dị hóa. Thanh kích sáng tỏ, tự như thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch. Con mắt của nàng lớn mà tròn, khóe mắt hơi nhếch lên, lộ ra rất thần khí, rất uy phong. Một người ngũ quan như thế nào, con mắt chiếm 60% tỷ trọng, cái này song màu trắng lông mi xuống con mắt, có thể xưng tuyệt thế nàng cái khác ngũ quan cùng con mắt, đều là cực kỳ sáng chói, khuôn mặt trắng thuần. Lấy thanh lãnh làm nền sắc, môi mỏng mà nhuận, mũi thẳng mà tú, khí chất không nguyễn ước không yêu mị không phiêu giật, mà là một loại để người nín hơi uy nghiêm. Lại phối hợp cặp kia thôi tụ như như bảo thạch, thần khí lẫm liệt con mắt, một cổ quyền trưởng giang sơn, xưng cô nói quả khí chất liền nổi bật đi ra. Đây là một cái để người thấy, sẽ nhìn không được quỳ xuống hô to bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế nữ nhân nữ nguyên soái âm sắc quạng cu ẻ ngươi nên biết đến ta cấp độ này trinh sát chủ quan ước đoán thường thường liền đại biểu cho sự thật phó thanh dương cười lạnh một tiếng ta chỉ cảm thấy đầu óc ngươi rút nữ nguyên soái đem văn kiện ném đến một bên xanh thẳm ngón tay ngọc ngoắc ngoắc trong mâm một viên sô cô la tự động bay lên chính mình bỏ đi áo ngoài lại đem chính mình đưa đến trong miệng nàng Nữ nguyên soái chép miệng đi một chút miệng nhỏ, cái kia kể một ít không chủ quan ước đoán, ta ở trong sát lục phó bản, nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn sử dụng ma quân một kiện đạo cụ, đó cũng không phải giả dạ du thần nghề nghiệp đạo cụ, trên lý luận đến nói, hắn là không thể nào được đến, điểm này ngươi nói thế nào? Phó Thanh Dương nhíu mày, đây quả thật là có thể tăng thêm hắn ma quân truyền nhân điểm đáng ngờ. Nhưng không thể làm bằng chứng, nguyên soái, ta vừa tấn thăng chúa tể, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng. Trong khi hắn nói chuyện, nữ nguyên soái đã đem trên bàn trà sữa ông ở ngực, ung ụt ụt hút. Nàng không có trực tiếp trả lời Phó Thanh Dương lời nói, phối hợp nói, ta kể một ít ngươi không biết, mà quân sau khi chết, hắn nắm trong tay hết thảy đạo cụ, bao quát ám dạ mân côi thủ lĩnh cùng thái nhất môn chủ muốn cái kia mấy kiện đồ vật, cũng không có quay về linh cảnh. Căn cứ thái nhất môn môn chủ thôi diễn, bọn chúng lấy phương thức nào đó lưu tại trong thể nhân vật. Cho nên, mà quân truyền nhân đối với ám dạ mân côi cùng thái nhất môn phi thường trọng yếu. Nói xong, nàng nhìn một chút trên bàn sô-cô-la đường, lập tức, một viên sô-cô-la lơ lửng mà lên, hướng Phó Thanh Dương bay đi, trong quá trình, nó trơn tru đem chính mình lột sạch. Phó Thanh Dương phất tay đánh rụng sô-cô-la đường, khóa lông mày nói, mà quân trong thể nhân vật, đến cùng có cái gì? Việc này dính đến cấp độ, chính là trưởng lão đều rất khó biết được, nhưng nữ nguyên soái không chút do dự liền nói cho hắn, biết quan minh la bàn tiên đoán đi, mở đầu câu đầu tiên, làm nhật nguyệt tinh quý vị. a à, hiện tại là tam khuyết một, làm sao quý vị? Phó Thanh Dương giật mình, ta rõ ràng. Ma quân khống chế dạ du thần ba kiện chí cao vật phẩm một trong, nếu như nguyên thủy là ma quân truyền nhân, như vậy ngũ hành minh liền nhất định sẽ đem hắn giao cho thái nhất môn, thái nhất môn cùng ngũ hành minh đồng khí liên chi vì kia đương thời mạnh nhất dạ du thần chính là ngũ hành minh đầu tư đối tượng giống như binh chủ giáo tu la đầu tư ám dạ mân côi thủ lĩnh dính đến quan minh la bàn tiên đoán cấp độ quá cao nguyên thủy lại có minh chủ chi tư cũng chung quy là có cái này tư chất ngũ hành minh không có cái kia kiên nhẫn chờ đợi một thiên tài trưởng thành đến chí cao cấp độ huống hồ có thể đi hay không đến một bước kia còn là ấn số trừ phi ngũ hành minh người người đều là nguyên thủy thiên tôn cha hắn không phải theo người đầu tư góc độ đến nói làm sao tuyển không cần nói cũng biết nữ nguyên soái đem trà sữa thả lại mặt bàn ngồi thẳng thân thể thần khí mười phần con ngươi xa xa nhìn chăm chú nói nguyên thủy thiên tôn đến cùng phải hay không ma quân truyền nhân còn cần khảo chứng cái này không khó hổ phù đo không ra hoang ngôn ta có thể không ai có thể ở ta nơi này ánh mắt trước mặt nói dối cùng cấp bậc bán thần cũng không được. Hiện tại đem nguyên thủy thiên tôn mang tới. Có phải là ma quân truyền nhân, lập kiến rốt cuộc? Phó Thanh Dương sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, đèn nhánh thâm thúy con người tắt đèn chuyển cảnh sắc bén, vậy tại sao không làm chứ, nguyên soái đại nhân? Như bảo thạch mắt xanh lục cùng thâm thúy như hàng đầm mắt đen đối mặt mấy giây, cái trước dẫn đầu tạo nên ánh mắt, công lên ý cười, khẽ cười nói, bởi vì ta muốn biết ngươi thái độ đối với nguyên thủy thiên tôn nếu như hắn ngươi mà nói chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao thuộc hạ vậy ta liền tự mình xác nhận thân phận của hắn hắn sẽ không chết nhưng thuộc về hắn cơ duyên đem chuyển di cho thái nhất môn chủ nếu như ngươi hữu tâm bồi dưỡng hắn cũng xem hắn là tâm phúc như vậy chúng ta hôm nay nói tới hết thảy sau khi ngươi rời đi toàn diện đều xem như chưa từng xảy ra dù sao ta mặc dù là bạch hổ binh chúng nguyên soái nhưng cũng là tỷ ngươi nghe vậy phó thanh dương vẫy vẫy tay để viên kia bị đánh bay sô cô la một lần nữa bay trở về hắn thưởng thức ngọt bên trong mang khổ tư vị thản nhiên nói hắn là thuộc hạ của ta là bạch hổ vệ thành viên ta dựa vào cái gì đem thuộc hạ cơ duyên tặng cho thái nhất môn nữ nguyên soái một mặt bình tĩnh tự hồ cũng không ngoài ý muốn nàng nói ngươi hẳn là đã sớm hoài nghi hắn là ma quân truyền nhân đi truyền thanh dương thản nhiên nói hắn có phải là ma quân truyền nhân với ta mà nói đều giống nhau. Nữ nguyên soái gật gật đầu, nói, nếu có một ngày, thân phận của hắn lộ ra ánh sáng, như vậy, hết thảy hậu quả chính ngươi gánh chịu, ta không sẽ thay ngươi lật tẩy. Phó Thanh Dương nuốt xuống trong miệng đường, ngạo nghễ nói, hắn sống là người của ta, chết là quỷ của ta, xử trí như thế nào hắn, ta quyết định, người bên ngoài khoa tay múa chân trước đó, hỏi trước một chút kiếm của ta. Ba ba Nữ nguyên soái dùng sức vỗ tay tán dương, không hổ là tiền công tử, hảo hảo bá khí, nói trở lại, còn không có chúc mừng tiền công tử ngài tấn thăng chúa tể. Nàng nói, chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, sách đỡ, bàn đọc sách, màn gà đồ ăn vặt chờ một chút toàn bộ biến mất nữ nguyên soái lòng bàn tay bạch quan phun ra, ngưng tụ thành một thanh ba thước thanh phong, mặt không chút thay đổi nói, mời vừa tấn thăng chúa tể tiền công tử, chỉ điểm một chút ta cái rác rưởi này. Phó Thanh Dương, hoàng hôn, tà dương như máu. Trang trí lịch sự tao nhã phòng tiếp khách, phó thanh dương thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hắn thân thể nghiêng một cái. tựa hồ đứng không vững, mỏi mệt ngã ngồi đang thủ công trên ghế salon. Anh Tuấn bức người tiền công tử, lúc này không còn lúc đến phong hoa, má trái sưng thành đầu heo, mắt phải máu ứ động sung huyết, răng cấm bị đánh gãy hai viên. Chân cũng cho đánh gãy. Trắng noãn hơn tuyết âu phục trải rộng vết kiếm, trở nên lam lũ, máu me đầm đìa. Phó Thanh Dương ung ngồi ở trên ghế salon, thở hỗn hển mấy cái, chợt nhìn thấy trên bàn trà đặt vào một chi màu vàng sáng long lanh thuốc chích. Tại hắn tiến đến trước, trên bàn trà không có thứ này. Sinh mệnh nguyên dịch đều chuẩn bị kỹ càng, cái rác rưởi này nữ nhân. Phó Thanh Dương yên lặng cầm lấy thuốc chích, đem một ống sinh mệnh nguyên dịch trót vào phần cổ tĩnh mạch. Đợi thương thế khôi phục, Phó Thanh Dương nắm lên trên bàn trà điện thoại, bấm trợ lý điện thoại, thanh âm lãnh khóc vô tình, chuẩn bị trở về Tùng Hải. Thái Dương dần dần chìm vào đường chân trời, bóng đêm còn chưa dán lâm. Trương Nguyên Thanh nắm tay chui dao cho tiểu đậu bỉ, ngửi ngửi nồng đầm mùi đồ ăn, sờ đến phòng khách. Trên bàn ăn bày đầy mỹ vị món ngon, cua hấp, ô canh gà, tùng hải cá sạo, dầu hầm măng, cô gặm thịt, tỏi dung rau xanh, da giòn thịt vịt nướng, rau xanh xào đã mang món ăn phong phú đến có thể xưng ăn tịch. Bà ngoại còn tại phòng bếp bận rộn, sẻn sắt cùng nồi sắt phát ra, binh 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 binh, tiếng va chạm. Đáng thương Giang Ngọc Nhị bị kéo tráng đinh, bị ngoại bà cầm tù tại nho nhỏ trong phòng bếp làm làm giúp. Trương Nguyên Thanh kẹp một khối cô thịt, chóp cha chóp chép nhai lấy, nghe thấy phòng bếp truyền đến bà ngoại thanh âm, Nguyên Tử, bạn gái của ngươi tới rồi sao? Ta hỏi một chút a, à, Trương Nguyên Thanh cầm ra điện thoại, cho quan nhã gửi tin tức, tới rồi sao? Liền chờ ngươi khai tiệc. Từ xế chiều bắt đầu, hắn liền dùng điện thoại, tin nhắn thay nhau quanh tạc quan nhã, nói cho nàng thật sự nếu không đến. Cả nhà liền bên trên chỗ ngươi đi. Quan nhã mới đầu là không đồng ý, thật là bị hắn quấn không có cách nào, ẩm ờ nói, được thôi. Nửa giờ. Quan nhã trả lời. Nửa giờ trước ngươi liền nói nửa giờ, ta nhiều nhất chờ ngươi 5 phút đồng hồ, ngươi không đến, kia liền đổi ăn cơm địa điểm. Trương Nguyên Thanh gửi tin tức nói. Ai nhà, phiền chết, 5 phút đồng hồ. Quan Nhã trong tin tức tràn đầy không tình nguyện. Trương Nguyên Thanh hướng về phía phòng bếp hô, còn có 5 phút đồng hồ, ta xuống dưới tiếp nàng. Hắn biết Quan Nhã nhất định sẽ tới, lão ti cơ nói chuyện từ trước đến nay chắc chắn. Chính là có chút già mồm. Nát. Cửa chống trộm đóng lại, Trương Nguyên Thanh đi ra ngoài. Một bên khác, trong phòng ngủ, một trận gió nhẹ từ ngoài cửa sổ đánh tới rèm có chút lay động người mặc nghe thường vũ y thần nữ cùng một bộ đỏ tươi áo cưới nữ quỷ dáng lâm tại phòng ngủ chính là lão liễu tử cùng quỷ tân nương hai nàng mới xuất hiện trôi nổi tại trước máy truyền hình tay cầm đột nhiên lạch cạch rơi xuống đất tam đạo sơn nương nương theo tiếng nhìn lại trông thấy một cái vòng tròn nhuận đáng yêu đứa bé ngao ngao khóc lớn lộn nhào xuyên tường chạy trốn kia là phu quân nuôi tiểu linh bộc quỷ tân nương nhỏ giọng giải thích nói lão liễu tử hơi gật đầu nàng tại hồng trận đi vào trong hai ngày không sai biệt lắm đã thích ứng thời đại biến hóa nhìn thấy rất nhiều mới lạ đồ vật hiểu rõ người hiện đại cách sống rất có ý tứ tiếc nuối là rất nhiều dưới cái nhìn của nàng đáng giá thể nghiệm đồ vật bởi vì không có nhục thân đành phải bất đắc dĩ từ bỏ thân thể người phàm hoàn toàn không đủ để tiếp nhận nàng phụ thể phu quân không trong phòng. Quỷ tân nương tinh tế cảm ứng một phen, không có phát giác được trương nguyên thanh khí tức. Tam đạo sơn nương nương thì đưa ánh mắt nhìn về phía bàn đọc sách trút khuất. Nàng ở nơi đó cảm ứng được phục ma sử. Nàng là hai ngày trước giữa trưa giáng lâm hiện thực, đến hôm nay giữa trưa, vừa vặn hai ngày, bây giờ đã vượt qua nửa ngày, khí tức mỗi phút mỗi giây đều tại suy giảm. a à, nương nương, phu quân vì ngài chuẩn bị nhục thân. Tam đạo sơn nương nương đang muốn trở về, liền thấy thị nữ Bạch Lan, định lấy khăn voan đỏ, vui rạo rực mở ra cửa tủ treo quần áo. Trong tủ quần áo, lẳng lặng đứng thẳng một bộ dung mạo xinh đẹp, tinh xảo đến không tì vết chút nào nhục thân. Tam đạo sơn nương nương hơi chút do dự, liếc mắt một cái phòng khách phương hướng. Trầm ngâm nói, không ngại nếm thử khói lửa nhân gian lại đi. Không thể ăn dừng lại, là nàng hai ngày qua, tiếc nuối nhất sự tình. Người hiện đại ăn ở, nàng chỉ hiểu rõ trong đó ba loại. Lão liễu tử vừa sải bước ra, ẩn vào máu thiện vi thể nội, một giây sau, âm thi mở to mắt, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ánh mắt linh quang nội liễm, không thấy ngốc trệ cùng lạnh lẽo. Tam đạo sơn nương nương phóng ra tủ quần áo, nịnh mở cửa phòng ngủ, đi tới phòng khách. Nàng tinh tế đánh giá phòng khách bố cục, cùng trên bàn ăn đồ ăn, đứng ở bên cạnh bàn nhìn hồi lâu lúc này một vị tóc hoa râm lão phụ nhân bưng cuối cùng một bàn chặt tiêu đầu cá đi ra bốn mắt nhìn nhau bà ngoại trên mặt tách ra kinh hỉ sắc mặt nói đến a à, ngồi một chút ngồi chương mười hai người bạn gái nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo huyết sắc vi bà ngoại cao hứng xấu trong lòng tự nhủ đây chính là ta ngoại tôn nữ bằng hữu tư thái này gương mặt này thật là một cái phát triển cô nương ngồi tranh thủ thời gian ngồi bà ngoại buông xuống chặt tiêu đầu cá kéo ra ghế lưng cao nhiệt tình dẫn tam đạo sơn nương nương nhập tọa lão ban tử hơi sững sờ nàng ngược lại không nghĩ lão ẩu này hiếu khách như vậy trong nhà đột nhiên thêm ra một vị người xa lạ chẳng lẽ không nên mở miệng trước ra hỏi à nhưng cũng có thể là bạch lan đã từng dùng bộ thân thể này hoạt động qua tam đạo sơn nương nương nhẹ nhàng gật đầu tự có một cổ tự phụ ưu nhã nói đa tạ thản nhiên ngồi xuống cô nương này bà ngoại nhìn không được một lần nữa quan sát tam đạo sơn nương nương bỏ qua một bên phát triển bề ngoài cùng dáng người vì cô nương này ăn nói cử chỉ cho bà ngoại cảm giác rất kỳ diệu rất ưu nhã rất có giáo dưỡng đồng thời có cổ trên xã hội lưu nhân sĩ kiêu ngạo. Không, không phải kiêu ngạo, là tự phụ. Loại khí chất này là gia đình bình thường xuất thân nữ hài ngụy trang không ra. Nhìn xem cái cô nương này, bà ngoài phản phất trông thấy xã hội xưa thời kỳ hạo môn thiên kim, loại kia cẩm yên ngọc thực trong hoàn cảnh thấm vào ra thận trọng quý khí. Như trong đêm tối đom đóm tươi sáng, chói mắt. Gia cảnh hậu đại nữ bằng hữu lần trước hắn an vị một cái phú bà xe thể thao về nhà chính là cái kia phú bà thay nguyên quân giải quyết thăng chức vấn đề, nguyên tử nói chỉ là bằng hữu bình thường bà ngoại trong đầu chấp vá các loại tin tức. Lúc trước bởi vì trên phố lời đồn đại chất vấn qua ngoại tôn, nhưng trương nguyên thanh một mực phủ nhận, kiên trì biểu thị không có được bao nuôi, cái kia phú bà chỉ là bằng hữu bình thường. Nghĩ tới đây, bà ngoại hướng về phía phòng ngủ hô, nguyên tử, nguyên tử, người đi ra một chút. Nàng hoài nghi nguyên tử hay là bị bao nuôi. Trong lòng nhất thời có chút khí. Không người đáp lại. Bà ngoại đẩy ra cửa phòng ngủ, thăm dò xem xét, ngoại tôn không trong phòng. Nguyên tử đâu? Nàng quay đầu hỏi lão ban tử. Lão ban tử đã ưu nhã nhặt lên đũa, nhắm nháp lên mỹ vị món ngon, đối ngoại bà tra hỏi ngoảnh mặt làm ngơ. Bà ngoại trong lòng tự nhủ, cô nương này tính tình có chút thanh cao a. À? mẹ, nghiệt súc trở về rồi sao? Tiểu Di tẩy xong tay, từ trong phòng đi ra, trông thấy ngồi tại cạnh bàn ăn, ưu nhã ăn nữ nhân, bước chân dừng lại, tiếp theo khôi phục. Hắn thoải mái ngồi ở bên người lão ban tử, vuốt cầm nói, Giang Ngọc Nhị. Người tên gì? Tam Đạo Sơn nương nương tư thế ngồi đoan chính. Không quay đầu lại, thản nhiên nói, Bạch Lan. Bà ngoại liền nói, vậy ta gọi ngươi Lan Lan đi. Ngọc Nhi, Ngươi gọi điện thoại cho nguyên tử, hỏi hắn chết đi đâu. Giang Ngọc Nhi nhìn một chút lão ban tử, rất là vui vẻ vào nhà, mấy giây sau, bà ngoại chỉ nghe thấy ngoại tôn giang phòng truyền đến tiếng chuông. Đến, điện thoại không mang đi. Tích dọc, lúc này, cửa trước truyền đến khóa nhập mật mã thanh âm. Cửa chống trọng chợt mở ra, mặt tử hồng sắc âu phục, màu đen quần bó, một bộ quán ăn đêm lão gia trang điểm cửu cửu, mang theo lão bà nhi tử tới nghe nói nguyên tử hôm nay muốn dẫn nữ bằng hữu về nhà cửu cửu biểu thị thật cao hứng biểu thị muốn tới nhìn một chút tương lai sinh nàng dâu mợ cùng bà ngoại quan hệ không tốt vốn là không muốn tới nhưng trần nguyên quân nói nguyên tử nữ bằng hữu chính là vị nào giúp ta giải quyết thăng chức vấn đề quý nhân mợ nghe xong liền nói cái kia đến nhìn một chút một nhà ba người ánh mắt cùng nhau rơi vào huyết sắc vi trên thân cửu cửu đối với huyết sắc vi khuôn mặt cùng dáng người phi thường hài lòng cảm thấy mỹ nhân như vậy mới xứng được với truyền nhân y bác mợ cũng rất hài lòng thân là hào môn thiên kim nàng theo nguyên tử nữ bằng hữu trên thân nhìn thấy tiểu gia bích ngọc không có tự phụ chi khí cái này lạnh lùng ưu nhã cao quý tư thái chắc là tùng hải cái nào hào môn tiểu thư khó trách có thể giải quyết nguyên quân thăng chức vấn đề Trần Nguyên quân sửng sốt nguyên tử nữ bằng hữu không phải khang dương khu cục an ninh nữ thần à, không phải mở màu lam xe thể thao quan nhã sao? Đổi rồi. Ai u, là các ngươi à? Bà ngoại xem xét không phải nguyên tử, liền chào hỏi mọi người nhập tòa, giới thiệu nói, nguyên tử nữ bằng hữu, các ngươi gọi nàng lang lang đi, nguyên tử cái này dày thối, không biết chạy đi đâu. Lão ban tử chỉ có hai ngày lịch duyệt hoàn toàn không đủ để để nàng rõ ràng nữ bằng hữu đại biểu ý tứ đừng để ý tới hắn chúng ta ăn trước đi bà ngoại cho mọi người xới cơm ông ngoại thì nhìn về phía lão ban tử đánh trước đo một cái lại khẽ vuốt cầm biểu thị hài lòng nghiêm túc thận trọng gương mặt gạt ra mỉm cười ngữ khí ôn hòa nói lan lan đúng không bao lớn rồi lão ban tử có chút nhíu mày nhìn tại cơm canh phân thượng thanh lãnh đáp lại bản tọa xuất thân đến nay đã có hơn một ngàn năm tu đạo không một giáp sớm đã quên cụ thể tuổi tác không khí đột nhiên yên tĩnh người một nhà biểu lộ cùng động tác nháy mắt cứng đờ ông ngoại ráng chống đỡ nói trưởng bối trong nhà là làm cái gì lão ban tử thản nhiên nói nhân gian đế vương ông ngoại mạnh hơn chống đỡ nói ngươi cùng nguyên tử tại sao biết lão ban tử lúc này đã nghe rõ bọn hắn trong miệng nguyên tử hẳn là nguyên thủy thiên tôn nhũ danh. Hắn đem ta theo miếu sơn thần lòng đất trong thạch quan tỉnh lại. Tam đạo sơn nương nương chưa từng nói dối. Ông ngoại trong tay bác, loạn xoảng lăn trên bàn. Người một nhà im ắng đối mặt, liền ngay cả nhất biết giải quyết cửu cửu, cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Lúc này, quỷ tân nương tiến đến lão ban tử bên tai. Thấp giọng nói, nương nương, hiện thế phạm nhân không biết tu hành, ngài chớ có hù đến bọn hắn lão ban tử trong lòng tự nhủ bản tọa năm đó những người phạm kia đồng dạng không biết tu hành cũng không gặp bọn hắn bị hù dọa chẳng những không có hù đến còn đối với bản tọa ca công tụng đức xây miếu lập tượng nhưng lão ban tử còn là tiếp thu thị nữ đề nghị của bạch lan thẳng nhiên nói trò đùa thôi người một nhà thở phào cửu cửu ha ha một tiếng vội nói lan lan thật hài hước khó trách nguyên tử thích ngươi tiểu tử kia cũng thích nói đùa ta nói với ngươi a à, cư xá bên ngoài trương nguyên thanh trong tay bưng lấy một chùm hoa hồng đứng ở trên đường biên vỉa hè ở trong dòng xe cộ chảy xiết trông thấy quen thuộc màu lam xe thể thao trăm mét không đến lộ trình xe thể thao vừa đi vừa nghỉ dùng trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới đến cửa tiểu khu thừa dịp xe thể thao bị nói áp cán ngăn lại trương nguyên thanh gõ kiến một cái quan nhã liền giải tỏa cửa xe Trương Nguyên Thanh chui vào xe thể thao chỗ ngồi kế bên tài xế, một bên quan sát Quan Nhã, vừa cười đưa lên hoa hồng, đưa cho ta thích nhất Quan Nhã tỷ. Quan Nhã vẫn còn có chút không quen, nghiêm mặt từ một tiếng, đem hoa ông vào trong ngực, một tay lái xe, làm bộ chính mình không thèm để ý, nàng hôm nay trang điểm rất có ý tứ, đến gối vàng nhạt sắc váy xếp nếp, phim hoạt hình kiểu nữ áo thun, trên chân một đôi tiểu bạch giày, vốn mặt hướng lên trời, không có trang điểm không có mang bông tai, dây chuyền, chiếc nhẫn chờ bất luận cái gì trang sức. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, thanh lịch ngọt ngào. Cái này tối thiểu để tuổi của nàng xem ra nhỏ 3-4 tuổi. Quan nhã là tiêu chuẩn nữ tỷ, ngực lớn eo nhỏ chân dài, hỗn huyết gương mặt, khắp nơi đều lộ ra thuộc nữ mê người khí tức. Thuộc về nàng nhãn hiệu là chỗ làm việc nữ thần. Gợi cảm vưu vật, ngự tỷ nữ cấp trên chờ, cùng thiếu nữ không chút nào tương quan. Hôm nay tận lực đem chính mình trang điểm, nhỏ tuổi hóa, mục đích rất rõ ràng, chính là vì xứng đôi Trương Nguyên Thanh niên kỷ. Một cái 21 tuổi sinh viên, còn không có chính thức bước vào xã hội, trưởng bối trong nhà đối với hắn nữ bằng hữu ấn tượng, bình thường là dừng lại tại cùng tuổi, nữ hai, kinh nghiệm sống chưa nhiều, loại hình ấn tượng bên trên. Cho nên bất luận cái gì hiển lộ rõ ràng thành thuộc nữ tính mỹ lực cùng phú bà thân phận nguyên tố, trực tiếp đá ra, không làm cân nhắc. Trương Nguyên Thanh rất vui vẻ, bởi vì quan nhã ngoài miệng hô hào phiền, thân thể lại rất thành thật, nàng cũng không có đem bữa ăn tối hôm nay xem như qua loa. Liên đầu ở chỗ đó đi, kia là nhà ta chỗ đậu xe. Dưới lầu, Trương Nguyên Thanh chỉ vào dải cây xanh biên giới chỗ đậu nói: Nhà hắn có bốn cái chỗ đậu xe, nhà cậu hai cái, nhà ông ngoại hai cái, năm đó mua phòng ốc thời điểm, từng nhà đều sẽ đưa tặng một chỗ đổ, nhưng ông ngoại cảm thấy hai cái chỗ đậu không đủ dùng liền dùng tiền lại mua hai cái phải biết về sau chỗ đậu tăng khoa trương như vậy năm đó liền nhiều mua mấy cái ông ngoại thường thường cảm khái như thế quan nhã dừng xe xong đem hoa lưu tại trong xe à ngươi đem hoa cầm lên đã chui ra xe thể thao trương nguyên thanh thấy thế vội vàng nhắc nhở quan nhã trợn mắt không để ý tới hai người sống vai tiếng vào cư dân lâu vừa tiến vào thang máy, Trương Nguyên Thanh đã nhìn thấy tiểu đậu bị xuyên qua cửa thang máy, ngao ngao khóc lớn ông bắp chân của mình. Thê lương tiếng khóc, liền giống bị đoạn mất ba ngày sữa oa tử. Quan nhã nhìn không thấy linh bộc, nhưng thân là kiếm khách cảm giác bén nhạy, để nàng đưa ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy bắp chân. Ta tiểu linh bộc, có thể là chơi đùa thất bại, đang nháo tính tình, trương nguyên thanh giải thích một chút. Xoay người ông lấy tiểu đậu bỉ, đơn giản giao lưu về sau, theo hắn hiếm nát miêu tả bên trong giải đọc ra chân tướng sự tình lão ban tử trở về khí tức của nàng hù đến tiểu đậu bỉ cuối cùng trở về trương nguyên thanh như trút được gánh nặng lão ban tử một ngày không trở về trong lòng của hắn liền không nở vị này cổ đại nhật du thần lực uy hiếp thật là quá mạnh thang máy chậm rãi ngược lên trương nguyên thanh đem tiểu đậu bỉ nuốt vào trong bụng ông dưỡng rất nhanh liền đem lão ban tử ném sau ót hít sâu một hơi lặng lẽ nắm chặt quan nhã tay. Ngươi lại đồng thủ động cước. Ta liền đi. Quan nhã hung hăng nguyết hắn một cái, nhẹ nhàng tránh ra. Đỉnh đều đỉnh qua, dắt dắt tay tính là gì, ân, ừ, không thể trang chính nhân quân tử trương nguyên thanh nhớ kỹ nhân sinh đạo sư dạy bảo, một lần nữa đem mềm mại tinh tế tay nhỏ nắm chặt, quan nhã tượng trưng kiếm một chút. Đinh. Cửa thang máy mở ra, trương nguyên thanh nắm tay của nàng đi ra thang máy, nói, bà ngoại ta nhắc tới ngươi một ngày, không ngừng hỏi ta, ngươi có thể ăn được hay không tùng hải bản ban đồ ăn, khẩu vị là mặn là nhạt còn là cây, đúng, ta cửu cửu cùng mợ cũng tới. Hôm nay mang ngươi cùng mọi người nhận thức một chút. Hắn một bên nói, một bên khóa nhập mật mã. Quan nhã lặng yên hít sâu, nàng kỳ thật không muốn tới, bởi vì nguyên thủy bà ngoại nhận biết nàng, lúc trước điều tra lôi một binh mất tích án lúc, hai đội thành viên tới cửa bái phỏng lấy chứng nhớ đến lúc ấy, lão thái 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 độ cũng không tốt, sợ bọn họ là đến bắt bảo bối ngoại tôn. Kết quả vừa nghiêng đầu, tới cửa điều tra nữ trị an viên thành ngoại tôn nữ bằng hữu, lão thái thái sẽ nghĩ như thế nào? Nữ nhân này nhất định là thấy ta ngoại tôn dáng dấp đẹp mắt, lợi dụng chức vụ chi tiện, vùng trộm trâu già gặm cỏ non. Quan nhã ngẫm lại đã cảm thấy xấu hổ. Tích dọc, trương nguyên thanh ấn xong mật mã, vặn ra cửa chống trộm, lớn tiếng nói, Ông ngoại bà ngoại, ta trở về một cước bước vào cửa trước hắn, nhìn qua bàn ăn phương hướng, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt cứng đờ. Trên bàn ăn, cửu cửu một tay bưng rượu chén, một tay gấp thức ăn, đang cùng lão ban tử liếu lo không ngừng nói nguyên tử khi còn bé sự tình, lão ban tử cũng không để ý tới, phối hợp dùng bữa. Bà ngoại thỉnh thoảng cắm vài câu miệng, bởi vì nguyên tử nữ bằng hữu không để ý tới người thái độ trên bàn ăn bầu không khí có chút xấu hổ. Thấy chính chủ rốt cục trở về. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhào nhào trông lại, lão ban tử, trừng lên mí mắt, ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía cửa trước, thanh lịch như là một đóa bạch liên hoa. Nguyên tử, ngươi chạy đi đâu, lang lang tất cả ngồi xuống một hồi lâu, bà ngoại đang muốn phê bình ngoại tôn không hiểu chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy phía sau hắn nắm quan nhã, dừng lại sửng sốt cửu cửu khoe khoang biển tán gẫu tư thế trì trệ, mộng ở nơi đó. Mợ ngạc nhiên trừng to mắt, liếc mắt nhìn quan nhã, lại quay đầu nhìn một chút bạch lan. Nguyên bản không tim không phổi dùng bữa gian ngọc nhĩ, trông thấy bị dắt tiếng đến quan nhã. Gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Quan nhã trên mặt thấp thỏm, tại nhìn thấy huyết sắc vi cổ này âm thi ưu nhã ăn lúc, liền nháy mắt biến mất. chương mười song sát trương nguyên thanh giờ này khắc này tâm tình đại khái chỉ có con mẹ nó hai chữ có thế hình dung lão ban tử chưa hề quay về linh cảnh còn tại nhà ta bắt đầu ăn lòng hắn nói ngài đường đường sơn thần nương nương hàng xá cơm rau dưa có thể nào nhập ngài pháp nhãn ngài nhanh lên chạy trở về linh cảnh đi nói thật cứ việc tam đạo sơn nương nương biểu hiện ra một vị chính thần vốn có diễn xuất nhưng trương nguyên thanh vẫn đối nàng vô cùng e dè ở trước mặt nàng bản năng hồi hộp, câu thúc. Một mặt là đê vị giả đối mặt cao vị giả lúc, bản năng sợ hãi. Một phương diện khác. Tại sát lục phó bản trước đó, Trương Nguyên Thanh thật sâu sợ hãi lão ban tử, đem nàng xem như địch giả tưởng mà cho dù là hiện tại, hắn cùng lão ban tử cũng mới thấy ba mặt, loại kia kiên kỵ cảm giác sẽ không như thế nhanh liền tiêu trừ. Vị này sơn thần nương nương là cổ đại nhật du thần, không có hiện đại người tam quan, Trương Nguyên Thanh ở trước mặt nạn cũng không có đối mặt cậu trưởng lão lúc, học sinh xuất sắc, lực lượng. Thân là ngũ hành minh nhân tại mới nổi, hắn coi như giận xoa trưởng lão đầu chó, trưởng lão cũng sẽ khoan dung một chút. Nhưng người đi xoa lão ban tử đầu thử một chút. Trở tay đem ngươi đầu chó đánh nổ. Người một nhà nhìn thấy nguyên tử bỗng nhiên cứng nhắc sắc mặt, cùng dừng bước cửa trước, không dám vào phòng tư thái, phản phất rõ ràng cái gì, trong lòng tự nhủ tiểu tử này sẽ không chân đứng hai thuyền đi làm gia tộc bại hoại truyền nhân y bác, làm ra loại chuyện này tự hồ cũng không kỳ quái. Đời thứ nhất gia tộc bại hoại, nhìn một chút thần sắc thanh lãnh huyết sắc vi, lại nhìn một chút sắc mặt lập tức đổ đi xuống quan nhã, cuối cùng nhìn về phía trương nguyên thanh, khó có thể tin nói. Cái này, cái này. Hai cái đều là nữ bằng hữu, rất lợi hại nha. Không hổ là y bác của ta truyền nhân, có năm đó ta phong phạm. Có ngươi năm đó phong phạm. Phong phạm gì, ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Mở trừng mắt. Nói đùa nói đùa, cửu cửu dây. Nữ băng hữu lão cửu ngươi nói đùa cái gì, ngươi cháu trai ta làm sao phối hữu dạng này nữ băng hữu, nhất định phải hướng phương diện này kéo lời nói, ta nhiều lắm thì mặt của người ta thủ. Trương Nguyên Thanh căng thẳng trong lòng, bản năng nhìn về phía lão ban tử, sợ cửu cửu không giữ mồm giữ miệng chọc giận nàng. Cũng may tam đạo sơn nương nương đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục hưởng dụng đồ ăn, thản nhiên nói không cần hồi hộp. Ta ăn cơm xong liền sẽ rời đi, nàng là tại trấn an nguyên thủy thiên tôn. Nhưng nghe vào người nhà trong tai, lời này phản phất là một cái cao đẳng cấp cô nương tại không chút biến sắc cảnh cáo, trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm xấu hổ. Ăn xong liền đi. Trương Nguyên Thanh lại trong lòng khẽ buông lỏng, dùng sức tặng hắn một cái, giới thiệu nói, ông ngoại, bà ngoại, đây là bạn gái của ta quan nhã, đồng thời, hắn hiểu được bạn ăn bầu không khí lúng túng như vậy nguyên nhân, người một nhà đem lão ban tử xem như hắn nữ bằng hữu. Quan nhã cưỡng ép lộ ra một vòng nụ cười, nói, ông ngoại bà ngoại. Nàng ánh mắt đảo qua nguyên thủy người nhà, nhìn thấy khuôn mặt mượt mà, ngọt ngào động lòng người gian ngọc nhị, biểu lộ phúc chốc ngưng kết. Cô gái này nàng nhận biết, tại Bình Thái Bệnh viện Khoa Phụ Sản đã từng quen biết. Quan nhã đột nhiên sinh ra một loại đoạt môn mà đi xúc động, nhưng bị Trương Nguyên Thanh chết giữ chặt Trương Nguyên Thanh rõ ràng cảm giác quan nhã tay cương một chút, cũng im ắng phát lực, tự hồ nghĩ vung tay mà đi. Bà ngoại nhìn một chút quan nhã, sụ mặt, quy một tiếng, dùng một loại quá khó xử bởi vậy không biết nên lấy như thế nào thái độ đáp lại, cho nên đành phải lạnh lùng, giọng điệu. Nói. Ngồi, ăn cơm đi. Nói xong, nàng mơ hồ cảm thấy ngoại tôn đầu thứ hai thuyền, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Ông ngoại che kín nếp nhăn mặt mo không thấy biểu lộ, sụ mặt gật đầu một cái, xem như chào hỏi, sau đó không để lại dấu vết, lộ hung quan ngắm một chút ngoại tôn. Chính nghĩa về hưu lão cảnh sát trưởng, đã đang suy nghĩ như thế nào sau bữa ăn thanh lý môn hộ. Giang Ngọc nhì quay hàm một chút phòng lên, thật sâu nhìn một chút quan nhã. Nàng cúi đầu đào cơm, trong mắt nhanh chóng chuyển động như đang mưu đồ cái gì. Đây đều là những chuyện gì? Nhân sinh đạo sư không có dạy ta xử lý như thế nào trường hợp như vậy. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, kéo mạnh lấy quan nhã nhập tọa, đối với mợ nói, mợ, lần trước biểu ca thăng chức chuyện kia, chính là quan nhã giúp một tay. Mợ nghe xong, thái độ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên lai giúp nhi tử cô nương là vị này, nàng mới vừa rồi còn rất nhỏ căm thù quan nhã tới quan nhã đúng không ta là nguyên tử mợ ai u tiểu cô nương thật tuấn cùng nhà ta nguyên tử rất xứng mợ nhiệt tình cho quan nhã gấp thức ăn hỏi han ân cần cái này khiến lão ti cơ trong lòng thoáng dễ chịu chút gạt ra một vòng nụ cười nhàn nhạt bầu không khí thoáng ấm lại trương nguyên thanh thừa cơ nói quan nhã mới là bạn gái của ta vị này vị này hắn nhìn một chút lão ban tử hướng gia người giải thích nói vị này là bằng hữu của ta Bằng hữu không trên một tiếng vào nhà ăn cơm hơn nữa còn có thể vào nhà, liền trong nhà mật mã đều biết bà ngoại cũng không tin tưởng, chỉ là lạnh như băng nhìn một chút ngoại tôn. Cảnh sát trưởng ông ngoại hiển nhiên cũng không tin. Nhai kỹ nuốt chậm lão ban tử, lúc này dừng lại đũa, nhìn về phía trương nguyên thanh, câu mày nói nữ bằng hữu là có ý gì? Nàng mặc dù không nói lời nào. Nhưng những phạm nhân này biểu tình biến hóa, đều là nhìn ở trong mắt. Ân nàng không biết, nữ bằng hữu ý tứ trương nguyên thanh sửng sốt một chút cái này cùng hắn nghĩ không giống nếu như lão ban tử biết nữ bằng hữu khái niệm vậy mình đem quan hệ nhân mạch giải thích rõ ràng liền không có vấn đề trái lại nếu để cho lão ban tử biết nữ bằng hữu là mạc hôn thê khái niệm nàng một cái người cổ đại một cái cao cao ở trên sơn thần nương nương khẳng định sẽ cảm thấy bị mạo phạm đến bọn này phàm phu tục tử lại lấy vì bản tọa là sâu kiến nguyên thủy thiên tôn vị hôn thê vô cùng nhục nhã diệt môn đi ân ừ, lão ban tử hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy nhưng chọc giận nàng không vui bản thân liền là một kiện rất trí mạng sự tình trương nguyên thanh nghiêm túc giải thích nói giao tình thâm hậu bạn nữ lão ban tử khẽ vuốt cằm tiếp tục hưởng dụng bữa tối trương nguyên thanh thì quay đầu nhìn về phía quan nhã hướng nàng làm một bộ biểu lộ thao hắn dự định trước tiên đem quan nhã trấn an xuống tới nói cho nàng huyết sắc vi bộ mặt thật trừ khử lão ti cơ trong lòng không nhanh nguyên thủy nếu như sau lưng vụng trộm dùng âm thi giả mạo nữ bằng hữu thật cùng cái kia linh bọc có cái gì không giống bình thường quan hệ cái kia xác thực không cần thiết mời ta về nhà ăn cơm càng sẽ không náo ra như bây giờ ô long hắn một loạt biểu lộ nói cho ta hắn hiện tại có bí mật khó nói hắn rất kiên kỵ không e ngại chính mình âm thi nhưng cái này không hợp lý Quan Nhã yên lặng đọc đến nguyên thủy hơi biểu lộ, dựa vào nhìn rõ năng lực, ở trong lòng làm ra phân tích. Lại nghe hắn đợi chút nữa giải thích thế nào. Hay, Quan Nhã hiển nhiên không phải cố tình gây sự cô nương, hít sâu một hơi, trên mặt nụ cười, viết mở nói, một cái nhấc tay, trần cảnh sát trưởng nghiệp vụ năng lực ưu tú, thăng chức dựa vào bản lãnh thật sự. Ta chính là giúp cái chuyện nhỏ. Cái kia cũng rất lợi hại. Mở vẻ mặt tươi cười, đúng, trong nhà ngài là làm cái gì không đợi quan nhã trả lời mợ nhìn một chút đối diện lão ban tử nghĩ đến nàng vừa rồi trả lời bận biểu đổi chủ đề ăn cơm ăn cơm trương nguyên thanh cũng nói ăn cơm ăn cơm hắn muốn đợi lão ban tử ăn ngon uống ngon trở về linh cảnh lại hướng quan nhã cùng người nhà giải thích mặc dù lão ban tử lưu lại bàn ăn ngoài ý muốn để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng tổng thể đến nói vấn đề không lớn Lúc này, bưng lấy bát cơm, một mực không nói chuyện tiểu di. Nhìn về phía lão chân tử, chững chạc đàng hoàng giải thích, nữ bằng hữu chính là người yêu, là vị hôn thê. Lão ban tử gấp thức ăn tư thế trì trệ, biểu lộ lạnh lùng. Trương Nguyên Thanh biểu lộ ngốc trệ nhìn về phía tiểu di, trong lòng tự nhủ di, người nói di sinh một trận, người không cần thiết đâm lưng ta đi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía lão ban tử. Nguyên Thủy giống như bị hù dọa. Quan Nhã nhìn hắn một chút, trong lòng thầm run, mặc dù Nguyên Thủy không nói rõ tình huống, nhưng nàng đã rõ ràng, trận này tuyệt tối xảy ra chút trạng thái, trong lòng liền không khí. Giang Ngọc Nhì phản phất không thấy được cháu trai trắng bệch sắc mặt. Ngược lại nhìn về phía Quan Nhã, kinh ngạc nói ta, ta tại khoa phụ sản gặp qua ngươi, ngươi còn hỏi qua làm sao chuẩn bị mang thai tới, ta không có nghe nguyên tử nói nhanh như vậy liền muốn hài tử a à. lời này mới ra trừ lão ban tử tất cả mọi người nhìn về phía quan nhã ông ngoại bà ngoại sầm mặt lại trần nguyên quân thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới khang dương khu cục an ninh nữ thần là loại này sinh hoạt cá nhân phóng đảng nữ nhân đi qua khoa phụ sản còn chuẩn bị mang thai nguyên tử cái này nữ bằng hữu là gần đây kết giao bên trên mợ cũng yên lặng thu hồi nụ cười -i 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 quan nhã tư thế cứng nhắc ngồi ở chỗ đó gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng vừa tức vừa gấp hữu tâm giải thích nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào mà lại loài sự tình này người trong cuộc đến giải thích sẽ chỉ càng tô càng đen nguyên thủy cái này tiểu di ngắn ngủi một câu hình tượng của nàng toàn hủy quan nhã sống hai mươi mấy năm chưa bao giờ từng gặp phải như thế chuyện lúng túng Trương Nguyên Thanh vừa bởi vì lão ban tử không hề tức giận mà thở phào, nghe vậy, lần nữa biểu lộ ngốc trệ nhìn về phía tiểu di, trong lòng tự nhủ di sinh một trận, ngươi không cần thiết một mà tiếp lại lại mà ba đâm lưng ta đi. Im ắng trong trầm mặt. Lão liễu tử để đũa xuống, dịu dàng đứng dậy, vắng ngắt nói, đa tạ chiêu đãi, thế gian thức ăn rất là mỹ vị, bản tọa rất hài lòng, xin cáo từ trước. Trương Nguyên Thanh không để ý tới trấn an quan nhã, vội vàng đứng dậy, nói. Cửa ở chỗ này, ta, ta tiễn ngài một chút. Hắn cũng không muốn để người nhà nhìn thấy lão ban tử tiến vào phòng ngủ trở về. Lão ban tử không mặn không nhạt liếc hắn một cái, có thế, Trương Nguyên Thanh lập tức chạy về phía phòng ngủ, kéo ra ngăn kéo, lấy ra phục ma sự cất trong túi giấu kỹ, tại người một nhà mờ mịt ánh nhìn, mở ra cửa chống trộm, làm ra tư thế xin mời. Lão ban tử đi lại nhẹ nhàng, xuyên qua phòng khách, cửa trước, đi ra khỏi phòng. Trương Nguyên Thanh dẫn nàng đi hướng hành lang, tránh đi giám sát gốc chết, thở ra một hơi thật dài cung tiễn nương nương. Tam đạo sơn nương nương yên lặng nhìn xem nàng, tự hồ là bản tọa cho ngươi thêm phiền phức. Trương Nguyên Thanh cúi đầu luôn miệng nói, vui vẻ chịu đựng, vui vẻ chịu đựng. Tam đạo sơn nương nương khẽ vuốt cằm, không nghiêm dây, máu vi thể nội kim quang dân trào, không chiếu sông hắc ám hành lang, tiếp lấy, tung bái như nước thủy triều kim quang sông vào phục ma sử, tiếp theo tiêu tán, hành lang trở lại hắc ám hô cuối cùng đưa tiễn trương nguyên thanh nói thầm trong lòng một tiếng thao túng huyết sắc vi tại trong hành lang tại chỗ chờ lệnh sau đó mang theo phục ma sử về đến nhà hắn vừa mở ra cửa chống trộm chỉ nửa bước còn không có bước vào phòng khách liền nghe bà ngoại nói quan nhã ta nhớ tới a à Bình mất tích án lúc là ngươi lên cửa làm ghi chép đúng không ngươi cùng nguyên tử là khi đó bà ngoại không có đem lời nói tiếp nhưng trong lúc biểu lộ tràn ngập ngươi một cái xã hội nhân sĩ, sao có thể ủi nhà ta cải trắng, hắn vẫn còn con nít a à, không tín nhiệm. Quan nhã trầm mặt một chút. Thực tế không có cách nào tiếp tục chờ đợi, liền đứng dậy nói, thật có lỗi, ta còn có việc, hôm nào lại ăn đi. Nàng ráng chống đỡ cuối cùng dáng vẻ, hướng hai cái lão nhân gật đầu, tiếp lấy cầm lên túi sách, bước nhanh cùng trương nguyên thanh sự qua người, rời đi trần gia. Người một nhà không có giữ lại, mà là yên lặng nhìn xem Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh im lặng mặt nhìn xem Tiểu Di, nửa ngày, nghiến răng nghiến lời một câu nghiệp chướng A quay đầu liền đi ra ngoài truy quan nhã đi. Đây đều là những chuyện gì? Ông ngoại sinh khí đem đổ đập vào mặt bàn. Người một nhà biểu lộ ngưng trọng. Liền Giang Ngọc Nhị không tim không phổi, cười hì hì chào hỏi đoàn người cơm khô, ăn cơm ăn cơm, mẹ, mẹ, ngày hôm nay hầm canh uống ngon thật, bóng đêm nặng nề, quá dương cương chìm vào đường chân trời, ban đêm trong không khí lưu lại ban ngày thời tiết nóng. Quan nhã tỷ, quan nhã tỷ. Trương Nguyên Thanh tại màu lam bào trước xe, giữ chặt vừa uất ức lại xấu hổ lại xấu hổ quan nhã, ngươi nghe ta giải thích. Quan nhã sinh khí hất tay của hắn ra, trừng trồng mắt, nói giải thích cái gì? Giải thích ngươi vì cái gì để cho mình âm thi giả mạo nữ bằng hữu ngồi tại trên bàn ăn? giải thích ngươi tiểu di tại sao phải nhầm vào ta. Cái gì đều không cần giải thích. Hai ta quan hệ thế nào à, ta không cần ngươi giải thích. Cư xá đèn đường ánh sáng nhạt bên trong, nàng thu thủy trong mắt sáng nhộn nhạo thủy quan, giống như là muốn khóc lên bộ dáng, tức giận xấu hổ bên trong, lại mang cam chịu, cùng một tiêu ủy khuất trương nguyên thanh ngẩn người, nhìn quen nàng mỉm cười trang lão ti cơ, nhìn quen nàng già dặn thành thục xử lý sự vụ nhìn quen nàng ngày bình thường thể hiện ra độc lập tự chủ nữ cường nhân hình tượng đột nhiên thấy được nàng lộ ra tiểu nữ sinh nôn nóng cùng ủy khuất trương nguyên thanh trong lòng không khỏi mềm mại một chút không cần nhân sinh đạo sư chỉ đạo hắn hiểu được đây là yêu đương cảm giác yêu đương chính là khi ngươi tâm bởi vì một vị nào đó nữ hài mà mềm mại lúc xuất phát ra một màn kia nhu tình một cái kinh nghiệm xã hội phong phú lịch duyệt thăm hậu nữ nhân ở trước mặt người toát ra tiểu nữ sinh tư thái, người có lý do gì không yêu nàng đâu. Quan nhã chờ nửa ngày, không đợi đến giải thích của hắn, trong lòng ảm đạm, cả giận nói đi ra. Dùng sức tránh thoát tay của hắn, mở cửa xe chui vào thùng xe. Trương Nguyên Thanh vội vàng đi theo tiếng vào xe thể thao, trong xe nói dù sao cũng so ở bên ngoài tốt, Chương 13, Phó Thanh Dương Triệu Hoáng Ra ngoài, quan nhã hai tay khoác lên trên tay lái, mắt nhìn phía trước, bên mặt lạnh diễm, lạnh như băng quát to một tiếng. Đây là một cái hỏng bét ban đêm, mặc dù nhăn nhăn nhó nhó biểu thị không nguyện ý đến, nhưng nàng hơi thấp linh hóa hóa trang, lại là nội tâm chân thực khắc họa. Trong lòng nghĩ nghĩ lại, là chờ mong lần này tiệc tối. Nhưng mà chờ mong càng lớn, thất vọng cũng càng lớn, Hôm nay tiệc tối nhân vật chính không phải nàng, mà là một bộ không hiểu thấu âm thi, nàng cũng không có giống đại đa số nữ hài, lần đầu tới cửa bị bạn trai người nhà nhiệt tình chiêu đãi. Bọn hắn thậm chí ngay cả mình niên kỷ, gia đình đều chẳng muốn nghe ngóng. Nếu đổi lại là tiểu nữ sinh, lúc này đã sớm vùi ở trong xe khóc nhè, quan nhã không phải tiểu nữ sinh, chính là cảm thấy trong lòng quỷ khuất. Ra ngoài thấy Trương Nguyên Thanh đổ thừa bất động quan nhã tăng thêm ngữ khí lặp lại một lần. Phát xong tính tình, nàng hít sâu một hơi, nói thật có lỗi, nguyên thủy, ta hiện tại tâm tình không tốt, mời ngươi ra ngoài. Có chuyện gì chúng ta ngày mai lại nói? Quan nhã biểu lộ, ngữ khí, đều đã khôi phục thành trạng thái bình thường, nàng rất tốt khống chế lại tâm tình của mình. Nhưng nàng càng bình tĩnh hơn, trương nguyên thanh càng không thể đi, dựa theo nhân sinh đạo sư thuyết pháp, hắn cùng quan nhã hiện tại như keo như sơn, quan hệ, tất cả đều là ngày đó sáu trang đại giới mang tới nhiệt lượng thừa. Cổ này, nhiệt lượng thừa, đã sẽ ấm lên lên men, cũng sẽ làm lạnh quên lãng, liền nhìn hắn làm sao thao tác. Hôm nay chuyện này không giải quyết, ngày mai hắn lại dắt quan nhã tay, liền khẳng định sẽ bị hất ra, hậu thiên lại vẫy, nàng nhất định sẽ mỉm cười đổi chủ đề. Thất bại trong gan tất. Quan nhã chưa chắc sẽ giảm xuống đối với hắn hảo cảm, nhưng nàng sẽ nghĩ. Chính mình tại nhà hắn trong lòng người hình tượng, như thế hỏng bét. Cùng cái này nam nhân yêu đương, có hay không tương lai? Tình yêu một khi trở nên lý trí, liền chú định càng chạy càng xa, cuối cùng trở thành bằng hữu bình thường. Đây là nhân sinh đạo sư nguyên thoại. Quan Nhã Tỷ vừa rồi bám thân ở trên người âm thi, là tam đạo sơn nương nương, nạn ở trong sát lục phó bản gián lâm lúc, liền lặng lẽ tại phục ma sử bên trong lưu lại lạc ấn chỉ cần ta vừa từ trong hiện thực lấy ra nguyên thần của nàng liền có thể giáng lâm hiện thực trương nguyên thanh đem lão ban tử giáng lâm trải qua món ốc nói cho nàng hắn tin tưởng lấy quan nhã sức quan sát hẳn là đã sớm xem thấu một chút mánh khóe tam đạo sơn nương nương quan nhã đầu lông mày cau lại sắc mặt rầu rĩ nói nàng tồn tại có thể hay không đối với ngươi tạo thành an toàn tai họa ngầm trương nguyên thanh lắc đầu tạm thời sẽ không Bách phu trưởng hôm nay ra phó bản, đến mai hắn cùng cẩu trưởng lão hẳn là sẽ tìm ta, đến lúc đó tư vấn một chút ý kiến của bọn hắn. Dừng một chút, hắn nắm chặt quan nhã tay, thấp giọng nói, ông ngoại bà ngoại bên kia, ta sẽ đi giải thích, sẽ không để cho bọn hắn hiểu lầm ngươi. Hô, giải thích rõ ràng liền tốt. Hắn âm thầm thở phào, sau đó liền nghe quan nhã rút tay ra, ngữ khí nhàn nhạt nói, tốt nhất không muốn cùng loại này cấp bậc tồn tại liên hệ, dù cho nàng nhìn như chính phái, dù sao ngươi có đánh. Nguyên Thủy, ngươi trước xuống xe đi, ta nên trở về. Từng còn là không dùng trương nguyên thanh ngẩn người, cười đùa tí tửng nói ta không đi, quan nhã tỷ, ngươi đừng nóng giận có được hay không. Cơm còn không có ăn đâu, ngươi theo ta lên đi, ta cùng bà ngoại bọn hắn nói rõ ràng. Không cần thiết, hiện tại đi lên sẽ chỉ xấu hổ. Nguyên Thủy, ngươi nếu là thật tốt với ta. Liền hạ xe đi thôi, ngươi là người trưởng thành mời thành thục một chút quan nhã nhạc nói quan nhã tỷ đây chính là một trận hiểu lầm bà ngoại ta bọn hắn không phải không thích ngươi bọn hắn là cho rằng ta chân đứng hai thuyền mới như thế đều tại ta mặc cho trương nguyên thanh giải thích như thế nào quan nhã sắc mặt từ đầu đến cuối lãnh đạm từ nghèo a à, loại tình huống này phải làm sao hống nữ hài tử trương nguyên thanh âm thầm mở răng hắn khắc sâu ý thức được cùng nữ hài tử kết giao cùng kết giao bằng hữu là hai việc khác nhau có nhiều thứ không phải e quy cao liền có thể giải quyết càng cần chính là kinh nghiệm kinh nghiệm đúng tìm người sinh đạo sư hỏi một chút trương nguyên thanh vụng trộm lấy ra điện thoại di động mở ra phần mềm chat cho linh câu phát tin tức nhờ giúp đỡ đây là hắn chiếu lại lấy phục ma sử lúc thuận tay mang ở trong túi nguyên thủy thiên tôn ta cùng quan nhã tình cảm xảy ra vấn đề ta đêm nay ước nàng về đến trong nhà ăn cơm bởi vì một chút ngoài ý muốn một vị khác nữ tính bằng hữu cũng ở tại chỗ người nhà của ta cho là ta chân đứng hai thuyền đối nàng cũng không nhiệt tình sau đó lại bởi vì một số việc người nhà của ta đối nàng xem yến không phải quá tốt ngay lúc đó tràn diện quá xấu hổ dăm ba câu nói không rõ ràng nguyên thủy thiên tôn ta đã giải thích với nàng vị kia nữ tính bằng hữu vấn đề cũng hứa hẹn sẽ ở nhà người trước mặt thay nàng giải thích, vãn hồi hình tượng. Nhưng tự hồ không dùng được, nàng thái độ rất lãnh đạm, ta không biết nên làm sao hống, làm sao bây giờ, online chờ rất cấp bách. Hắn liên tục phát hai đầu tin tức. Mười mấy giây sau, điện thoại chấn động một chút, Linh Quân hồi phục đến. Linh Quân, trên đời này tuyệt đại bộ phận nam nhân, luôn cảm thấy có thể cùng nữ bằng hữu giảng đạo lý, luôn cho là mình chiếm kém đạo lý nữ băng hữu liền không nên nổi giận, lại xem nhẹ cảm xúc thứ này, tự như chúng ta khi còn bé phát cáu, phụ mẫu cùng chúng ta giảng đạo lý, hữu dụng không? Cũng không dùng, bất luận cái gì nguyện ý nghe phụ mẫu giảng đạo lý hài tử, đều là e ngại phụ mẫu cây gậy trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi đừng nói nhảm tốt a, à, Linh Quân, ngươi miêu tả quá mức mơ hồ, đầu tiên ta muốn xác nhận, nữ tính bằng hữu vấn đề kia, xác định giải thích rõ ràng rồi. Nàng tin rồi còn là nói chỉ là qua loa ngươi nếu như nàng không kiềm chế được nỗi lòng nguyên nhân là ngươi vậy ta để ý ngươi thành khẩn xin lỗi hoặc là hối hận khóc trống một trận trước tiên đem thái độ lấy ra sau đó rời đi không muốn dây dưa bởi vì lúc này nữ nhân cũng không muốn nhìn thấy ngươi nàng cần tỉnh táo nguyên thủy thiên tôn khẳng định không phải vấn đề của ta a à, mặt khác nữ tính bằng hữu sự tình giải thích rõ ràng linh quân như vậy nàng cảm xúc xảy ra vấn đề nguyên nhân là người nhà ngươi đối nàng cảm nhận không tốt nàng gấp thậm chí xuất hiện cam chịu suy nghĩ chỉ muốn kém mau thoát đi càng bi quan một điểm thậm chí muốn cùng ngươi phân rõ giới hạn nguyên thủy thiên tôn ta nói qua sẽ thay nàng giải thích linh quân không 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 thay nàng giải thích là trụ cột nhất một trận đầy cõi lòng chờ mong tiệc tối náo thành dạng này ngẫm lại nàng hiện tại cần nhất chính là cái gì là lời hứa của ngươi ngươi trấn an ngươi che chở đại bộ phận nữ nhân nhưng thật ra là rõ lý lẽ nhưng tại tình cảm phương diện các nàng dễ dàng cảm xúc hóa cho nên nam nhân cần trước giải thích sau đó lại trấn an tâm tình của các nàng nguyên thủy thiên tôn ta biết hống nàng nha thế nhưng là không dùng được a à. linh quân càng kịch liệt một điểm u nàng để nàng biết tâm ý của ngươi để nàng rõ ràng ngươi đối nàng tình cảm dỗ ngon dỗ ngọc vô dụng liền dùng càng kịch liệt phương thức biểu đạt tình yêu của mình lên đi thiếu niên. Không nói lời nào, ta đang bồi nữ bằng hữu ăn cơm đâu. Hôn nàng trương nguyên thanh nhìn không được nhìn một chút quan nhã, trừ rời đi sát lục phó bản ngày ấy, khó kìm lòng nổi hôn lão ti cơ, hắn đối hôn phương diện, đã không có kinh nghiệm cũng không dũng cảm. Có thế tùy thời tùy chỗ, không có chút nào áp lực tâm lý cưỡng hôn một cô nương, không phải biến thái chính là tình trường lão thủ. Trương Nguyên Thanh hai cái đều không phải. Ngay tại hắn do dự lúc, Quan nhã lại bộc phát, nghiến răng nghiến lời nói thật sự là làm khó dễ ngươi không ngại cực khổ đuổi tới. Hiện tại không có việc gì, ta không tức giận, mời Trương Tiên Sinh về trong nhà chơi điện thoại đi thôi. Vừa nói xong, nàng đã nhìn thấy Trương Nguyên Thanh tự hồ hạ quyết định loại nào đó quyết tâm, một mặt không thèm đến sĩ biểu lộ gấp đến, đưa tay bưng lấy mặt của nàng, một ngụm gặm đi qua. Quan nhã nháy mắt trừng to mắt, kinh ngạc, mờ mịt cùng vội vàng không kịp chuẩn bị để nàng quên đi phản kháng, mấy giây sau, con người chấn động một cái đến, kịp phản ứng. Nàng dùng sức xô đẩy, đánh cái này tiểu nam sinh bả vai cùng ngực, mày tất cả mọi người là thánh giả cảnh, đổi một cái bình thường nam nhân. Lúc này đã bị quan nhã xương ngực, xương vai vỡ vụ mà chết. Còn là mềm mại, hương, nhưng đánh người lực đạo so với lần trước nặng nhiều. Trương Nguyên Thanh cắn lão ti cơ cánh môi, thở phào, tiếp theo càng thêm dùng sức mút vào, cân nhắc đến đối phương ở vào bị ép trạng thái, tầm không cam tình không nguyện, không dám vương đầu lưỡi, sợ bị cắn. Nhưng nữ hài tử nóng ướt mềm mại cánh môi, liền đã thắng qua thế gian trân tu mỹ vị. Quan nhã chung quy là không bỏ được đối với hắn sử dụng bạo lực, không phải một chỉ kiếm khí liền có thể nguyên thủy thiên tôn xuyên tim. Nàng hai tay chống tại trương nguyên thanh lòng ngực. Đầu dùng sức về sau, ý đồ thoát đi nàng ngửa ra sau trương nguyên thanh liền hướng phía trước nghiêng cắn chặt quan nhã bờ môi không thả thẳng đến quan nhã lui không thể lui đầu đụng phải cửa sổ xe tư thế biến thành nửa quãng nửa nằm mà trương nguyên thanh nửa người trên đã bổ nhào vị trí lái hai tay chống chỗ ngồi ô ô ô quan nhã vừa thẹn vừa xấu hổ trong cổ họng phát ra trầm thấp nghẹn ngào u ám chật hẹp thùng xe bên trong hai người dồn dập thở dốc quanh quẩn khi thì vang lên từ từ mút vào âm thanh. Quan nhã thân thể dần dần mềm nhũng ra, đánh, xô đẩy cường độ yếu bớt. Đỏ ứng bò lên trên gương mặt cùng bên tai, giữ dặn ánh mắt dần chuyển mê ly, bịt kín một tầng hơi nước, mịn nhãn như tơ. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh hơi ngẩng đầu, rời đi quan nhã miệng nhỏ. Quan nhã nửa dựa vào nửa nằm dựa cửa xe. Hơi ngắn nóng hổi, có chút sưng đỏ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra dồn dập khí tức đầy đặn ngực bụng kịch liệt chập trùng. Trương Nguyên Thanh thì nửa chống đỡ chỗ ngồi, thân thể nghiêng về phía trước, đầu đè vào trần xe, có chút thở dốc. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú, một cái mị nhãn như tơ, một ánh mắt nóng bỏng. Một lần nữa, Trương Nguyên Thanh nuốt một miếng nước bọt. Đưa ra một cái tay, lọc vào quan nhã bờ mông dưới đáy, nhẹ nhàng vừa nhất, liền đem nàng theo trên ghế ngồi nâng lên. Hắn mang theo tử khẽ đảo, kéo theo quan nhã cùng một chỗ trở lại chỗ ngồi kế tài xế. Xe thể thao không gian quá chật hẹp, thân thể hai người kề sát, Trương Nguyên Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được quan bộ ngực đầy đặn cùng mềm mại, hắn buông xuống chỗ ngồi chỗ tựa lưng, tận lực mở rộng không gian, để quan nhã nửa người trên có thể sơ ngọn nguồn dáng chính mình. Hắn một tay nâng quan nhã bờ mông, thao nắm bắt tràn nập co giãn, nhưng lại vô cùng tan mềm mông thịt, một cái tay khác duỗi tóe làm lo lắng vuốt ve tinh tế trơn mềm lưng ngọc dày đụng chạm đến lót ngực móc treo. Mà từ đầu đến cuối, quan nhã đều không có kháng cự. Trương Nguyên Thanh lần nữa ngậm lấy quan nhã bờ môi, lần này, hắn to gan duỗi đầu lưỡi, trêu đùa hàm răng về sau cái lưỡi đinh hương. Quan nhã ban sơ là không nguyện ý, vụng về né tránh, nhưng theo hắn vuốt ve, học mon dần dần bài tiết, dần dần động tình, liền bắt đầu ấm ờ, đến cuối cùng kịch liệt đáp lại không biết qua bao lâu, Trương Nguyên Thanh cảm giác môi lưỡi run lên, rốt cục nâng lên quan nhã mặt, kết thúc dài dằn giặc hôn. Con ngươi hiếp lại lão ti cơ, có chút trận mở mắt nhìn hắn. Tự hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, sau đó đem đầu chôn tại bộ ngực hắn, hai người có chút thở dốc. Có chừng cái mười mấy giây tĩnh mịch, Trương Nguyên Thanh ông quan nhã eo nhỏ, nói khẽ quan nhã thẳng, ngươi dẫn ta về nhà đi, ta có thể nghĩ đến, ông ngoại bà ngoại đã chuẩn bị kỹ càng hình cụ, chờ ta trở về tự chui đầu vào lưới. Ai, ông ngoại người kia, làm cả một đời thầy dài, trong mắt vò không được hạt cát, ta cũng không biết giải thích thế nào tam đào sơn nương nương sự tình. Quan nhã nhỏ giọng hừ một chút. Trương Nguyên Thanh cảm giác được trong nội tâm nàng đã không có oán khí. Chuẩn xác mà nói là tình lữ gian vuốt ve an ủi, ngọt ngào, ngăn chặn oán khí cùng nộ khí. Linh Quân nói không sai, một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hôn, xa so với giải thích càng hữu dụng, càng có thể làm cho nàng lĩnh hội tới năm nhân tâm ý, nhưng ngôn ngữ phương diện trấn an cũng không có thể thiếu. Trương Nguyên Thanh nói, ông ngoại của ta cùng bà ngoại là rõ lý lẽ, chờ một lúc chúng ta lần trước nói rõ ràng. Ngươi đi, ta mới không đi đâu. Quang Nhã trận mắt Ngữ khí cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trước đó là lãnh đạm xa lánh, hiện tại là hơn dỗi. Cũng được, Trương Nguyên Thanh tinh tế vuốt ve quan nhã chặt chẽ tinh tế eo, nàng áo thun trong bất tri bất giác khoác vẫy đến ngực, lộ ra mảng lớn trắng nõn da thịt. Eo nhỏ lại hẹp lại mảnh, eo tuyến mê người, cực thấp thể son để da thịt xúc cảm căng cứng trơn nhẵn. Quan nhã tự hồ nhớ ra cái gì đó, nâng lên vũ mị mặt trái xoan, nhìn hầm hầm trương nguyên thanh ngươi tiểu di vì cái gì nhầm vào ta có sao trương nguyên thanh một mặt mờ mịt ta suy nghĩ nàng cũng không nói láo a à. ngươi lúc đó không phải như thế nói với nàng sao quan nhã hừ lạnh nói ta là trinh sát nàng điểm tiểu tâm tư kia giấu giếm được con mắt của ta nàng chính là muốn đuổi ta đi muốn để ông ngoại ngươi bà ngoại chán ghét ta trương nguyên thanh lập tức giận dữ tốt cái này giang ngọc nhị thế mà ám xoa xoa nhầm vào ngươi chính mình không ai muốn liền không quen nhìn ta tìm tới xinh đẹp hiền lành nữ bằng hữu nhìn ta trở về không đem nàng treo lên đánh quan nhã dò xét hắn vài lần biểu môi nói không hề có thành ý được rồi tiểu di thuộc về thất đại cô bác đại di phạm trù mà thất đại cô bác đại di tồn tại ý nghĩa chính là bị người ghét bỏ nàng bỗng nhiên mắt đẹp trừng trừng nổi giận đùng đùng nói đừng bắt ngươi ba cm bảo vật gia truyền đâm ta trong lúc nói chuyện, nàng đổi tư thế, muốn tránh đi cái gì, nhưng xe thể thao không gian cứ như vậy lớn, nàng dáng người lại cao gầy, làm sao đều tránh không khỏi cái kia phiền lòng đồ vật. Trương Nguyên Thanh nghe vậy, không phục nói, rõ ràng là 30cm bảo vật gia truyền. À, 30cm châm. Ân ngươi, ngươi lại đỉnh ta thật sinh khí. Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ngươi lại cử động liền ghế mềm biến ổ điện. Bình an vô sự một lát, Quan nhã đột nhiên nói, cái kia gọi ngươi phu quân nữ quỷ là chuyện gì xảy ra, trương nguyên thanh trong lòng tự nhủ, nên đến hay là muốn đến a, à? lôi chuyện cũ là nữ nhân thông dụng kỹ năng. Kia là kim thủy công viên trò chơi nhà ma cửa ải bốt, về sau bị ta thu làm linh bộc, gọi ta phu quân là nàng thiết lập, nhưng kỳ thật chúng ta quan hệ rất trong sạch. Thật ngươi cái này chất vấn ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Ta họ trương không họ hứa. Trương Nguyên Thanh nói hót như khứu, quan minh lỗi lạc. Hắn cùng quỷ tân nương đúng là thuần khiết. Vậy ngươi cổ kia âm thi đâu linh bọc bám thân âm thi? Quan nhã không nói, nàng tin tưởng nguyên thủy có thể hiểu ý nàng ý tứ. Ta từ trong ánh mắt ngươi nhìn thấy hèn mọn, nhìn thấy biến thái, nhìn thấy tà ác, người không thể, chí ít không nên. Lại nói, ta họ trương không họ hứa. Cái này lại quan họ hứa chuyện gì? Là một cái khác họ hứa đến ở trên người hắn gáy gáy cô thêm vài phút đồng hồ, quan nhã theo tiểu nam sinh trên thân bò lên, ngồi trở lại vị trí lái, kéo xuống áo thun vạt áo, kéo xuống khảm tại che nắng trên bảng trang điểm kính, một bên sửa sang quần áo, một bên nhìn về phía tấm gương, lúc này mới phát hiện miệng của mình sưng. Lại đỏ vừa sưng, khó trách cảm thấy miệng tê dại. Trong nhân sinh lần thứ hai hôn, lại bị thân thành bộ này quỷ bộ dáng. Cúc nhanh lên xuống dưới, lão nương muốn về nhà. Quan Nhã cả giận nói. Trương Nguyên Thanh tâm tình thấp thỏm khóa nhập mật mã, mở ra cửa chống trộm. Trong phòng khách ánh đèn mở xong, bữa tối đã kết thúc, ông ngoại ngồi tại chủ vị, trầm mặt cúi đầu uống trà, nằm nằm một nhà cũng không có rời đi, mở bồi tiếp tiểu duyên ngồi ở phòng khách xem tivi, cửu cửu cùng biểu ca thì bồi ông ngoại uống trà. Bà ngoại tại phòng bếp rửa chén. Cơm ăn xong, người lại không tán, vì cái gì? Không cần nói cũng biết nghe thấy cửa chống trộm mở ra thanh âm, trên bàn ăn ba nam nhân, trong phòng khách hai nữ nhân, nhào nhào trông lại. Ông ngoại mặt không biểu tình nhìn xem tiếng vào phòng khách ngoại tôn, thanh âm lạnh lùng mà uy nghiêm tới. Trương Nguyên Thanh ngoan ngoãn đi tới. Ông ngoại sắc mặt nghiêm túc, cái kia hai cô nương chuyện gì xảy ra, đến cùng cái nào là bạn gái của ngươi? Quan Nhã là bạn gái của ta, một cái khác thật là bằng hữu bình thường. Trương Nguyên Thanh giải thích nói bằng hữu bình thường vì sao lại tới nhà nàng còn có thể vào nhà không phải ngươi mang vào chính là ngươi nói cho nàng mật mã bằng hữu bình thường ngươi nói cho người ta mở khóa mật mã bà ngoại từ phòng bếp đi tới một tràng tiếng chất vấn cái này cái này ngài tuổi đã cao lo gì có phải là quá kín đáo chút trương nguyên thanh trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tròn chuyện này nếu có thể viên hội đến kia liền quá xem thường về hưu cảnh sát trưởng kim cảnh sát trưởng phu nhân ai quy. Trương Nguyên Thanh đành phải nói, quan nhã đúng là bạn gái của ta, nhưng nàng tương đối xấu hổ, lại bởi vì trước đó gặp qua ngài, cho nên nhăn nhó không muốn tới. Vậy ta liền muốn tìm cái quan hệ không tệ bằng hữu, tới nhà mạo xưng cho đủ số. Kết quả không nghĩ tới, quan nhã chính mình lại tới. Chỉ là quan hệ không tệ mà thôi, ông ngoại cười lạnh một tiếng là cùng ngươi quan hệ không đứng đắn a. À. Trương Nguyên Thanh Thuận thế cúi đầu, bày ra một bộ bị nhìn xuyên tiểu tâm tư tư thái. Chính quy bạn gái không nguyện ý đến, cho nên tìm quan hệ mập mờ giả mạo. Thấy hắn như vậy tư thái, mọi người liền rõ ràng. Ngồi ở trên ghế salon mở lúc này dạy dỗ, nguyên tử, ngươi cái này liền không đối a, à, yêu đương liền thật tốt yêu đương, người trẻ tuổi không thể thay đổi thất thường biết phạt. Biết mở. Trương Nguyên Thanh lên tiếng, lại đối ông ngoại bảo đảm nói, ta về sau sẽ không như vậy. Lần sau lại để cho ta biết ngươi dạng này, đánh gãy chân của ngươi. Trưởng bối đều là bất công lại song tiêu, cho dù là quan minh lẫm liệt về hưu cảnh sát trưởng, cũng chỉ có thể nghiêm khắc khuyên bảo một phen. Bà ngoại càng bất công song tiêu, lập tức liền đem ngoại tôn chân đứng hai thuyền tội ác ném một bên, truy vấn cái kia quan nhã là chuyện gì xảy ra Ngọc Nhi nói, có phải là thật hay không, Trương Nguyên Thanh quay đầu đạp tiểu di, nói bà ngoại ngươi đừng nghe nàng nói mò ta cùng quan nhã đúng là binh ca trong vụ án nhận biết bí mật có liên hệ nhưng lần đó tại bình thái bệnh viện nàng là tra án đi trận kia có người nhìn thấy tội phạm truy nã xuất hiện tại bình thái bệnh viện hư hư thực thực có đồng bọn ở trong bệnh viện nhậm chức nàng là trị an viên nha sẽ giả bộ chuẩn bị mang thai tìm trong bệnh viện bác sĩ tìm hiểu tình báo bà ngoại nghe xong liền nhớ tới bình thái bệnh viện xác thực phát sinh qua tập kích khủng bố nguyên quân có phải là thật hay không trần nguyên quân vuốt vuốt mi tâm khắc sâu chữ xuyên văn ta cùng nạn không phải một cái hệ thống nhưng nguyên tử nói đến cũng không có vấn đề nguyên lai là dạng này bà ngoại hung dữ trừng một chút nữ nhi liền biết nói mò như thế lớn người nói chuyện bất quá đầu óc giang ngọc nhị không để ý đến mẫu thân của trách nàng yên lặng nhìn kém trương nguyên thanh đen nhuận trong mắt sáng không có buồn vui, phiến bình tĩnh, nhưng càng thâm thúy trong ánh mắt, phản phất ẩn giấu cái gì, như bi thương, như bất đắc dĩ, như thống khổ, như không cam lòng. Trương Nguyên Thanh không khỏi một trận hoảng hốt. Lúc này, bà ngoại có chút xấu hổ, hổ thẹn nói, vậy, vậy lần sau lại mời nàng về nhà ăn cơm đi, Nguyên Tử, cơm tối còn không có ăn đâu. Ta cho ngươi hâm nóng. Không cần, ngày nắng to, cứ như vậy ăn đi. Trương Nguyên Thanh thuận thế ngồi xuống, bưng lên vừa ăn hai ngụm cơm, đã ri ta đồ ăn cũng ri-ô-ta. Phu quân Không đợi hắn hưởng dụng bữa tối, trong phòng khách bên cạnh xem cả tràng nháo kịch quỷ tân nương, sâu kính, u oán phiêu đi qua, buồn bã nói, nữ tử kia, là vị hôn thê của ngươi. Trương Nguyên Thanh che miệng lại sừng, thấp giọng nói, tiểu thiếp, là tiểu thiếp, thật là, hống sông người, còn muốn lừa gạt quỷ. Đêm khuya cái nào đó cư dân lâu sân thượng, gió đêm chậm chậm, thổi lên tóc xanh, gợi lên đỏ tươi váy. Sân thượng biên giới, ngồi một cái mang mặt nạ màu bạc nữ tử, đại tống phong cách váy dài phức tạp mà hoa mỹ, tay áo, ngực, lấy kim tuyến tay áo xuất vân vân Mặt nạ màu bạc xuống con ngươi, kinh ngạc bên trong kém phía dưới rực rỡ cảnh đêm, oi bức mà huyên náo ban ngày kết thúc, nhưng ban đêm cũng không có cho tòa thành thị này mang đến yên tĩnh đèn nê ông hội tụ thành uốn lượn con đường mở ra xa quan ô tô dưới ánh đèn đường xuyên qua như lưu mà tại từng đầu đèn nê ông tạo thành đạo cụ ở giữa là từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc dưới lầu là vãng lai người đi đường trong lâu người cùng lầu dưới người đều đang hưởng thụ thuộc về mình thời gian chỉ sát cung chủ nhẹ nhàng lung lay dưới làng váy trắng nõn như ngọc chân nhìn xem cảnh đêm ngẩn người thẳng đến tiếng bước chân rất nhỏ từ cửa thang lầu vang lên một cái nổ tung đầu, bụng lớn mức, lôi thôi lết thết trung niên đại thúc, leo lên thang lầu, đi tới sân thượng. Cung chủ, tình điên đại thánh không mình hành lễ, nói ngài phải tìm, khang dương khu hai đội đội viên, quan nhã tin tức, đã thu thập tất. Hắn dừng lại một chút, nói quan nhã là linh cảnh thế gia, phó gia tử đệ, cùng phó thanh dương là biểu tỷ đệ quan hệ. Nàng mẫu thân là phó gia đương đại gia chủ mùi mùi, linh cảnh ai đi phó tuyết phụ thân của nàng là thiên phạt tổ chức cấp hai kiểm sát trưởng lại tay cầm thực quyền trước mắt hai người đã ly dị nhưng đều không tiếp tục cưới mà lại vị này kiểm sát trưởng cùng phó gia vẫn có rất nhiều trên phương diện làm ăn vãng lai thuộc về quan hệ tương đối kiên cố minh hữu quan nhã tại sao tới tùng hải nhậm chức tạm thời còn không rõ ràng lắm nhưng thuộc hạ nhờ ngũ hành minh nội bộ người tra nàng thông tin cá nhân phát hiện nàng tín dụng cá nhân được xếp vào sổ đen nàng tự hồ không bị phó gia trưởng bối chỗ vui. Tại Tùng Hải toàn bộ nhờ phó Thanh Dương tiếp tế sinh hoạt. Nguyên nhân cụ thể, thời gian quá ngắn, không cách nào kiểm chứng. Chỉ sát cung chủ đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói đủ. Ngươi đi về trước đi. Tình điên đại thánh không người cáo lui. Chờ hắn lui về thang lầu, nhẹ nhàng tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến biến mất, chỉ sát cung chủ nhìn ra xa cảnh đêm, đột nhiên nói hắn đã tấn thăng thánh giả. Đen nhánh không ánh sáng đầu bậc thang, truyền đến một đạo lười biến tiếng cười, ta biết, điều này nói rõ kế hoạch của chúng ta tiến vào quỹ đạo. Chỉ sát cung chủ hai tay chống sân thượng biên giới. Vẫn không có quay đầu, tự lẩm bẩm ta thường thường nghĩ, đem ma quân thể nhân vật cho hắn, đến cùng phải hay không lựa chọn chính xác. Có lẽ hắn có thể qua vui vẻ hơn, càng nhẹ nhõm một chút đầu bậc thang thanh âm thu hồi lười biến ý cười, dùng một loại vô cùng nghiêm túc giọng điệu nói mà quân cơ duyên, chỉ có hắn có thể tiêu hóa, hắn là trời sinh dạ du thần, hắn kế thừa phụ thân hắn thiên phú. Nhưng cũng có khả năng, dẫm vào phụ thân hắn vết xe đổ. Chỉ sát ngôn chủ thấp giọng nói. Ngươi hôm nay làm sao thanh âm kia trầm giọng nói. Chỉ sát cung chủ không có trả lời. Ngắn mũi trầm mặt về sau thanh âm kia nói, ngươi lấy niệm lực vì châm, lấy tự thân hồn phách vì tuyến, khâu lại hắn không trọn vẹn linh thể, nhưng đây chỉ là kế tạm thời, không kế thừa ma quân thể nhân vật, hắn sống không nổi. Đây là số mạng của hắn. Vì cứu hắn, ngươi hồn phách bị hao tổn, tính tình đại biến, theo chúa tể cảnh rơi xuống thánh giả, thật vất vả khôi phục bộ phận thực lực, ngươi vì hắn làm nhiều như vậy, hiện tại gỡ yến khái hẳn là cho hắn một cái an ổn sinh hoạt, chỉ sát cung chủ nói khẽ ta chính là cảm thấy hắn đột nhiên lớn lên, có lẽ, hầu ở bên cạnh hắn không nhất định nhất định phải là ta. Thu hồi ngươi những này ngu xuẩn suy nghĩ. Đầu bậc than thanh âm nói, chờ hắn kế thừa ma quân hết thảy, quan minh la bàn tiên đoán liền sẽ ứng nghiệm, hòa bình thời gian sẽ không dài lâu, trận doanh trong chiến tranh, chỉ có người chết ta sống, không có cùng tồn tại. Hắn không có đường lui, chúng ta cũng không có. Ta biết chỉ sát cung chủ dơ lên lấn xương trắng hơn tuyết cổ tay trắng, quơ quơ, nói cút đi. Đen nhánh đầu bậc thang không còn âm thanh nữa. Lưu, xin. Ngày kế tiếp, Trương Nguyên Thanh ngáp một cái rời giường, vui rạo rực lấy ra điện thoại di động, định cho quan nhã phát một đầu sáng sớm chào hỏi tin tức. Nhưng mở ra phần mềm chat, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là áo trắng như tuyết ảnh chân dung, cùng một đầu thư chưa đọc, đến phó gia vịnh một chuyến, phó thanh dương đang triệu hoán hắn. Bách phu trưởng nghỉ ngơi xong Trương Nguyên Thanh yên lặng rời khỏi phần mềm cha, quan phương diễn đàn, kiểm tra một hồi luận đàn thiếp tử. Ân, không nhìn thấy viên định vạch trần. Vấn đề không lớn tâm tình của hắn không sai mặt vào quần áo. Chương 14, một mặt suy tướng. Sáng sớm, thời tiết âm. Trương Nguyên Thanh mặc quần áo, kéo màn cửa sổ ra, liếc mắt nhìn bị màu xám nhạt tầng mây bao trùm bầu trời hôm nay hẳn là sẽ có mưa nếu như không phải đại la tinh bàn giá quá lớn hắn khẳng định sẽ lấy ra đạo cụ xác nhận một phen trong phòng khách người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi tại cạnh bàn ăn hưởng dụng sau khi rời giường đệ nhất bữa ăn bà ngoại cho trương nguyên thanh thịnh cháo ngon điệp nghiệt không nghĩ nói chuyện tối ngày hôm qua nói người ta đại cô nương tới nhà ăn cơm chiều kết quả một mặt quỷ khuất trời đi chuyện này là lão trần gia đãi khách không chu toàn hy vọng nguyên tử cuối tuần sau có thế lại mang quan nhã về nhà một chuyến đến lúc đó bà ngoại nhất định thật tốt chiêu đãi bà ngoại ngoại công là rất giản thể diện người khi biết tình huống thật về sau liền cảm giác có lỗi với quan nhã vạn phần hổ thẹn muốn tìm cầu bù cơ hội tốt bà ngoại có cơ hội rồi nói sau trương nguyên thanh thuận miền qua loa trong lòng tự nhủ ngài ngoại tôn ta đã đền bù qua người ta, người ta thời điểm ra đi mặt mũi tràn đầy hoa đào, gặm nửa giờ cỏ non, không có chút nào cảm thấy ủy khuất. Biểu ca Ngươi hôm nay đi làm sao? Trương Thanh nhìn về phía thiếu niên lão thành Trần Nguyên Quân. Trần Nguyên Quân hơi chút do dự, nói cuối tuần nghỉ ngơi, nhưng ta hẳn là sẽ đi một chuyến cục an ninh, chầm chầm một chầm chầm nhân khẩu mất tích án tiến triển. Bà ngoại nghe xong, thật sâu nhíu mày, ngươi hôm trước còn nói eo đầu gối bụng rủng, thân thể không thoải mái, nguyên quân A, à, thân thể là tiền vốn làm cách mạng, ngươi còn không có thành gia đâu, đừng để công việc đem thân thể kéo đổ. Chuẩn xác mà nói, là liền nữ bằng hữu đều không có. Tự giác đã lâm vào yêu đương bên trong trương nguyên thanh. Cảm giác ưu việt tràn đầy ở trong lòng chửi bậy. Biểu ca uống một ngụm cháo, nghe nải nải lại nhảy, thật sâu nhăn lại chữ xuyên văn, thân thể của ta không có vấn đề, hôm trước có thể là lưu bốc lên, cho nên thân thể khó chịu, chạy bộ sáng sớm về sau, thân thể của ta liền khôi phục. Hôm qua chạy bộ sáng sớm về sau, liên tiếp một ngày đều không cảm thấy eo đầu gối bụng rũng. Thừa dịp biểu ca cùng bà ngoại nói chuyện, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ mở ra, tinh mâu, bí mật quan sát bản khai. Hòa sát thân vẫn tồn tại như cũ, nhưng không có tăng lên, nói rõ hết thảy đều dựa theo vận mệnh, vận chuyển bình thường nó sẽ tại biểu ca áp dụng bắt lúc gián lâm, mà không phải có đột phát ngoài ý muốn, thân là tinh quan trương nguyên thanh yên lặng giải độc. Hắn hôm nay muốn đi thấy Phó Thanh Dương, lý do an toàn, chờ một lúc để Bạch lang thủ hộ biểu ca. Quan bế tinh mâu, Trương Nguyên Thanh lấy cùi chỏ thọc Tiểu Di cánh tay, nói xế chiều đi dạo phố, Tiểu Di lạnh lùng nói không đi đi cũng không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngọt ngào nhu thuận mặt tròn nhỏ, phối hợp vũ mị nốt trùi, để nàng sinh khí lộ ra không có chút nào lực uy hiếp đi mà đi mà trương nguyên thanh nói tiểu di nghĩ nghĩ khẽ nói vậy ngươi cầu ta cầu ngươi cầu ngươi trương nguyên thanh biết nghe lời phải tiểu di lập tức tươi cười rạng rỡ con mắt hiếp thành nguyệt nha vỗ cháu trai đầu đã như vậy di liền cố mà làm để ngươi bội ta dạo phố ăn sáng xong trương nguyên thanh triệu hồi ra bạch lang hạ đạt thủ hộ biểu ca mệnh lệnh sau đó trở về phòng lấy điện thoại. Chuẩn bị đón xe tiến về Phó Gia Vịnh, nắm lên điện thoại trong nháy mắt, thân là tinh quang hắn, tối tâm xúc động, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu nhìn xem ta hôm nay vẫn thế ý nghĩ này thuần túy là tâm huyết dân trào, thuộc về tinh quang bản năng. Bản năng nhắc nhở hắn. Hẳn là nhìn xem hôm nay vẫn thế. Ân, ừ, ta đem sở gia diệt môn án nói cho viên đình, mà cái này thuộc về không thể tiết ra ngoài cơ mật, cậu trưởng lão khẳng định sẽ trách phạt Trương Nguyên Thanh một bên giải độc tâm huyết dân trào đầu nguồn, bên cạnh toàn thân vừa đi về phía chuyên nhìn chăm chú mình trong kính, trong mắt của hắn nổi bật ra tinh mạnh ánh sáng nhạt, áp súc thành ống ánh khắp nơi tinh hà. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong kính hắn, hai mắt ở giữa khói đen mờ mịt khóe mắt khói đen mờ mịt dưới môi hồng quang phun trào. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho một ách. Duyên, cực khổ, tam đại tướng nói thật sự là một mặt suy tướng trương nguyên thanh một bên khải răng, một bên triển khai giải độc, ách nói khói đen mờ mịt, biểu thị ta gần đây sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lại không phải hòa sát thân, tính mệnh không lo, nhưng khả năng sẽ thụ thương. Duyên nói khói đen mờ mịt, ta gần đây không có liên quan đến hôn nhân, khế ước, mậu dịch, tố tụng các phương diện, cùng quan nhã quan hệ đã vững chắc, sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra vấn đề kia liền chỉ còn xã giao, ta gần đây tại xã giao phương diện xảy ra vấn đề cực khổ cung hồng quang phun trào. thì biểu thị ta gần đây sẽ thăng chức tăng lương, nô bộc thành đàn. ân, ừ, cái này phù hợp phó thanh dương tìm ta mục đích. trương nguyên thanh tê một tiếng, trong lòng tối tâm xúc động, gần đây những này vận rủi, ứng tại phó thanh dương cùng cẩu trưởng lão trên thân. hóa giải vận rủi phương pháp có rất nhiều, tỉ như tránh né, xin cứu binh, thỏa hiệp chờ một chút, cần căn cứ tình huống cụ thể, khai thác phương pháp khác nhau. Tỷ như biểu ca huyết quan tai ương, phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là tránh né. Từ bỏ tra án, hòa sát thân hơn phân nửa liền có thể tránh đi. Nhưng Trương Nguyên Thanh vận rủi không thể tránh né. Bởi vì nó nơi phát ra Phó Thanh Dương cùng Cẩu trưởng lão, người có thể tránh nhất thời, nhưng tránh không được một thế, phương pháp chính xác là tích cực đối mặt, hóa giải vận rủi. Cẩu trưởng lão đôn nghịch trừng phạt ta, ta là có thể hiểu được, Phó Thanh Dương vì sao nhằm vào ta? chẳng lẽ ta vùng trọng hướng nhân sinh đạo sư thỉnh giáo truy cầu quan nhã sự tình bị phó thanh dương phát hiện cho nên duyên cung mới có thể xảy ra vấn đề trương nguyên thanh do dự một phen cuối cùng lựa chọn vượt khó tiến lên tinh quan trực giác nói cho hắn đây là chính xác lựa chọn đưa di động cất vào trong túi quần nhanh chân chạy về phía cửa phòng ngủ lúc này Trương Nguyên Thanh nghe thấy bạn đọc sách bên trong truyền đến, từ dòng điện âm thanh tiếp theo miêu vương người rương âm tầng truyền đến, thời tiết thật tốt, để ta tiếp tục cực nhanh chạy, nó muốn đi ra ngoài chơi Trương Nguyên Thanh dừng bước lại, nói đến, miêu vương âm ly đã thật lâu không có bị hắn mang đi ra ngoài, lần gần đây nhất, còn là lão ban tử giáng lâm thực, nó không dám đợi tại gian phòng. Ngươi canh giữ ở trong nhà đi. Cái đồ chơi này luôn luôn không để ý bầu không khí mở miệng lung tung, rất dễ dàng để người xấu hổ. Trương Nguyên Thành cũng không muốn dẫn nó đi miêu vương am ly lập tức gấp. Phát ra một trận tư tư dòng điện, tiếp theo là gấp trúc cao vút âm tầng trước kia bồi ta nhìn mặt trăng thời điểm, để người ta tiểu điềm điềm. Hiện tại người mới thắng người cũ, để người ta trâu phu nhân. Trong phòng khách truyền đến bà ngoại tiếng la, nguyên tử, xem tivi đem thanh âm điều nhỏ một chút. Trương Nguyên Thanh khóe miệng có giật một chút, đi đến bàn đọc sách một bên, mở ra ngăn kéo, đem rương vương âm ly nhét vào hầu bao, kéo lên khóa kéo. Thắt ở trên lưng, quả quyết đi ra ngoài. Hắn lo lắng gây gấp miêu vương âm ly, nó sẽ phát ra ma quân vùi đầu gian khổ làm ra, chất lỏng lâm ly âm tầng. Rầm rầm, nửa giờ sau, Trương Nguyên Thanh đến phó gia vịnh biệt thự, lúc này, bầu trời hạ xuống mưa to, lốc bóp đổ vào rừng sắt thép thành thị. Mặt đường rất nhanh bị nước mưa thấm vào, bánh xe lăn qua ven đường, tóe lên mông lung hơi nước. Tùng hải là gần biển thành thị, lại là gian hà cửa sông, một chút mưa liền dễ dàng gió thổi, gió thảm mưa sầu bốn chữ, phản phất là vì cái này thành thị phát minh. Tại một mảnh Thê phong hoàng vũ bên trong, Trương Nguyên Thanh trông thấy miễn cưỡng khen, tại trong mưa to duyên dáng yêu kiều thỏ nữ lan. Chính là hắn mới tới nhà giàu Vịnh Lúc, phụ trách dẫn đường vị kia. Xe taxi chậm rãi bỏ neo, tại Trương Không Thanh mở cửa trước, thỏ nữ lang dẫm lên giày cao gót, mời mời đình đình chạy chậm tới, thay hắn ngăn lại hạ xuống nước mưa. Thiếu gia nói ngài khẳng định không mang dù, để ta tại cửa ra vào đón ngài. Thỏ nữ lang xinh đẹp cười nói. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, theo nàng tiến vào Phó gia Vịnh biệt thự cư xá đại môn, leo lên bên đường xe thương vụ, lái về phía Phó Thanh Dương biệt thự lớn. Dưới sự dẫn dắt của thỏ nữ lang, trương nguyên thanh tiến vào biệt thự xuyên qua vườn hoa trực tiếp đi tới lầu một phòng luyện công thiếu gia ở bên trong họp đợi ngài hồi lâu thỏ nữ lan ngừng đang luyện công bên ngoài giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa sơn thành màu nâu cửa gỗ tự động rộng mở trương nguyên thanh thăm dò đi đến nhìn lại ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn phòng luyện công ánh đèn sáng tỏ chỉnh tề nhựa cây tắm phản xạ ánh đèn một con tóc quăng tét đi ngồi sổng ở trên nệm êm tại nó đối diện, là một thân tuyết trắng âu phục, ở trên mặt đất ngồi xếp bằng Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương sau lưng, thì là Quan Nhã, Lý Đông Trạch, Bạch Long, Dây Leo, Đại Cơ Bá, Đường Quốc Cương. Chung 12 vị quan phương hành giả. Những này quan phương hành giả, đều là Phó Thanh Dương trực hệ xuống triển. cẩu trưởng lão quay đầu trông lại, ông Hòa nói, Nguyên Thủy đến, ngồi đi. Trương Nguyên Thanh hướng đám người gật đầu, đi hướng mặt quần áo luyện công quan nhã, ở bên người nàng ngồi xếp bằng, hai người dán rất gần, đầu gối lẫn nhau chống đỡ đụng cẩu trưởng lão cúc áo mắt nhìn chầm chầm trương nguyên thanh, nói liên quan tới ngươi thông quan sát lục phó bản ban thưởng. Tổng bộ đã hạ đạt văn kiện nguyên nội dung cặn kẽ, sau đó ngươi tự động tra danh sách. Ta chủ yếu nói với ngươi một chút chức vị phương diện điều động, trương nguyên thanh mừng rỡ, nói trưởng lão, ta không nghĩ dời tùng hải nếu như Tùng Hải chấp sự cương vị không có chỗ trống, vậy ta có thể chờ một chút. Hắn còn không nghĩ rời đi Tùng Hải, đã không có ly biệt quê hương giác ngộ, cũng không nghĩ vào lúc này cùng quan nhã tách ra. Nhân sinh đạo sư theo bên cạnh dạy bảo, có lẽ tiếp qua không lâu, hắn liền có thể vào ở quan nhã trong nhà. Cái này mấu chốt trời đi Tùng Hải, chẳng phải là phí công nhọc sức. Cậu trưởng lão không có trả lời, Phó Thanh Dương trước tiên mở miệng, nói, người tố cầu, Lý Đông Trạch đã cáo tri ta, tổng bộ ý tứ là, đem thiên hạ quy hỏa điều đến Tùng Hải, thay thế vị trí của ta. Ta vẫn nhậm chức Tùng Hải, đảm nhiệm Tùng Hải thành phố tuần tra trưởng lão chức, phụ trách thống soái Tùng Hải đội ngũ tuần tra. Ngươi có thể lựa chọn trở thành đội ngũ tuần tra bên trong chấp sự, thống lĩnh một chi đội ngũ. Cũng có thể tiếp tục lưu lại khang dương khu hai đội, nghe theo thiên hạ quy hỏa lệnh điều động. Đội tuần tra cùng đóng quân đội là tương phản hai khái niệm tại quan phương trung Hà tầng trong kết cấu, có thể không rõ ràng chia làm tuần tra, hòa, đóng quân, hai đại phái. Cái gọi là đóng quân, chính là tại cố định thành thị nhậm chức, hoạt động, phụ trách nên khu vực trị an, giải quyết sự kiện. Trương Nguyên Thanh trước mắt tiếp xúc đồng sự, là thuộc về đóng quân đội ngũ mà đội tuần tra thì không có một cái cố định làm việc địa điểm, nội dung công việc là tại chủ yếu phụ trách mấy tòa thành thị ở giữa tuần tra, chi viện, khóa tỉnh vực thành phố đuổi bắt các loại công việc. Đây là bởi vì số lượng có hạn, thánh giả, chúa tể cảnh cao thủ càng có hạn hơn. Giống tùng hải dạng này siêu một đường thành phố lớn, có năm tên trưởng lão tọa trấn. Các tỉnh tỉnh lỵ ít nhất cũng có một tên trưởng lão. Nhưng huyện thành nhỏ, cùng xa xôi địa khu thành thị, quan phương hành giả số lượng cũng rất ít, chớ nói chi là cao thủ. Vì tăng cường đối với mấy cái này thành thị lực khống chế, vì không để xa xôi khu vực trở thành tà ác tổ chức sinh sôi thổ nhưỡng, phát triển lớn mạnh cái nôi, đội tuần tra theo thời thế mà sinh. 36 đương nhiên, một chút không phát đạt, không trọng yếu thành thị, vẫn như cũ là tà ác tổ chức nhạc viên. Phó Thanh Dương tiếp tục nói, Tùng Hải đội tuần tra phạm vi quản hạt. Là tỉnh Giang Nam, tán trang tỉnh, Giang Hoài Bớt, lúc cần thiết, có thể phóng xạ hướng cả nước các nơi. Đội tuần tra hàng năm, cần phải có 3 tháng ra ngoài tuần tra ghi chép, đại bộ phận thời điểm, vẫn như cũ có thể đợi tại tùng hải nhưng đây là tình huống bình thường nếu như bên trong phạm vi quản hạt phân bộ cầu viện thì cần lập tức tiến về nguyên thủy lựa chọn thế nào chính ngươi quyết định trương nguyên thanh lâm vào trầm tư mấy giây sau nhìn về phía quan nhã quan nhã tỷ ngươi đây tại biểu đề ánh nhìn quan nhã mắt nhìn phía trước một bộ cùng nguyên thủy thiên tôn chỉ là đồng nghiệp bình thường quan hệ tư thái nói ta đã lựa chọn gia nhập đội tuần tra. Trương Nguyên Thanh liền nói, Bách Phu Trưởng, vậy ta cũng lựa chọn gia nhập đội tuần tra. Tại chấp sự cương vị cũng không trống chỗ ngay sau đó, gia nhập đội tuần tra chỗ tốt có rất nhiều. Một, Y Nguyên có thể lưu tại Tùng Hải, bỏ đi hắn lo lắng, chính là đi công tác tấp nập một chút. Bốn, thăng chức tăng lương. Mà lưu tại Tùng Hải, lưu tại hai đội, hắn liền thành thiên hạ quy hỏa thuộc hạ, vô thủy thiên tôn há có thể chịu làm kẻ dưới, trừ phi người này là khống dài lấy đức phục người tiền công tử. Phó Thanh Dương hài lòng gật đầu. Nói, mỗi một vị tuần tra đội trưởng, đều có thống lĩnh 10 tên cấp 3 hành giả quyền lực, ngươi có thể tự động chiêu mộ hoang dại tán tu, cũng có thể để tổng bộ thay ngươi an bài, hoặc là chính ngươi hướng tổ chức thỉnh cầu muốn người. Cấp 3 hành giả là gia nhập đội tuần tra tiêu chuẩn thấp nhất, luận tin anh trình độ, hơn xa đóng quân đội. Mười cái danh ngạch đem tiểu trà xanh kéo vào được, đem nữ vương kéo vào được, để ta lại nghĩ còn có những cái nào nhận biết mỹ nhân nhi? Trương Nguyên Thanh phát tán tư duy, bỗng nhiên có chút chờ mong. Lúc này, Phó Thanh Dương đứng dậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Trương Nguyên Thanh, nói chính sự nói xong, sau đó nói một ít chuyện riêng. Trong lúc nói chuyện, Phó Thanh Dương đưa tay hướng trong không khí một trảo, cầm ra một thanh vết rỉ loang lỗ hán bát phương cổ kiếm mặt không biểu tình nói nghe nói ngươi phá siêu phàm cảnh bản điểm số ghi chết, mời phá kỷ lục nguyên thủy thiên tôn chỉ điểm một chút ta cái này cùng vọng tự đại về không che nát dám phê bình nguyên soái là rác rưởi cùng đồ trương nguyên thanh ngoài phòng mưa rào xối xả trong phòng tiền công tử ánh mắt sát cơ bốn phía tư tư trong túi eo hợp thời vang lên miêu vương am ly âm tầng, mưa vẫn rơi Bầu không khí không tính hòa hợp Trương Nguyên Thanh trở tay cho nó một bàn tay, lập tức nhìn về phía cậu trưởng lão, hy vọng đức cao vọng trọng trưởng lão có thể ngăn cản tiền công tự lấy lớn hiếp nhỏ vô sĩ hành vi. Cậu trưởng lão quả nhiên không có để hắn thất vọng, trầm giọng nói, phó trưởng lão, đào kiếm không có mắt, luận bàn há có thể dùng lời khí, chớ có hồ nháo. Chớ Trương Nguyên Thanh vừa định nói trưởng lão anh Minh, trong lúc đó, trông thấy cậu trưởng lão nâng lên tay chó, hư không một điểm. Một giây sau, hai cây dài nửa thước gậy gỗ trống rỗng xuất hiện, gậy gỗ bên trên mọc đầy sắc bén gai ngược. Cậu trưởng lão hớn hở nói, dùng bọn chúng đi, ta đều chuẩn bị kỹ càng, trương nguyên thanh cả phòng người, thương hại nhìn qua nguyên thủy thiên tôn, cũng ăn ý lấy điện thoại cầm tay ra. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên rõ ràng, ách cung hắc khí bốc lên, biểu thị hắn muốn bị đánh, duyên cung hắc khí bốc lên, biểu thị hắn muốn xả chết rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vĩ ngạn quan huy hình tượng, sẽ bị đám người này điện thoại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 15, không giảng võ đức. Giống như tự hồ khả năng ta hướng viên đình tiết lộ liên quan tới rác rưởi luận nội dung, đối với Bách Phu trưởng tạo thành cực lớn bối rối. Trương Nguyên Thanh tự giác còn là hiểu rõ Phó Thanh Dương, vị này tiền công tử mặc dù cao ngạo xem anh hùng thiên hạ vị rác rưởi nhưng khí lượng phương diện còn là đáng giá khẳng định, lại đối hắn ưu ái có thừa, vẻn vẹn là tiết lộ rác rưởi luận, nội dung không đến mức để Tiền Công tử tức giận như vậy. Có khả năng nhất chính là, Phó Thanh Dương bởi vậy bị thiệt lớn, cho nên mới tìm hắn tính sổ sách. Mặt ngoài là luận bàn, kỳ thực là muốn đánh hắn. Trương Nguyên Thanh là sĩ diện người, không cách nào khoan dung bị Phó Thanh Dương treo lên đánh lưu lạc giang hồ, thế là hắn cúi đầu liền bái, cao giọng nói: bách phu trưởng thần công cái thế, thuộc hạ tu vi nông cạn, tự biết không cách nào cùng bách phu trưởng chống lại, cam nguyện nhận thua. Cái này liền không có ý nghĩa đi bạch long bọn người nhìn xem nguyên thủy thiên tôn không có chút nào cốt khí nhận thua, một trận thất vọng. Y theo bách phu trưởng đối với hắn thưởng thức, hơn phân nửa liền dừng tay. Nào có thể đoán được phó thanh dương sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống. Không hề bị lay động, nói, cho nên, ngươi nghĩ nằm sắp bị ta đánh một trận. Tây trương nguyên thanh hít một hơi, bách phu trưởng chịu thiệt, tổn hại, bất lợi so ta trong tưởng tượng phải lớn, xong, hôm nay bị đánh một trận không thể tránh được, rõ ràng tướng mạo giải độc phản hồi là muốn ta tích cực đối mặt A, làm sai liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Phó thanh dương nói tiếp, ta không chiếm ngươi tiện nghi, cấp 4 trở lên kỹ năng không cần, đạo cụ không cần, trạng thái thân thể cũng sẽ tận lực áp chế tại cấp 4. Nguyên thủy, ta muốn biết, đồng dạng là cấp 4, ngươi cùng ta, ai mạnh ai yếu. Lời này mới ra, Trương Nguyên Thanh bản nhân không có cảm giác, bên cạnh đám người lại từng cái mắt thả tinh quang. Phó Thanh Dương danh xưng trưởng lão phía dưới vô địch thủ, mặc dù đây là hắn tại cấp 6 lúc vinh hạnh đặc biệt, nhưng cấp 4 cấp 5 lúc, khống chế tài năng xuất chúng năng lực hắn, vẫn như cũ là cùng cấp bậc vô địch tồn tại. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn làm nhân tài mới nổi, đánh vỡ siêu phàm cảnh sát lục phó bản điểm tích lũy trần nhà nhân vật, bị quan phương diễn đàn ca tụng là minh chủ chi tư thiên tài đứng đầu hai người ngang cấp đối chiến đến cùng ai lợi hại hơn nghĩ tới đây bạch long thanh đằng bọn người trái tim phanh phanh cuồng loạn không hiểu kích động lên đại cơ bá cao giọng nói nguyên thủy thiên tôn ngươi cũng đừng sợ a à, ngươi nếu là sợ lão tử cả một đời xem thường ngươi bạch long phụ họa nói đúng vậy a à, đúng vậy a à, dù sao muốn bị đánh không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận. Lý Đông trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, vuốt về hai phía mép, nói: "Nguyên Thủy, ưu nhã ứng chiến đi." Những người khác nhìn không được nắm chặt điện thoại, muốn đem cái này quý giá một màn quay xuống, không chừng một số năm sau, phần này chính là Phó Thanh Dương lúc đầu thuần phục Nguyên Thủy Thiên Tôn trân quý thu hình lại. Cung cấp hậu bối bình dám thưởng thức. Cẩu trưởng lão cũng tới hứng thú, bản trưởng lão làm trọng tài, Thanh Dương Ngươi đem lực lượng đặt ở cấp 4, điểm kinh nghiệm 50% phía dưới, này sẽ có sai kém, ta chủ yếu phụ trách giám sát lực lượng của ngươi có hay không qua hạn. Nguyên thủy, không muốn trốn tránh, cầm ra ngươi thiên tài ngạo khí đi ra. Trưởng lão, mặt chó của ngươi bên trên tràn ngập, ăn dưa, hai chữ trương nguyên thanh thầm than một tiếng, thấy trốn không thoát không tránh khỏi, liền đành phải đứng dậy, nói, ta cần một chiếc gương, không cần đạo cụ, phổ thông tấm gương liền tốt. Quan Nhã lập tức đứng dậy, rời đi phòng luyện công. Mười mấy giây sau, nàng cầm một mặt trang điểm kính trở về. Tạ ơn Quan Nhã tỷ. Trương Nguyên Thanh vẽ mặt tươi cười tiếp nhận, chỉ bụng không để lại dấu vết tại trong lòng bàn tay nàng cào một chút. Quan Nhã giận hắn một chút. Nhìn thấy một màn này Phó Thanh Dương dần dần nhíu mày. Hai người bọn họ quan hệ lúc nào đến một bước này rồi. Ở trong sát lục phó bản cùng Chung hoạn nàng một phen tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Quan Nhã lui về ưu nhã thập trưởng bên cạnh, cùng mọi người đồng loạt lui lại, lui đến bên tường, cho hai người đưa ra đầy đủ chiến đấu không gian. Trương Nguyên Thanh cùng Phó Thanh Dương riêng phần mình nhặt lên một cây mọc đầy gai ngược gậy gỗ. Hô hô, Trương Nguyên Thanh tiện tay vung vẩy mấy lần gậy gỗ, chiều dài cùng đoạn kiếm tương tự, phi thường tiện tay. Cầm vũ khí lên nháy mắt, trong lòng của hắn phi phạm không có e ngại, ngược lại dâng lên có thế gấu chiến ý, hắn cũng muốn kiểm nghiệm một chút tự thân sức chiến đấu càng muốn thể nghiệm một chút phó thanh dương tài năng xuất chúng nếu là đối mặt cái khác đối thủ cấm chỉ sử dụng đạo cụ trương nguyên thanh sẽ cảm thấy chính mình thua thiệt nhưng đối thủ là tiền công tử hắn cảm thấy không sử dụng đạo cụ kiếm người là chính mình dù cho hắn đã có được cực kỳ dọa người cao chất lượng đạo cụ số lượng hai người riêng phần mình cầm côn xa xa giằng co Trương Nguyên Thanh trong đầu hiển hiện kiếm khách, kỹ năng, trinh sát chuyển chức về sau danh xưng gọi kiếm khách, kỹ năng bị động là có được siêu cao kiếm thuật thiên phú. Có thể nói, chỉ cần kiên trì bền bỉ tôi luyện kiếm thuật, mỗi một vị thánh giả cảnh kiếm khách, tất nhiên là kiếm đạo đại sư. Cấp 4 kiếm khách, hạch tâm kỹ năng là kiếm khí. Nhưng còn làm không được trong truyền thuyết kiếm khí ngoại phóng cảnh giới. Mà là đem kiếm khí kèm ở binh khí, giao phó sát thường thiết kim đoạn ngọc phong mang. Tại thánh giả cảnh, luận phá giáp năng lực, kiếm khách là làm chi không thẹn đệ nhất. Suy nghĩ bay lên ở giữa, hắn giơ lên trong tay tấm gương chiếu chiếu, hai mắt ở giữa khói đen mờ mịt, trong đầu ứng kích hiện lên phó thanh dương huy kiếm tàn ảnh. Đây là tin tướng thuật dự cảnh. Biểu thị hắn sẽ bị phó thanh dương chém bị thương. Lúc này, cậu trưởng lão cất cao giọng nói, bắt đầu. Phó Thanh Dương Hàng đầm bình tĩnh con ngươi, bỗng nhiên sắc bén. Mà Trương Nguyên Thanh đang nghe, bắt đầu, hai chữ lúc, quả quyết lui lại. Đồng tiếng nhập dạo đêm, hắn hư không tiêu thất đang luyện công phòng, thu liễm tất cả thanh âm, khí tức. Phó Thanh Dương công kích còn không có triển khai, liền mất đi mục tiêu. Bên tường, quan chiến Bạch Long hai tay ông ngực, gật đầu phê bình, lấy dạo đêm triển đấu, tránh phó trưởng lão mũi kiếm, không sai chiến thuật. Quan nhã lại lắc đầu nói, vô dụng. Tiếng nói vừa ra, cũng chỉ chống đỡ cái tráng, một vòng gợn sóng hình dáng bạch quan khuếch tán, đảo qua toàn bộ phòng luyện công. Phàm là bị bạch quan đảo qua người, chung quanh thân thể đều xuất hiện nhàn nhạt gần sóng, như là tĩnh mịch dòng nước chảy nước sông gặp được nham thạch. Phó Thanh Dương sau lưng nơi nào đó, rõ ràng không có người, lại nổi lên gợn sóng. Kéo kẹt, Phó Thanh Dương cấp tốc quay người, dày da trên mặt đất bản nhựa mà sát ra chói tai tạp âm, hắn hướng sau lưng gần sóng nổi lên địa phương, trừ ra giảng dị tự nhiên cảm kích. Thảo, quên trinh sát là thật mắt trương nguyên thanh trong lòng rung lên, tại phó thanh dương quay người chớp mắt, hắn liền kịp phản ứng, đang muốn lui lại. Nhưng mà, làm phó thanh dương nâng lên gậy gỗ chớp mắt, trương nguyên thanh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn mỗi một cây thần kinh, mỗi một khối cơ bắp, tứ chi của hắn cùng đầu óc, phản phất đều có ý tưởng của họ đều nghĩ hướng phương hướng khác nhau né tránh nhưng lại đồng thời bi quan cho rằng bất kể thế nào tránh đều nhất định sẽ bị chém trúng thế là thân thể kịch liệt run rẩy lại từ đầu đến cuối không làm được né tránh đón đỡ các loại động tác loại tình huống này hắn ở trên người quá hà tốt thể nghiệm qua một lần nhưng cùng còn có thể dãy dụ một phen cái trước so sánh phó thanh dương trảm kích mang cho người ta chỉ có tuyệt vọng một kiếm ra Quy tắc sinh. Phốc. Trương Nguyên thanh chợt theo dạo đêm trạng thái bên trong té ra, lão đảo lui lại. Ngực máu thịt be bét. Phó Thanh Dương trảm kích trúng đích ngực, trên đó gai ngược xé rách ngắn tay, xé rách huyết nhục, đỏ thắm máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ áo thun, cấp tóc mờ mịt ra. Tây Trương Nguyên thanh đau thở hốc vì kinh ngạc, dù cho tinh quan có viễn siêu dạ du thần chữa trị năng lực, nhưng đau đớn là không bớt trừ. Thảo, Người này ngốc nhiều tiền công tử ca, căn bản không nể tình suy nghĩ thời gian lập lòe, hắn trông thấy bách phu trưởng nhất chân tiến về đạp mạnh, lần nữa lấn người mà đến, thủ đoạn xoay chuyển, gậy gỗ giữa không trung xẹt qua nửa vòng tròn, lần nữa dơ cao đỉnh đầu. Trương Nguyên thanh gia đầu tê rần, thừa dịp đối phương còn không có phát động kích thứ hai, lần nữa tiến vào dạo đêm, hướng bên trái bổ nhào. Nhưng mà, Phó Thanh Dương phản phất biết trước hắn né tránh quỷ tích, giơ cao mũi kiếm, chân phải bên cạnh vượt, chém về phía phải phía trước. 3. Vừa đập ra đi trương nguyên thanh, phía sau lưng đau xót, trùng điệp ngã tại bản nhựa bên trên. Không có khả năng, hắn còn không có phát động trảm kích, không có sinh ra quy tắc trương nguyên thanh con người thu nhỏ lại, không để ý tới đau đớn, nhanh chóng lăn lộn đến nơi hẻo lánh, kéo dài khoảng cách. Phó thanh dương hoạt bộ tiến lên. Truy kích đối thủ, đồng thời mở miệng nói ra, chân chính cường đại nhìn rõ năng lực có thể đem địch nhân hết thảy nhìn ở trong mắt, thông qua xương cốt của ngươi, bắp thịt phát lực, ta liền có thể trước thời hạn dự phán ngươi né tránh phương hướng, dù cho ngươi tiến vào dạo đêm, ta cũng có thể đoán ra ngươi trong vòng 3 giây hành động quỷ tích. Ngươi cái treo bức. Trương Nguyên Thanh không cam lòng nghĩ. Mắt thấy Phó Thanh Dương kiếm thứ ba tương lai, Trương Nguyên Thanh thi triển tinh huyễn thuật, tại tại chỗ lưu lại một đạo huyễn tượng, thi triển dạo đêm biến mất thân hình. Kéo kẹt. Phó Thanh Dương một cái hướng bên hoạt bộ. Còn không thèm chú ý cái kia đạo huyễn thuật, hướng không có một ai phải phía trước quét ra gậy gỗ. Trương Nguyên Thanh lần nữa từ trong dạo đêm ngã ra, phần bụng quần áo bị xé nứt, gai ngược tại cơ bụng bên trên, vạch ra một đạo phế phẩm vết thương. Trinh sát tâm nhãn, chuyên phá huyễn thuật. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, chúng ta có minh chủ chi tư, nguyên thủy thiên tôn, liền điểm này trình độ sao? Không thể không nói, bộ kia rắm thúi mặt đơ, còn là rất có trào phúng năng lực trương nguyên thanh dơ lên tấm gương chiếu chiếu, hai mắt ở giữa hắc khí vẫn còn, vận rủi không có tiêu tán. hắn còn phải tiếp tục bị đánh. vây xem đại cơ bá nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên thủy, thiên tôn hoàn toàn không có sức đánh trả a, à, cái này, cái này, căn bản không phải một cái cấp bậc. Bạch Long, Thanh Đằng bọn người, hai mặt nhìn nhau, đều bị kinh đến. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả là phó trưởng lão đơn phương ẩu đã nguyên thủy thiên tôn. Ánh mắt che lấp quyền vương phê bình nói, nguyên thủy thiên tôn năng lực chiến đấu đã tinh tiến rất nhanh, nhưng dù sao trở thành thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, thân thủ không bằng phó trưởng lão rất bình thường. Làn da ngâm đen, nhìn xem chất phát đạn hoàng đường quốc cường phụ họa nói, phó trưởng lão trảm kích không cách nào tránh né nguyên thủy thiên tôn mạnh hơn cũng chỉ có thể bị động bị đánh mà hắn là dạ du thần không phải thổ quái trận chiến cùng phòng ngự đều không phải hắn am hiểu dạo đêm cùng huyễn thuật thì bị trinh sát động sát thuật tâm nhãn kỹ năng khắc chế mà lại nguyên thủy thiên tôn không dùng âm thi cùng linh bộc bị đánh rất bình thường đại cơ bá hoàn toàn không muốn nghe những này khách quan đánh giá nói nhiều như vậy dù sao chính là không hề có lực hoàng thủ. Quyền vương cùng đường quốc cường lập tức yên lặng, liền lười nhát cùng hỏa sư mù tất tất. Nhưng đại cơ bá nói cũng không phải không có lý. Chờ phát đến trong diễn đàn, các nơi phân bộ các đồng nghiệp, đại bộ phận là sẽ không lý trí phân tích, bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy phó thanh dương cùng cấp bậc treo lên đánh nguyên thủy thiên tôn. Trương Nguyên Thanh ăn nắm có gai gậy gỗ, vòng quanh Phó Thanh Dương chậm chạp du tẩu, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động phàm là quy tắc liền nhất định có lỗ thủng đây là một đầu định luật mặc kệ là tài năng xuất chúng còn là quy tắc loại đạo cụ đều trốn không thoát quy tắc này định luật phó thanh dương Trạm kích có cái gì lỗ thủng trương nguyên thanh tích cực thúc đẩy đầu óc rất nhanh ngực phía sau lưng cùng bụng dưới đau rác đau nhất, nhắc nhở hắn Trạm kích lớn nhất lỗ thủng là chỉ nhằm vào nhục thân chí ít trước mắt đến xem là dạng này ta có thể thi triển thần du bám thân bách phu trưởng nghĩ tới đây, trương nguyên thanh nhanh chóng dơ lên tấm gương, chiếu chiếu, lần này, hắn trông thấy hai mắt ở giữa hắc khí biến mất. Ta có thể tránh thoát tiếp theo kiếm. Đăng 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 hắn chủ động hướng phó thanh dương phóng đi, cao cao dơ lên trong tay gậy gỗ. Đối mặt khí thế hung hung nguyên thủy thiên tôn, phó thanh dương vừa sải bước trước, cường thế nghênh địch. Cũng chém ra trong tay vũ khí. Để người đứng xem kinh ngạc một màn phát sinh, Kiểm tra không hối hận, mọi việc đều thuận lợi trảm kích, lại đột nhiên dừng lại, Phó Thanh Dương thân thể cứng tại nguyên chỗ, thân thể hơi có run rẩy. Sửng sốt một chút, mọi người tại đây đột nhiên kịp phản ứng. Quán Linh bám thân. Đã không cách nào tránh né, vậy liền để chính hắn dừng lại. Lúc này, Phó Thanh Dương ngóc đầu lên, kêu to một tiếng, trong đắm chìm liễm mắt đen bên trong, bắn ra hai đạo sắc bén tia sáng. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh Linh thể từ trên người hắn bắn ra ngoài, dường như nhận cực nặng đã kích. Hư ảo thân thể một trận chập chờn. Phó Thanh Dương vừa rồi thi triển, không phải kiếm khí, là kiếm khách kiếm ý, kiếm ý là tinh thần lực một loại kéo dài, không tính kỹ năng, là kiếm khách ma luyện kiếm thuật lúc, tích lũy tháng ngày ý chí, chuyên phá quỷ mị tà ma. Trương Nguyên Thanh Linh thể trở về nhục thân, đằng đăng lui lại, đồng thời song chưởng hung hăng đập vào bên tai phanh một vang, trong lỗ tai của hắn chảy ra tơ máu. Hắn đem màn nhĩ của mình đánh trách tả tơi. Phó Thanh Dương thấy thế, lông mày nhíu lại, không cho hắn cơ hội thở dốc, lấy càng nhanh tốc độ truy kích, như là một đạo bóng trắng. Nháy mắt bước đến Trương Nguyên Thanh trước người, chém ra trong tay gậy gỗ. Đu an. Gậy gỗ va chạm tiếng trầm bên trong, người ở chỗ này đều sửng sốt, bao quát Phó Thanh Dương. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn từ từ nhắm hai mắt, dựng lên gậy gỗ, ngăn lại trảm kích. cẩu trưởng lão hiếp hiếp mắt. Cản, ngăn lại, đại cơ bá lẩm bẩm nói, nét mặt của hắn tựa như gặp quỷ. Những người khác biểu lộ cứng nhắc, một mặt khó có thể tin, trên đời có người có thể ngăn cản phó trưởng lão trảm kích. Quan nhã vừa mừng vừa sợ, mắt đẹp phát quan. Phó Thanh Dương đánh đau nguyên thủy thiên tôn lúc. Nàng xem luyện một chút nhíu mày, không chút nào vì biểu đệ cảm thấy tự hào, nhưng nhìn thấy nguyên thủy thiên tôn ngăn lại biểu đệ công kích quan nhã nháy mắt hưng phấn lên phó thanh dương con ngươi lạnh lùng cổ tay chuyển một cái gậy gỗ sát qua gậy gỗ đầu côn vừa rơi xuống tiếp theo nghiêng hướng lên quét tới trương nguyên thanh không nhanh không chậm tay phải trầm xuống gậy gỗ kích xuống dưới lại là đu an một tiếng vừa lúc ngăn lại phó thanh dương nghiêng hướng lên quét tới công kích không phải vận khí hắn thật phá giải phó trưởng lão trảm kích rồi quan chiến đám đội trưởng mừng rỡ. Khuôn mặt hiện lên kích động hồng quang, phải biết Phó Thanh Dương từ lúc thành danh đến nay, một tay tài năng xuất chúng, để bao nhiêu thánh giả kiên kỵ. Chỉ có am hiểu phòng ngự thổ quái, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cho tới nay, vẫn chưa có người nào có thể phá giải Phó Thanh Dương chiêu số, mặc kệ là một trong tứ đại công tử Khương Cư, còn là tà ác chức nghiệp bên trong cao thủ, đều không làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm được. Hắn vì cái gì nhắm mắt lại, chẳng lẽ phá giải phó trưởng lão chiêu số mấu chốt, là nhắm mắt lại. Thanh đằng nhíu mày nói nhỏ. Chẳng lẽ không phải đánh vỡ màn nhĩ của mình? Bạch Long nói. Cậu trưởng lão lại nhìn về phía phòng luyện công nơi hẻo lánh, trông thấy một cái mượt mà đáng yêu hài nhi nằm sắp nơi đó, ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú chiến đấu hai người. Hắn nháy mắt rõ ràng nguyên thủy thiên tôn phá giải trảm kích phương pháp phó thanh dương cảm kích là đơn thể tổn thương thù kẻ áp bách giới hạn trong giao thủ người người đứng xem không bị ảnh hưởng cho nên nguyên thủy thiên tôn nhắm mắt lại đem chính mình đối với ngoại giới cảm giác che đậy lại đem mình làm một bộ không có cảm giác không có tình cảm khôi lỗi cũng đem linh thể giáng lâm ở trên người linh bộc lấy một người đứng xem góc độ quan sát phó thanh dương công kích tại linh bộc trong thị giác phó thanh dương chém thẳng vào chính là chém thẳng vào không có nhiều như vậy lòe loẹt đồ vật đem bản thể làm khôi lỗi, coi linh bọc là bản thể, Phó Thanh Dương có thể chém tới mục tiêu trên thân nhân quả, lại trảm không được linh bọc, mở ra lối riêng, Diệu cẩu trưởng lão vui mừng gật đầu. Có thể phá giải quy tắc, đây mới là một cái thiên tài đứng đầu vốn có tố dưỡng. Phó Thanh Dương hừ một tiếng, trên gậy gỗ đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt kiếm khí, lần nữa bổ ra giảng dị tự nhiên công kích. Trương Nguyên Thanh thân thể bỗng nhiên tán loạn thành tinh mảnh ánh sáng nhạt, như là giải tán lập tức đom đóm, một giây sau, thân ảnh của hắn tại mấy mét bên ngoài ngưng tụ. Tinh động thuật. Kiếm khí thất bại, tại đất bản nhựa bên trên lưu lại thật sâu vết chém. Lấy nhục thân vì khôi lỗi, điều khiển không phải đặc biệt linh hoạt, có vật lý phương diện bên trên trì hoãn, phản ứng, thân thủ diện rộng hạ thấp, nhưng không có quy tắc trói buộc, tinh quang hèn mọn liền thể hiện ra ngoài. Hắn giao thế sử dụng tinh động thuật cùng dạo đêm chỉ du tẩu không tiến công, mặc cho Phó Thanh Dương như thế nào kiếm pháp siêu quần. Mặc cho kiếm khách năng lực trận chiến nhiều sắc bén, cũng đừng nghĩ đánh tới hắn. Sau 5 phút, Phó Thanh Dương đình chỉ công kích, nói, được rồi, kết thúc đi. Trương Nguyên Thanh lập tức ngừng lại, như trút được gánh nặng, tiếp tục không ngừng thi triển dạo đêm cùng tinh đồn, phi thường tiêu hao thái âm, tinh thần chi lực. Cầm cầm di động quay chụp bạch long, thì quay đầu nhìn về phía các đồng bạn, hưng phấn nói ta đề nghị từ ta một người đến phát chúng ta áp dụng trả tiền phát ra phương thức truyền lên đến diễn đàn kiếm được tiền mọi người chia đều nàng có dự cảm quy tắc này nhất định sẽ đại bạo ý kiến hay chúng đội trưởng nhãn tình sáng lên vui vẻ đồng ý quả nhiên tích cực ứng đối liền có thể hóa giải nguy cơ tình tướng thuật thật không lừa ta trương nguyên thanh linh thể trở về trong lòng hừ hừ hai tiếng lúc này bộ ngực hắn phía sau lưng cùng bụng dưới vết thương đã khỏi hẳn, không có để lại vết sẹo. đánh vỡ mang nhĩ cũng khôi phục, xem như hoàn toàn hóa giải một trận nguy cơ. ngay tại tất cả mọi người coi là luận bàn kết thúc lúc, phó thanh dương lời nói xoay chuyển, mặt không biểu tình nói, không sai, ngươi là người thứ nhất phá giải ta chiêu số người, ta rõ ràng kiếm chiêu nên hướng phương hướng nào cải tiến. nguyên thủy, ngươi làm tốt lắm. để báo đáp lại, làm thượng cấp của ngươi. Kế tiếp là chỉ điểm xuống thuộc thời gian. Trương Nguyên Thanh. Đám người. Trong nhà, bà ngoại thu thập xong bộ đồ ăn, quét dọn xong vệ sinh, đang định ngồi tại ghế sofa một bên, nhìn ông ngoại lên mạng đánh bài, cửa trước truyền ra ngoài mở khóa nhập mật mã thanh âm. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cháu trai Trần Nguyên Quân đi mà quay lại. "Ngươi không phải đi cục an ninh sao?" Bà ngoại kinh ngạc nói, "Có đồ vật gì quên mang rồi?" "Không." không đi, biểu ca sắc mặt có chút không tốt, thấp giọng nói, nải nải. Cái kia, cái kia buổi tối cho ta hầm ăn lót dạ thân thể canh. Thân thể không thoải mái. Cũng không phải, chính là, đột nhiên, thân thể như nhũng ra chột dạ, trần nguyên quân xấu hổ mà nói, tiếp lấy nhanh chóng nói sang chuyện khác, nói, nguyên tử đâu. Bà ngoại tức giận nói, ai biết chạy nơi nào quậy, đại khái là tìm nữ bằng hữu đi, Ngọc Nhi mới vừa rồi còn nói, Muốn đem hắn chân đánh gãy. Nguyên thủy thiên tôn chân bị đánh gãy, răng cắm cũng bay, nhanh, nhanh nhất hắn đến phòng trọ nghỉ ngơi. Phòng luyện công bên trong, quan nhã mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Lý Đông Trạch cùng đại cơ bá nhanh chóng tiến lên. Nâng lên cùng mình trên mặt đất, lẩm bẩm nguyên thủy thiên tôn, hướng phòng luyện công bên ngoài chạy đi. Trẻ tuổi anh Tuấn Nguyên thủy thiên tôn, lúc này không còn lúc đến phong hoa, má trái sưng thành đầu heo mắt phải máu ứ động sung huyết, răng cấm bị đánh gãy hai viên. Chân cũng cho đánh gãy. Trên thân áo thun trải rộng khe hở, trở nên lam lũ, máu me đầm đìa. Ngay tại vừa rồi, vị này trẻ tuổi thiên tài, thảm tao thượng cấp tâm ngoan thủ lạc ẩu đã trọn vẹn 15 giây. Bạch Long, Thanh Đằng, đường quốc cường mấy cái, bước nhanh đi theo, giơ điện thoại một trận, răng rắc, loạn đập. Trương Nguyên Thanh bụng mặt, nói chuyện hở, cả giận nói, đừng chực đừng chụp chừa chút cho ta mặc phó thanh dương cái này không giảng võ đức trát rưỡi